Nhân đạo chí Tôn chương 1700, đại ấn thương thiên, 1. Đạo ngữ vừa mới vang lên, đám thân ngoại thân nguyên nha thần vương phía sau cổ thuyền kia trong lúc bất chợt huyết nhục mục nát, tấp tốc già yếu, trong lúc vỗ cánh bay lên đã biến thành từng cổ từng cổ bạch cốt, sau đó từng cổ từng cổ bạch cốt nhau nhau rơi xuống, đại tư mệnh, trong lòng chung nhạc vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một tòa đạo điện treo cao, chiếu rọi xuống từng đạo từng đạo đại đạo sáng ngời tới cực điểm đây chính là trấn thiên phủ chân chính chỗ trấn thiên trong tòa trấn thiên phủ này truyền ra đạo ngữ đánh chết rất nhiều thân ngoại thân của nguyên nha thần vương sau đó bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm trọng trầm giọng nói ngươi trở về đi hết thảy do ta thay ngươi đảm đương hiện tại ta đã gánh được rồi đã có thể đảm đương rồi tâm thần chung nhạc nhất thời đại định không người tạ ơn thôi động thiên dực cổ thuyền chiếc cổ thuyền chấn động bay về phía phương hướng đế tinh hắn quay đầu lại nhìn về phía trấn thiên phủ thoáng ngẩn người trong lòng nhất thời trầm xuống trấn thiên phủ mặc dù đã lên tới thiên ngoại tử vi nhưng độ cao của tòa đạo điện này cũng không cao bằng được những tòa đạo điện khác treo cao trên tử vi độ cao của đạo điện đại biểu cho tu vi đại biểu cho cách đạo thần còn bao xa đạo điện càng cao như vậy tu vi chủ nhân của nó sẽ càng mạnh cách cảnh giới đạo thần cũng càng gần hiện tại trấn thiên phủ cũng không phải là cao nhất còn có một tòa đạo điện càng cao hơn trấn thiên phủ đại tư mệnh vẫn chưa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh hắn tự bảo vệ chính mình sợ rằng cũng còn khó khăn còn có thể bảo hộ được ta sao bất quá như đã nói qua lần này muốn đối phó ta chỉ là nguyên nha thần vương chỉ dựa vào nguyên nha thần vương hẳn không phải là đối thủ của đại tư mệnh thiên dực cổ thuyền vỗ cánh tiến lên bay về phía đế tinh Lần kỳ ngộ này không tầm thường, nhưng đã gây ra đại họa ngập trời, khiến cho trong lòng hắn không khỏi lo sợ bất an, nhưng nếu không uống cạn lò đan dược kia, có lẽ hiện tại ta hẳn là đang thành thành thật thật tìm hiểu đại đạo tiên thiên sơn xuyên, hơn nữa chưa chắc đã có thể ngộ ra. Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt, trải qua hơn 3 tháng, đế tinh đã xuất hiện trong tầm mắt, chung nhạc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay hắn vẫn luôn liên lạc với phá thiên quang. Trong 10 năm hắn rời khỏi này, Phá Thiên Quang vẫn luôn dằn co với thiên đình, cũng không phát sinh bao nhiêu trận chiến. Mà trong đế tinh, chiến đấu lại là cực kỳ thảm thiết. Các đế tộc, vương tộc đại chiến nổi lên bốn phía, bị tử quan quân vương quậy tới vô cùng hỗn loạn, thậm chí có không ít trận ác chiến khiến đế linh vẫn lạc phát sinh. Trung nhạc đang định gia tăng tốc độ chạy tới phá Thiên Quang, đột nhiên tinh không phía trước ầm một tiếng vỡ nát. Một con kim long dơ vuốt, chụp lấy đầu thuyền, thân thể thật dài uốn lượng, cuốn lấy thiên dực cổ thuyền, chặt chẽ khóa lại. Sau đó một cái đầu rồng từ dưới thuyền chậm rãi dâng lên, lộ ra cái đầu dữ tợn thật lớn, con kim long kia mở ra cái miệng lớn, thần hạ cát đứng dưới hàng long sĩ, mỉm cười nói: "Dịch Quân Vương, thật sự nơi nào cũng có thể gặp lại a. À. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Một màn này, ngươi có cảm thấy rất quen thuộc không?" Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía thần hạ cắt trong miệng rồng khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Sư huynh có chỗ không biết, ma nguyên liệt đã chết rồi. Cũng may sư huynh sẽ lập tức bước theo chân hắn, cùng hắn một trước một sau lên đường, thần hạ các thoáng ngẩn người. Hắn vừa mới hỏi chung nhạc một màn này có phải rất quen thuộc không, sau đó chung nhạc liền nói ra những lời lần trước hai người gặp nhau. Khi đó chung nhạc bị hắn chặn đường, so với tình huống hiện tại hoàn toàn giống nhau. Những lời nói vừa rồi chung nhạc mới nói với hắn cũng là một chữ không sai. Lần trước ta vây khốn ngươi, sau đó bị tà dương ám toán. Tà dương lại bị Phượng Ngọc Hoàng ám toán, Phượng Ngọc Hoàng thì bị Trác Nha ám toán. Cuối cùng chúng ta hợp lực phá vỡ vũ quan bình của Trác Nha, thần hạ cắt nhẹ giọng nói. Dịch quân vương ở trong đạo tràng của Nguyên Nha Thần Vương đã gây ra đại họa ngập trời, dẫn xuất thân ngoại thân của Nguyên Nha Thần Vương. Ngươi vậy mà có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Thân Ngoại Thân Nguyên Nha Thần Vương, quả thật rất cao. Bất quá, lần này sẽ không lại có đám người Tà Dương, Phượng Ngọc Hoàng tới làm con chim sẻ kia rồi, cũng sẽ không cho ngươi cái cơ hội này." Chung Nhạc cười hắc hắc, nói. "Vậy cũng khó nói. Tà Dương sư huynh, Ngọc Hoàng sư tỷ, nếu các ngươi đã tới đây, sao còn không hiện thân?" Trong lòng thần hạ các khẽ động, đảo mắt quan sát bốn phía, mỉm cười nói. Bọn họ không có khả năng có được thuật truy tung cường hoành như ta, cũng không có được trí tuệ của ta, có thể ở nơi này chặn đường ngươi. Thần hạ cát, nói chuyện không nên nói quá vẹn toàn như vậy, một tiếng cười lạnh vang lên. Trong tinh không đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt hình cung. Sau đó, tinh không chậm rãi tách ra hai bên, lộ ra một khỏa tà nhãn giống như một phần lam thái dương. Tà dương đang ngồi trong nhãn đồng của khỏa tà nhãn, mỉm cười nói, quả thật thuật truy tung của ta không bằng ngươi, không đuổi kịp dịch quân vương, cũng không biết được hành tung của dịch quân vương, nhưng theo dõi ngươi lại cũng không tính là quá khó, con ngươi thần hạ cắt siết chặt, cười hắc hắc, nói. Ngọc Hoàng Sư tỷ, tà dương thân là đệ tử của tà đế cũng đã xuất hiện, lẽ nào ngươi còn muốn giấu đầu giấu đuôi nữa sao? Không sợ sẽ tổn hại danh tiếng của hoang vực thiên hỏa các ngươi sao? Cách bọn họ không xa, một phần thái dương đột nhiên chuyển động, chỉ thấy thời điểm vần thái dương kia chuyển động, giống như có vô số phượng vũ xoay tròn, cuối cùng vần thái dương tản đi, hóa thành một con cửu đầu thiên phượng. Cửu đầu thiên phượng vỗ cánh bay tới, phát ra thiên hỏa hừng hực, thiên hỏa hừng hực vừa mới lan tới trước mặt bọn họ, đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một nàng nữ tử thoáng có chút đẩy đà mỉm cười nhàn nhạt đứng đó, cái đuôi phượng sau lưng nhẹ nhàng phiêu đảng, từng đống từng đống lửa nhỏ do thiên hỏa cấu thành thỉnh thoảng từ trong phần đuôi phượng nàng bay ra, phản phất như đong đóng lúc sáng lúc tối phượng ngọc hoàng cười tủm tỉm nói ta ngược lại cũng không phải truy tung tà dương sư huynh hoặc là hạ các sư huynh mà là đuổi theo cổ thuyền của dịch quân vương chạy tới hai vị sư huynh tình huống hiện tại tự hồ có chút không quá dễ làm a à. dịch quân vương chỉ có một mà chúng ta lại có tới ba nhà ai sẽ đạt được dịch quân vương sợ rằng vẫn là phải tranh một chút a à, tà dương từ trong khỏa tà nhãn kia đi ra sau lưng hắn khỏa tà nhãn thật lớn chậm rãi bay lên cao giống như một tấm gương dựng thẳng sau lưng hắn nếu trác nha không ở đây vậy ba người chúng ta sẽ đỏ sức một trận luận xem ai thắng ai bại sau đó mới quyết định quyền sở hữu dịch quân vương ánh mắt thần hạ các chớp động bất động thanh sắc nói cũng được đề nghị này vô cùng công bằng ba nhà chúng ta đều có lai lịch cổ lão trước đây cũng từng có mấy phần giao tình vẫn là không nên dễ dàng xé rách mặt. Ba người thương nghị hoàn tất, đột nhiên một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, lạnh lùng nói. Mặc kệ các ngươi quyết định như thế nào, ta nhất định muốn dịch quân vương phải chết ở nơi này, trong lòng ba người nhất thời giật mình. Trác Nha vậy mà cũng chạy tới, chung nhạc theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Trác Nha đầy mặt sương lạnh, xuất hiện ở phía sau cổ thuyền, bộ dáng sát khí ngập trời. Trác Nha nhìn thấy hắn, trong mắt sát cơ mãnh liệt, lạnh lùng nói. Dịch quân vương, ngươi giết vợ con ta, diệt chủng tộc ta, mặc kệ kẻ nào bảo vệ ngươi, ta cũng tất phải diệt trừ ngươi. Chung nhạc cười hắc hắc, nói. Hiện tại tất cả các ngươi đều đã tới rồi. Chư quân, dịch mộ ở đây, kẻ nào tới lấy đầu của ta đi nhận thưởng, bốn người ai nấy cũng đều kiên kỵ lẫn nhau. Trác Nha khẽ cắn răng, đang định tế khởi vũ quan bình. Đúng lúc này, Phượng Ngọc Hoàng tế khởi thiên phượng thần hỏa phiến, tà dương thôi động thần kính tà nhãn tình hình hết sức căng thẳng chung nhạc cười hắc hắc nói các vị các ngươi đại khái đã quên lời thề mà các ngươi đã lập ra rồi a à. các ngươi đã từng phát thể với thần thông của ta kẻ nào dám động ta không ngại thử xem một chút trong mắt thần hạ các chớp động tinh quang hắn cách chung nhạc gần nhất hơn nữa kim long do kim thường biến thành đã khóa chặt cổ thuyền của chung nhạc trước mắt là thời cơ tốt nhất để hắn xuất thủ Hắn ngay lập tức mạnh mẽ xuất thủ. Về phần lời thề mà Trung Nhạc đã nói, hắn vẫn còn có chút lưu tâm, cũng không trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng của chính mình, mà lưu lại một phần lực lượng, đề phòng bất trắc, cũng ngay khoảnh khắc hắn động thủ, Trác Nha, Phượng Ngọc Hoàng và Tà Dương đồng thời xuất thủ công kích về phía Trung Nhạc. Phượng Ngọc Hoàng và Tà Dương là có sư mệnh trong người, không thể không động thủ, mà Trác Nha lại là vì vợ con chính mình bị Trung Nhạc thời điểm say rượu giết không còn một mống lửa giận công tâm, phượng ngọc hoàng và tài dương thủ hạ lưu tình không thống hạ sát thủ với chung nhạc, phần nửa lực lượng lại dùng để ngăn chặn thần hạ cát, phần nửa lực lượng dùng để bắt giữ chung nhạc. mà trác nha thì đã triệt để động sát tâm, thậm chí không tiếc chống lại mệnh lệnh của nguyên nha thần vương. chung nhạc đứng ở đầu thuyền, không chút cử động, không có bất kỳ ý tứ phản kháng. thần hạ cát dù sao cách hắn gần nhất, công kích lập tức rơi xuống trên người hắn thần hạ các thấy chung nhạc không chút phản kháng bản thân ngược lại không dám thống hạ sát thủ chỉ là muốn đánh chung nhạc trọng thương thuận lợi bắt đi hạ các sư huynh ma nguyên liệt đã đợi ngươi rất lâu rồi chung nhạc thừa nhận trọng kích của hắn khóe miệng tương máu mỉm cười nói ngươi nên lên đường rồi thần hạ các đột nhiên rợn cả tóc gáy cảm giác được một cổ rung động vô cùng khủng bố truyền tới hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt nhất thời kịch biến thét lên một tiếng xoay người biến thành một đạo thần quang bỏ chạy, hắn đang đứng trong miệng Kim Long, tốc độ của Kim Long cực nhanh. Nhưng đúng lúc này, không gian phản phất như ngưng kết lại, trở nên vô cùng đặc sệt, định trụ thần hạ cắt và Kim Long lại giữa không trung. Con Kim Long không ngừng nghe nanh múa vuốt, thân thể vẫy vùng, vẫn luôn duy trì tư thế phi hành, toàn thân tràn ngập thần quang. Đám thần quang kia cũng bị định trụ lại, trong lòng mọi người thất kinh, chỉ thấy vô số đạo thần hà từ trong tinh không hiện lên. Khoảnh khắc này, đám người chỉ nghe đạo âm du dương vang lên, tối tâm khó hiểu. Đám hào quang kia tuôn ra, hình thành trên đỉnh đầu thần hạ cát và kim long một cái đại ấn, từ từ đè xuống, khí tức cái đại ấn kia cuồn cuộn như thiên, khí thế mênh mông như thiên, mang tới cho tồn tại cấp đế quân đại viên mãn bọn họ một loại cảm giác nghiêm nghị không thể mạo phạm, không thể kinh nhờn, không thể phản kháng. Phía dưới đại ấn in điểu truyện trùng văn, phức tạp mà thần bí. Thời điểm đại ấn đè xuống, hết thảy mọi thanh âm đều biến mất. Thời gian tự hồ đình chỉ lưu chuyển. Ngôi sao bất động, nhật nguyệt không dời, thậm chí ngay cả đám thần thông công kích về phía chung nhạc của ba người Phượng Ngọc Hoàng, Trác Nha và Tà Dương cũng bị định trụ lại. Cái đại ấn kia chậm rãi đè xuống, trong mắt bọn họ là rất chậm, nhưng thần hạ cắt lại không chút cử động, tự hồ đã không còn một tia lực lượng nào, căn bản không thể chạy thoát. Sau đó, Bọn họ kinh hãi nhìn thấy da đầu của thần hạ cát bị đè bẹp, xương sọ bị đè bẹp. Cái đại ấn chậm rãi đè xuống cặp mắt hắn, tiếp theo cặp mắt thần hạ cát bị đè bẹp, vắt thành một tia mỏng manh. Cái đại ấn kia tiếp tục đè xuống, đè tới mũi hắn, sau đó đè tới cổ họng hắn, đè lên trên ngực hắn, đè tới hông hắn, đè tới hai chân hắn, đè tới bàn chân hắn. Thần hạ cát, vị đế quân đại viên mãn này hoàn toàn bị đè nát hết thảy nhục thân và nguyên thần bị cái đại ấn này ép thành một tờ giấy mỏng. Tiếp theo, tờ giấy mỏng này cũng vỡ nát, biến thành bột mịn, bị phân giải thành địa thủy phong hỏa. Địa thủy phong hỏa bị ép thành âm dương nhị khí, sau đó bị ép thành khí hỗn độn. Thần hạ cắt triệt để biến mất khỏi thế gian này, cái đại ấn kia đột nhiên tản đi, phản phất như chưa từng xuất hiện qua vậy. Mà thần hạ cắt lại hoàn toàn bị hủy diệt khỏi thế gian này, trong khoảnh khắc đại ấn tiêu tán, thần thông và tiên thiên đế binh do Phượng Ngọc Hoàng, Tà Dương và Trác Nha Tế khởi đã khôi phục lại như thường, tiếp tục công kích về phía chung nhạc. Nhưng lúc này, trên mặt Phượng Ngọc Hoàng và Tà Dương lại lộ ra thần sắc sợ hãi, dốc hết toàn lực thu hồi lại thần thông và tiên thiên đế binh của chính mình, kinh hôn một tiếng, xoay người điên cuồng bỏ chạy, Trác Nha Sư Huynh, dịch quân vương tặng lại cho ngươi A, thanh âm Tà Dương từ xa truyền lại. Trác Nha nhìn thấy hai người bọn họ điên cuồng đào tẩu, trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi đối với loại lực lượng không biết này vội vàng thu hồi thần thông và vũ quan bình xoay người bỏ đi không dám lưu lại trung nhạc nhìn thấy ba người bỏ chạy đi xa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên nhìn trời sắc mặt ngưng trọng đánh chết thần hạ cát không phải là hắn cũng không phải đại tư mệnh mà là thiên đạo là lực lượng của thiên lúc trước ở trong vũ quan bình hắn khiến cho thần hạ cát phượng ngọc hoàng và tà dương phát thể với thần thông của hắn Lúc đó hắn dùng chính là thần thông thiên ấn, đó là bức thiên đạo đồ thứ 14. Phát thể với thần thông thiên ấn của hắn, cũng không phải là phát thể với thần thông của hắn, mà là phát thể với thiên đạo, lời thề này cũng không phải có thể dễ dàng hạ như thế. Chỉ có chung nhạc nắm giữ thần thông thiên đạo, mới có thể khiến cho lời thề này hữu hiệu. Đổi lại là những người khác, không hiểu biết thiên đạo, vô duyên vô cớ phát thể với thiên đạo căn bản vô dụng, hắn tìm hiểu ra thần thông thiên đạo, khiến cho thần hạ cát, Phượng Ngọc Hoàng và Tà Dương phát thệ, lúc này mới có thể kết thể thành công, lưu lại lạc ấn. Chỉ cần ba người này dám công kích hắn, sẽ liền dẫn tới thiên đạo trừng phạt. Hơn nữa, lời thề này sẽ đi theo bọn họ cả cuộc đời, cho dù có tu thành đế cũng không thể ma diệt. Chỉ cần bọn họ động thủ với chung nhạc, vậy sẽ liền dẫn tới thiên phạt. Đương nhiên, sau khi trở thành tồn tại đế cấp, có thể ngăn cản được thiên đạo trừng phạt hay không, vậy thì chưa thể nói trước rồi cho dù là Trung Nhạc cũng không dám khẳng định thiên đạo trừng phạt có thể ma diệt được tồn tại đế cấp hay không. Dù sao, hắn cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này, cho dù là Tân Hỏa cũng chưa từng nghe qua có tôn đế nào bị uy năng của thiên đạo ma diệt, về phần trác nha, thì lại đơn thuần là bị cái chết của thần hạ cắt dọa chạy. Mặc dù hắn hận không thể giết chết Trung Nhạc một cách thống khoái, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương, mưa dầm thấm đất, ngày thường bị Nguyên Nha Thần Vương hung đúc, cũng trở thành có chút bạc tình bạc nghĩa, phần lớn chỉ là vì mặt mũi của chính mình mà tới giết chung nhạc. Nhưng nếu đã uy hiếp tới tính mạng của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, chung nhạc định thần trở lại, đang định tiếp tục bay về phía đế tinh, thân thể đột nhiên cứng đờ. Thiên dực của thuyền dừng lại, đạo hạnh của hắn, pháp lực của hắn, nguyên thần của hắn, hết thảy cũng đều không thể động đậy, hắn phản phất như đã bị cố định trong thời không vậy. Đây là pháp lực vô cùng hạo hãn, đại thần thông khó có thể tưởng tượng, vĩ lực so với thiên đế còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Tư duy của Trung Nhạc tự hồ cũng bị cấm cố, chuyển động vô cùng gian nan, trong đầu chậm chạp hiện ra một ý niệm. Nguyên nha thần vương đã tới, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, phản phất như có vô số của lực lượng từ bốn phương tám hướng chèn ép về phía hắn, đè ép nhục thân, đại đạo, pháp lực, tinh thần, nguyên thần, thậm chí đè ép cả suy nghĩ của hắn cái này khiến cho tốc độ suy nghĩ của hắn chậm lại vô số lần tư duy trở nên chậm chạp khó có thể làm ra phản ứng nhục thân trở nên chậm chạp khó có thể hành động đại đạo pháp lực tinh thần trở nên chậm chạp sẽ không thể thi triển thần thông tế khởi thần binh mà nguyên thần trở nên chậm chạp lại càng là một con đường chết có thể động dụng nhiều lực lượng như vậy mỗi một phương diện đều cấm cố hắn cấm cố thiên dực cổ thuyền chỉ có nguyên nha thần vương đã tu luyện đại đạo tiên thiên sơn xuyên mới có thể làm được Bản chất của đại đạo tiên thiên sơn xuyên là bất dịch, biểu tượng lại là thiên biến vạn hóa, liên miên chập trùng. Nguyên nha thần vương đã trưởng khống lực lượng căn bản của đại đạo sơn xuyên, sẽ có thể làm được tình trạng người còn chưa đi tới, đã có thể dễ dàng trấn áp chung nhạc. Một chiêu này, hắn không có truyền thụ cho đệ tử của chính mình, kể cả trác nha cũng không có. Nếu trác nha học được đại đạo tiên thiên sơn xuyên, vậy bắt giữ chung nhạc sẽ không cần cố sức như thế rồi trực tiếp liền có thể cấm cố trấn áp hắn. Toàn thân chung nhạc cứng ngắc ở trên thiên dực cổ thuyền, sau đó nhìn thấy tinh không phía trước đột nhiên nứt ra, phản phất như một tấm giấy bị một cái dùi nhọn chọc ra một lỗ thủng thật lớn, xé nát không gian cuốn lên bốn phía. Cái dùi nhọn đâm tới càng lúc càng lớn, lỗ thủng cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, cái dùi nhọn này cũng không tồn tại, đây chẳng qua là khí tức của nguyên nha thần vương đâm rách không gian mà thôi. Trong sự yên tĩnh khiến người ta tuyệt vọng, một lão đạo nhân thân hình có chút còng lưng từ trong không gian xé nát đi ra, không có một tia khí tức phàm trần, không mang theo nửa điểm khí chất thế tục. Chính là nguyên nha thần vương, thật là nuôi hổ thành họa, suýt chút nữa đã bị ngươi lật trời, giết vào trong đạo tràng của ta, nguyên nha thần vương đi thẳng về phía hắn. Khoảnh khắc này, vũ trụ trong mắt chung nhạc điên đảo, kỳ dị quái lạ, phản phất như toàn bộ quy tắc đều bị gây dựng, sửa chữa lại. Nguyên Nha Thần Vương cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi, so với những cường giả trước đây hắn nhìn thấy hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau, cho dù là cường giả đế cấp cũng không thể sánh ngang với hắn, Nguyên Nha Thần Vương phản phất như đã siêu thoát khỏi cảnh giới đế cấp. Đây là tồn tại tiếp cận cảnh giới đạo thần, có một loại cảm giác đã đột phá sự trói buộc của đạo, chế tạo lại đại đạo vậy, đạo tràng của ta, không phải là ngươi có khả năng hủy diệt, nếu đã bị ngươi hủy diệt, vậy ngươi phải dùng mạng đền lại. Nguyên Nha Thần Vương tiếp tục đi tới. Chung Nhạc cảm giác được không gian bên cạnh chính mình đang chấn động, đang tan rã, phân giải thành những hạt cơ bản nhất. Thậm chí ngay cả nhục thân và nguyên thần chính mình cũng bắt đầu chấn động. Loại trên lệch này là trên lệch khiến người ta tuyệt vọng. Hắn còn đang truy cầu thần thông cường đại, theo đuổi kiến giải đối với đạo, mà Nguyên Nha Thần Vương đã bắt đầu xuyên thấu bản chất của đạo, bản chất của vũ trụ, Nguyên Nha, sự tình của bọn tiểu bối cũng là để cho bọn tiểu bối tự giải quyết a, à. đột nhiên, một đạo thanh âm trầm trọng tan thương vang lên, buồn bã nói: Ngươi là người nuôi cá, kẻ ngồi trên bờ câu cá, cần gì phải đích thân xuống đài làm một con cá. Ngươi quan tâm chỉ là mặt mũi của chính mình, cũng không phải là đệ tử của chính mình, cần gì mạo hiểm chứ? Thân thể nguyên nha thần vương cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, sau đó lui về phía sau. Đó là thanh âm của đại tư mệnh khiến cho hắn không dám có chút dị động nào một tiếng đạo ngữ của đại tư mệnh đã liên tục hao tổn sáu bảy cổ thân ngoại thân của hắn khiến cho hắn không thể không có chút cảnh giác năm xưa một đám thần vương thái cổ đã phản bội đại tư mệnh hắn cũng là một người trong số đó hiện tại đại tư mệnh đã ngóc đầu trở lại tất nhiên sẽ truy cứu chuyện năm xưa chỉ dựa vào một mình hắn hắn không dám chống lại đại tư mệnh ha 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 đại tư mệnh cho dù ngươi đã trọng sinh thì có thể làm được gì thiên địa đã thay đổi rồi thần thông đạo pháp đã tiến bộ tới tình trạng ngươi không cách nào tưởng tượng được nguyên nha thần vương không ngừng lui về phía sau thản nhiên nói năm xưa ngươi là tồn tại cường đại nhất không ai có thể ngắm bóng lưng của ngươi mà hiện tại thành tựu siêu việt ngươi không phải số ít ta cũng đã không thua kém ngươi thanh âm đại tư mệnh biến mất thiên địa một mảnh trầm mặc nguyên nha thần vương càng chạy càng xa người ha hả nói trong vũ trụ này ngươi đã không còn vô địch nữa rồi năm xưa ta căn bản không xứng làm đối thủ của ngươi mà bây giờ ta lại ngang vai ngang vế với ngươi bất quá ngươi nói đúng người nuôi cá vẫn là phải ở trên bờ đích thân xuống nước làm cá đó chính là tự cam đọa lạc đại tư mệnh vẫn như cũ trầm mặc cũng không có thanh âm vang lên nguyên nha thần vương vẫn tiếp tục lui về phía sau vừa lui vừa nói hôm nay còn chưa tới thời điểm triệt để nhất quyết cao thấp với ngươi đại tư mệnh tương lai ta sẽ đích thân khiến cho ngươi lĩnh giáo sự tiến bộ của thần thông đạo pháp những năm gần đây đại tư mệnh vẫn không phát ra bất cứ thanh âm gì nguyên nha thần vương lộ ra dáng vẻ lúng túng hiển nhiên đại tư mệnh đã không còn ở đây vừa rồi hắn chỉ là nói chuyện với không khí nổi nóng với không khí mà thôi bất quá hắn cũng sẽ không trở lại giết chung nhạc hiển nhiên đại tư mệnh là muốn dùng chung nhạc làm quân cờ dự định đấu một trận với đám lão gia hỏa bọn họ đại tư mệnh nhất định sẽ không để mặc cho những tồn tại của lão bọn họ dùng chung nhạc vào chỗ chết nếu hắn mạnh mẽ xuất thủ đại tư mệnh tất nhiên sẽ xuất thủ lúc đó mặc kệ đại tư mệnh có thể giữ được tính mạng của chung nhạc hay không bản thân hắn trọng thương là sự tình khó tránh khỏi nếu đã như vậy sao lại không chủ động rút lui hơn nữa đại tư mệnh cũng nói không sai, tính mạng của đám hậu đại và đệ tử kia, hắn quả thật cũng không quá để ý cái mà hắn quan tâm chỉ là mặt mũi của chính mình. Nếu cố chấp nhất định phải giết Trung Nhạc sẽ chỉ làm mất mặt mũi, không bằng đơn giản không giết. Trung Nhạc đột nhiên cảm thấy áp lực nhẹ đi rất nhiều, có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, đáng sợ. Thật quá đáng sợ rồi, trên lệch giữa hắn và Nguyên Nha Thần Vương đừng nói chỉ ngắm bóng lưng, ngay cả không thấy bóng dáng sợ rằng cũng không thể nói được, căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Cho dù là những tồn tại đế cấp như đế minh thiên đế, một tiên thiên, chỉ sợ cũng không ở cùng một cấp bậc với hắn, chung nhạc lắc lắc đầu. Tu vi thực lực đại tư mệnh phi phàm, có thể ngăn cản được nguyên nha thần vương. Nhưng đại tư mệnh vẫn chưa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, hiện tại hắn bất quá chỉ là mượn uy phong trước đây, khiến cho nguyên nha thần vương kiên kỵ mà thôi. Nếu nguyên nha thần vương phát hiện đại tư mệnh ngoài mạnh trong yếu, sợ rằng sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Thiên dực của thuyền lái vào phạm vi đế tinh, đi thẳng tới phá thiên quan bên cạnh thiên hà. Hiện tại đế tinh đã động loạn hơn 30 năm, các tộc đế tinh nguyên khí đại thương, nếu tiếp tục đánh tiếp, hẳn là sẽ có đế tộc bị diệt rồi. Là lúc để cho tử quan quân vương xuất mã, đi các tộc đế tinh chiêu hàng, hoặc là đề ra liên minh liên thủ rồi. Ánh mắt chung nhạc chấp động, nhìn về phía đế tinh chiến hỏa dày đặc, trong lòng thầm nghĩ. Tử quan quân vương quản lý hết thảy tin tức của tiên thiên cung, hắn đứng ra chiêu hàng hoặc là liên minh, khẳng định là đánh đâu thắng đó, hắn lập tức dân thư mục tiên thiên, mời mục tiên thiên để cho tử quan quân vương xuất mã. Qua không bao lâu, tiên thiên đế quân truyền thư trả lời, nói. Mấy tháng trước, tử quân đã sớm tới đế tinh. Chuyện này không cần dịch quân ưu phiền. Không tới mấy ngày, Bên phía Tử Quân tự có tin tức tốt truyền tới. Dịch Quân đã chuẩn bị tốt quyết chiến với Thiên Đình hay chưa? Ngoài ra, mong rằng Dịch Quân khiến cho Viêm Hoàng sớm ngày lên đường, chung nhạc khiến cho sứ giả trở về, nói cho Mục Tiên Thiên biết, hết thảy đều nằm trong khống chế của chính mình, mà vào lúc này, một thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện trước đạo cung Hắc Đế, trong cặp mắt giống như có ức vạn khỏa thái dương thiêu đốt vậy, Hắc Đế, ta biết rõ ngươi đang ở trong đó. Ngươi có bản lĩnh phong ấn ta? hiện tại ta đã thoát khốn rồi, sao ngươi lại trốn trong đó không lên tiếng? khí tức diễn hành thần vương càng bạo liệt hơn, cười lạnh nói: ngươi đã làm lỡ ta thời gian mười vạn năm, khiến cho ta đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện tốt. mười vạn năm này nếu ta là thân tự do, hiện tại cũng cách cảnh giới đạo thần không xa, cũng đã mở ra bí cảnh thứ bảy rồi. mau ra gặp ta! nếu ngươi không ra, có tin ta sẽ đập nát đạo cung hắc đế của ngươi không? hắn càng nói càng phẫn nộ đám đạo đồng trong đạo cung hắc đế kia thấp thỏm lo âu vội vàng bỏ chạy tứ tán không kẻ nào dám ngăn trở khí tức diễn hành thần vương sao động khí thế càng lúc càng mạnh cất bước đi về phía đạo cung hắc đế càng lúc càng gần sát khí đằng đằng đúng lúc này chỉ nghe một đạo thanh âm vang lên miễn cười nói diễn hành thần vương mười vạn năm trước ngươi không phải là đối thủ của hắn hiện tại lại càng không phải là đối thủ của hắn ngươi đã bỏ lỡ mười vạn năm tu hành mà hắn đã tu hành liên tục 10 vạn năm, cách cảnh giới đạo thần chỉ còn lại có nửa bước. Nếu ngươi xuất thủ, tất nhiên là tự tìm sỉ nhục, cần gì chứ? Diễn Hành Thần Vương theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một con lão quy từ xa bơi lại. Diễn Hành Thần Vương cười lạnh một tiếng, nói: "Hóa ra là Tương Vương. Ngươi cũng không phải thứ tốt gì." "Tương Vương, ngươi muốn ngăn cản ta sao?" Con lão quy thiên hà kia lắc đầu, miễn cười nói: ta tới chỉ là nói cho ngươi biết không nên chọc vào hắc đế mà thôi diễn hành nếu ngươi có thời gian sao không tới chỗ của ta ngồi một chút cặp mắt diễn hành thần vương khẽ nheo lại liếc mắt nhìn con lão quy kia lắc đầu nói tương vương đạo bất đồng bất tương vi mưu ta và ngươi dù sao không phải là cùng một con đường ta và hắc đế mặc dù có chút xích mích mặc dù hắn đã trấn áp ta mười vạn năm nhưng dầu gì cũng là trên cùng một con đường mà ngươi lại là thuộc một con đường khác, vẫn luôn quậy đục nước. Ngươi muốn lôi kéo ta, có chút vọng tưởng rồi, con lão quy kia cười lạnh một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi, viễn độn đi xa. Ăn đánh ăn tới nghiện rồi, trí nhớ không lâu, diễn hành thần vương nhìn về phía đạo cung hắc đế, trong mắt cũng có chút kiên kỵ. Đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên, miễn cười nói. Diễn hành đạo hữu bình tĩnh đừng nóng nảy. Hiện tại hắc đế vẫn đang bế sinh tử quan, nghĩ muốn tìm hiểu ra biện pháp luật đi cấu thân trước mắt vẫn chưa tới lúc ngươi báo thù nếu ngươi miễn cưỡng xông vào tất nhiên sẽ lại bị hắn trấn áp với thực lực hiện tại của hắn trấn áp ngươi có thể nói là dễ như trở bàn tay tà đế diễn hành thần vương đứng thẳng người lên cảnh giác nói ngươi đang ở đâu sao không dám hiện thân ta đang ở vũ trụ cổ lão xuyên qua vũ trụ cổ lão truyền âm với ngươi thanh âm tiên thiên tà đế lại vang lên nói. Ta đánh cuộc với Hắc Đế bị thua, bị hắn bức cho không thể không phát lời thề, cả đời không được đạp chân lên Tử Vi. Nhắc tới ta và ngươi đồng bệnh tương liên, có thể thấu hiểu lẫn nhau. Ta và ngươi hẳn là nên liên thủ, thừa dịp thời điểm Hắc Đế luyện ra cấu thân, khiến cho hắn đẹp mắt, cho hắn biết lợi hại, thuận tiện báo đại thù của ta và ngươi, Diễn Hành Thần Vương cười lạnh, nói: "Ta đế, liên thủ với ngươi chính là bảo hộ lục gia." nói không tốt, ta sẽ bị ngươi cả da lẫn xương nuốt chửng. Ngươi cũng không phải thứ tốt gì, nếu ngươi bị khốn bởi lời hứa, cả đời không được đạp chân lên tử vi, không tới được tử vi, ngươi có tư cách gì liên thủ với ta, lần này tà đế cũng không khỏi nổi giận, cười lạnh nói. Ngươi cái tên này, đáng đời bị hắc đế trấn áp suốt 10 vạn năm. Ngã một lần không thêm một lần. Ngươi ăn thua thiệt 10 vạn năm, cái đầu vẫn còn là gỗ mục khó điêu khắc, gỗ mục không thể điêu khắc a à, thanh âm của hắn biến mất diễn hành thần vương liên tục cười lạnh đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên mỉm cười nói nếu diễn hành thần vương đã cự tuyệt tà đế cũng đã cự tuyệt tương vương vậy có nguyện ý liên thủ với ta không nguyên nha diễn hành thần vương xoay người nhìn lại chỉ thấy nguyên nha thần vương từ xa đi tới diễn hành thần vương điềm nhiên nói ngươi tại thời điểm ta thoát khốn đã xuất thủ với ta chấn thương ta ép tới mức ta thổ huyết ngươi còn dám tới đây gặp ta nguyên nha thần vương cười ha hả nói năm xưa ngươi chưa từng đánh qua ta sao ta chỉ bất quá là một thù trả một thù mà thôi nếu ngươi còn nuốt không trôi một ngụm khẩu khí này vậy ngươi cứ đánh ta một chưởng ta không hoàn thủ là được diễn hành thần vương đánh ra một quyền nguyên nha thần vương đứng yên bất động mặc cho nắm đấm của hắn đánh lên lồng ngực của chính mình cho dù tu vi của Nguyên Nha Thần Vương vô cùng đáng sợ, cũng bị một quyền này đánh gãy mấy cây xương sườn, phun ra một ngụm tiên thiên thần huyết, ánh mắt diễn hành thần vương lộ ra dị sắc, thần sắc không thoải mái trên mặt biến mất, nói: Vẫn là Nguyên Nha sư huynh Quang Minh lỗi lạc. Mọi người cũng là đồng đạo, nếu đã như vậy, ta liên thủ với ngươi là được." Nguyên Nha Thần Vương tiến lên, mỉm cười nói: "Sư huynh, ngươi bị trấn áp suốt 10 vạn năm đằng đẵng, có chỗ không biết đại tư mệnh đã phục sinh rồi sắc mặt diễn hành thần vương kịch biến vàng như đất rung giọng nói hắn đã phục sinh rồi không có khả năng năm xưa chúng ta cùng nhau tiễn hắn lên đường sao hắn có thể phục sinh được nguyên nha thần vương cùng hắn song song rời đi vừa đi vừa nói cho nên ta tới mời ngươi liên thủ với ta ngươi yên tâm ta sớm đã lưu lại thủ đoạn đối phó hắn đại tư mệnh khó thành đại họa chỉ là nếu muốn diệt trừ hắn còn cần có ngươi tương trợ về phần hắc đế chúng ta trước không cần để ý tới đợi tới thời điểm hắn sắp sửa lột đi cấu thân lại tới tính sổ với hắn chúng ta vừa đi vừa nói chuyện những năm qua ngươi bị trấn áp đã bỏ qua không ít chuyện tốt năm xưa lúc phục mân còn sống hoang vực thiên hỏa phượng ngọc hoàng một năm một mười nói lại với phượng thiên nguyên quân những tao ngộ của chính mình Chính mình bắt giữ chung nhạc, lại bị Trác Nha bắt tới thánh địa tiên thiên đạo Sơn, chung nhạc đại náo đạo Sơn. Cuối cùng mới nói. Đệ tử trúng quỷ kế của dịch quân vương, phát thệ với đạo thần thông kia của hắn. Lúc đó đại đệ tử môn hạ của thần đế, thần hạ các, đại đệ tử môn hạ tà đế, tà dương cũng đã phát thệ với thần thông của hắn. Kết quả thần hạ các tại thời điểm động thủ với hắn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống thần thông uy lực lớn không thể tin nổi, đánh chết thần hạ cát. Uy lực đó thật sự đáng sợ. Ta cũng không dám có chút dị động nào, chỉ có thể thật nhanh bỏ chạy. Có lời thề này, sợ rằng đệ tử không thể lại đối phó dịch quân vương rồi. Phượng Thiên Nguyên quân có chút kinh ngạc, hỏi lại. Thần thông từ trên trời giáng xuống, Phượng Ngọc Hoàng quan tưởng, tinh thần huyển hóa ra tình hình lúc đạo thần thông kia bộc phát. Sắc mặt Phượng Thiên Nguyên quân khẽ biến, cười lạnh nói. Tay của Thiên Vương ra càng lúc càng sâu càng dài rồi. Đây không phải thần thông từ trên trời giáng xuống gì cả, mà là thần thông Thiên Đạo. Các ngươi không phải là phát thể với thần thông của Dịch Quân Vương, mà là phát thể với Thiên Đạo, tương đương với phát thể với Thiên. Các ngươi làm trái lời thề, Thiên sẽ liền giáng trừng phạt, Phượng Ngọc hoàng nhất thời hoa dung thất sắc. Trên mặt Phượng Thiên Nguyên Quân mang theo nụ cười, phẩy tay nói: "Ngươi không cần lo lắng." loại lạc ấn lời thề này có thể làm khó được đế lại không làm khó được ta ta sẽ thi pháp luyện hóa lời thề giữa ngươi và thiên đạo ngươi sẽ không cần quan tâm nữa cái gọi là thiên đối với ta cũng bất quá là một tiểu hài tử mà thôi phượng ngọc hoàng vừa mừng vừa sợ chân thành hạ bái nói kính xin nguyên quân xuất thủ phượng thiên nguyên quân vương ra hai ngón tay ngọc điểm lên mi tâm của nàng nhẹ nhàng kẹp một cái Phượng Ngọc Hoàng cảm thấy hồn phách của chính mình có chút dị biến, cẩn thận nhìn kỹ. Chỉ thấy Phượng Thiên Nguyên quân từ trong linh hồn của nàng rút ra một đạo ấn ký kỳ lạ, chính là ấn ký lời thề xuất hiện tại thời điểm nàng phát thể với đạo thần thông ấn pháp kia của Trung Nhạc. Đây là ấn ký thiên đạo thể ngôn lưu lại, tương liên với linh hồn của ngươi. Phượng Thiên Nguyên quân mỉm cười, nói Chỉ cần hủy diệt ấn ký này, sẽ có thể chặt đứt lời thề, pháp lực nàng sao động, Thiên hỏa hừng hực xâm nhập vào trong linh hồn của Phượng Ngọc Hoàng, mạnh mẽ luyện hóa đạo ấn ký này. Không ngờ ấn ký này bị xúc động, đại đạo thiên địa nhất thời ào ào xuất hiện, giống như từng đạo từng đạo hào quang tuôn trào về phía Hoang vực Thiên hỏa, muốn hình thành một đạo thiên ấn trên đỉnh đầu Phượng Thiên Nguyên quân, Tiểu Nhi, ngay cả ta cũng muốn trấn áp. Quả thật là cả gan làm loạn rồi, Phượng Thiên Nguyên quân quát lớn một tiếng. Cả tòa Hoang vực Thiên hỏa đột nhiên phản phất như sống lại vậy lực lượng cổ lão từ lúc vũ trụ vừa mới sinh ra đã tồn tại nhất thời sống lại nổ vang đánh nát đạo thiên ấn còn chưa hình thành kia phượng thiên nguyên quân cười lạnh một tiếng luyện hóa đạo ấn ký thiên đạo trong mi tâm phượng ngọc hoàng kia bấm tay búng một cái ấn ký thiên đạo biến thành một luồng khói xanh tiêu tán hiện tại ngươi đã có thể hoàn toàn bỏ qua lời thề rồi phượng thiên nguyên quân khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên nói chỉ là khiến cho ta kinh ngạc chính là lực lượng của thiên đạo đang dần dần trở nên cường đại so với trước đây càng cường đại hơn có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt phượng ngọc hoàng không rõ ràng hàm ý trong lời nói của nàng chỉ có thể im lặng không nói lời nào khuôn mặt phượng thiên nguyên quân giãn ra mỉm cười nói minh sơn sư đệ của ngươi hiện tại rất có tiền đồ rồi cách đây không lâu hắn thừa dịp ta không ở nhà đã bắt đi rất nhiều sư đệ sư muội của ngươi tự lập môn hộ thành lập một thiên phượng hoàng tộc mới. Tiểu gia hỏa này thật là một bạch nhãn lang nuôi mãi không chịu lớn. Cũng công ta đối xử hắn tốt như vậy, không ngờ hắn lại phản bội ta. Lần này ngươi xuất sơn, mang theo đầu của hắn về đây gặp ta." Sắc mặt Phượng Ngọc Hoàng đại biến, trung giọng nói. "Nguyên quân, Minh Sơn Tuyệt sẽ không phản bội Nguyên quân." Đệ tử đích thân bắt hắn trở về, để cho hắn giải thích với Nguyên quân. Phượng Thiên Nguyên quân phẩy tay một cái, miễn cười nói, tâm tư của hắn ta biết rõ, ngươi không cần nói chuyện giúp hắn. Nếu ngươi có thể mang người sống trở về cũng tốt, nếu hắn không chịu trở về, mang xác chết về là được. Hiện tại đang có chút lực lượng rục rịch xuất động, rất không an phận. Chỉ dựa vào Lục Đạo Luân Hồi chỉ sợ khó có thể tranh phong với quần hùng. Ngươi thân là đệ tử của ta, nếu không có đầy đủ thủ đoạn, chẳng phải là làm mất uy phong và mặt mũi của Hoang vực Thiên Hỏa ta rồi sao? người trước khoan hãy rời khỏi gọi đám người ngọc ngọc minh kim ngọc kiều minh thiên tới đây ta sẽ dùng thánh dược giúp các ngươi mở ra bí cảnh thứ bảy truyền thụ thất đạo luân hồi cho các ngươi đợi sau khi tu luyện thành công các ngươi hãy rời khỏi hoang vực phượng ngọc hoàng vừa mừng vừa sợ trước đây chỉ có phượng minh sơn bởi vì thiên tư hơn người được nguyên quân cực kỳ yêu thích cho nên phượng thiên nguyên quân mới dùng thánh dược giúp hắn mở ra bí cảnh thứ bảy truyền thụ cho hắn thất đạo luân hồi khiến cho người khác cực kỳ ao ước mà hiện tại không ngờ nguyên quân lại giúp nàng và phượng ngọc ngọc phượng minh kim phượng ngọc kiều phượng minh thiên mở ra bí cảnh thứ bảy thật sự một việc vui thật lớn vũ trụ cổ lão ma đế cung tiên thiên ma đế từ quy khư trở về khẽ nhíu mày phất tay một cái chỉ thấy vạn ma phiên bay tới tiên thiên ma đế cúi đầu quan sát lỗ thủng trên mặt phiên thở dài một cái Ma đế truyền lệnh triệu tập toàn bộ đệ tử chính mình. Đám đệ tử của hắn có không ít kẻ đang hiệu lực dưới trướng dương hầu ma đế, nhận được đưa tin liền nhau nhau chạy tới. Vô số cường giả ma đạo tụ tập cùng một chỗ, tiên thiên ma đế nhìn chung quanh một vòng, thanh âm chấn động, nói. Hiện tại đại thế thiên địa thay đổi, thần ma mở ra bí cảnh thứ bảy, thăm dò đạo luân hồi thứ bảy không ngừng xuất hiện. Các ngươi ở bên ngoài hành tẩu, là đại biểu cho mặt mũi của ma đế cung ta. Đại sư huynh nguyên liệt các ngươi chưa mở ra bí cảnh thứ bảy, đã bị dịch quân vương hãm hại rồi. Hôm nay ta sẽ chọn ra năm đệ tử, giúp bọn họ mở ra bí cảnh thứ bảy, truyền thụ thất đạo luân hồi, đám đệ tử nhất thời mừng rỡ. Tiên thiên ma đế cười ha hả, nói. Ma đạo dùng cường giả vi tôn. Ta dùng vạn ma phiên bày bố vạn ma giới, các ngươi tiến vào trong đó, năm kẻ đầu tiên còn sống đi ra, sẽ đạt được y bác truyền thừa của ta. Hắn vung tay vứt vạn ma phiên lên, biến thành vạn ma giới. Trong vạn ma giới kia ma đạo hưng vượng, quần ma khắp nơi trên mặt đất, giữ tận đáng sợ. Sư Tôn, nếu gặp được đồng môn trong vạn ma giới, có thể giết chết bọn họ không? Một gã đệ tử cao giọng hỏi. Tiên thiên ma đế gật đầu, miễn cười nói. Có thể, đám đệ tử nhất thời đại hỷ, nhau nhau bay lên không, biến thành từng đạo từng đạo ma quan rơi vào trong vạn ma giới. Cùng lúc đó, tiên thiên thần đế cũng triệu hồi đệ tử của chính mình, nói. Hiện tại thế đạo càng lúc càng loạn, thần đế cung ta thân là căn bản thần đạo trong thiên hạ, khởi nguyên của thần đạo, cần phải trong loạn thế đại phóng dị thải. Đại sư Huynh các ngươi đã bị dịch quân vương hãm hại, nay ta chuẩn bị tuyển chọn năm đệ tử, giúp bọn họ mở ra bí cảnh thứ bảy, truyền thụ thất đạo luân hồi, giết tà ma, trừ gian nịnh, Bảo vệ xã tắc, phụ tá thiên đế, khiến cho thần đạo trở thành chính thống. Vi sư chuẩn cho các ngươi tiến vào thánh địa Tiên Thiên thần đạo tu hành. Trong ngày sau, năm kẻ tiến bộ lớn nhất, lĩnh ngộ nhiều nhất sẽ được y bác truyền thừa của ta, chúng đệ tử nhất thời đại hỷ nhao nhao khấu tạ. Trong tà đế cung, Tiên Thiên tà đế luyện hóa ấn ký Thiên đạo trong linh hồn tà dương, sau đó triệu tập toàn bộ đệ tử, mỉm cười nói: Thế gian hiện tại chính là thời điểm tà đế cung ta có thể làm được nhiều việc. Tà Dương, Tà Phong, Tà Đỉnh, Tà Nguyệt, Tà Khúc, các ngươi tiến lên. Vi sư sẽ giúp các ngươi mở ra bí cảnh thứ bảy, truyền thụ cho các ngươi thất đạo luân hồi, tranh một chuyến trong trận đại thế này. Đám người Tà Dương nhất thời đại hỷ, tử vi đế tinh, tử quan quân vương cùng với đế tu la vừa mới rời khỏi thánh địa của Thanh Hà Thị, liền gặp phong vô kỵ đang dẫn theo hai tôn tiên thiên thần ma đi tới, nhìn bộ dáng như dự định đi tới thánh địa thanh hà thì làm thuyết khách tử quan quân vương chắp tay thi lễ với phong vô kỵ mỉm cười nói vô kỵ tiên sinh phong vô kỵ vội vàng hoàng lễ nói hóa ra là tử quan tiên sinh chẳng lẽ tử quan tiên sinh muốn thuyết phục thanh hà đại đế giúp mục tiên thiên đoạt đế sao tử quan quân vương thản nhiên nói thiên hạ nhộn nhịp đều là vì lợi mà tới thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi mà đi nếu có đầy đủ lợi ích, sao không thể mời Thanh Hà Đại Đế kết minh với tiên thiên cung ta chứ? Ánh mắt phong vô kỵ chớp động, hỏi. Tử quan tiên sinh nhộn nhịp nhốn nháo, lợi tới lợi đi, có thu hoạch gì không? Tử quan quân vương mỉm cười, nói. Rất có thu hoạch, phong vô kỵ mỉm cười, nói. Nếu tử quan tiên sinh có thể dùng lợi thuyết phục Thanh Hà Đại Đế kết minh với tiên thiên cung, vậy vô kỵ cũng có thể dùng càng nhiều lợi hơn thuyết phục thanh hà đại đế vứt bỏ tiên thiên cung kết minh với thiên đế bệ hạ tử quan tiên sinh ăn đại bại trong tay mặt ẩn tiên sinh anh danh một đời hủy hoại trong chốc lát hiện tại nói không chừng lại sẽ ăn một lần đại bại trong tay ta a à. tử quan quân vương cười ha hả xoay người bỏ đi lắc đầu nói hài tử ngốc hài tử ngốc trong mắt phong vô kỵ lóe lên sát cơ mãnh liệt cười lạnh một tiếng chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói. Ta xuất thân từ hoàng tộc, sư xuất danh môn, trên người mang theo thân phận đặc phái viên 17 đế tộc. Những nơi ta tới, thần ma chào đón, các phe các tộc cũng đều cấp cho mặt mũi. Bằng hữu của ta khắp thiên hạ, giao du rộng rãi, nào phải ngươi có khả năng sánh bằng, tử quan quân vương không thèm để ý tới hắn, phiêu nhiên đi xa. Phong vô kỵ truyền âm cho hai tôn tiên thiên thần ma bên cạnh, hỏi. Gia hỏa này chính là sủng thần của một tiên thiên, có thể nhân cơ hội này diệt trừ hắn không? Hai tôn tiên thiên thần ma kia liếc nhìn nhau một cái, lắc đầu nói. Vô kỵ tiên sinh đừng nghĩ tới ý niệm này nữa. Người đi theo bên cạnh hắn kia, chính là đệ nhất tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung ta, đế Tu La, phong vô kỵ nhất thời kinh ngạc, hỏi. Vị đế Tu La này có lai lịch gì? Thực lực gì? Một tôn tiên thiên thần trong đó nói hắn có lai lịch cụ thể gì chúng ta cũng không biết chỉ biết là thời điểm chúng ta tới bích lạc cung hắn cũng đã ở nơi đó lúc đó trong bích lạc cung chỉ có hắn và bích lạc tiên sinh mà thôi hắn có mặt ở nơi đó còn sớm hơn cửu ngũ chí tôn một chút địa vị cũng cao hơn cửu ngũ chí tôn một bậc phong vô kỵ nhất thời nghiêm nghị không dám lỗ mãn trong lòng thầm nghĩ tồn tại ngang vai ngang vế với bích lạc tiên sinh cho dù không phải là tiên thiên thần ma thành đế chỉ sợ cũng không thua kém bao nhiêu tồn tại đẳng cấp này hơn phân nữa là sứ đồ của thiên đồng dạng với cái tên huyền cơ kia vận khí của tử quan quân vương thật là tốt lại có thể được tồn tại đẳng cấp này phụ tá tử quan quân vương vừa mới rời khỏi lãnh địa của thanh hà thị đang định chạy tới phá thiên quan đế tu la đi theo bên cạnh hắn đột nhiên thoáng ngẩn người khẽ di một tiếng tử quan quân vương nghi hoặc nương theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy phía trước có một ngọn núi nhỏ trên đỉnh núi có một gian miếu đổ nát ngọn núi nhỏ và gian miếu đổ nát này chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía trước bọn họ vừa rồi tử quan quân vương cũng không lưu ý tới ở đây còn có ngọn núi và gian miếu kỳ quái tử quan quân vương phóng người bay thẳng lên không trung bay về phía thiên ngoại chưa bay được bao xa phía trước đã xuất hiện cảnh sắc của đế tinh bọn họ không phải đang bay về phía phá thiên quang mà là bay về phía đế tinh mắt thấy đã sắp sửa bay vào phạm vi của đế tinh tử quan quân vương khẽ nhớ mày chỉ thấy trên đế tinh phía trước vẫn có một ngọn núi nhỏ trên đỉnh núi cũng là một gian miếu đổ nát chẳng lẽ là luân hồi ma âm bất quá sao không nghe được thanh âm rèn sắt hơn nữa dịch quân vương hiện tại hẳn cũng sẽ không trở mặt với ta a à, trong lòng tử quan quân vương nghi hoặc một lần nữa chuyển hướng trước mặt hắn đột nhiên lại xuất hiện cảnh sắc của đế tinh còn có một ngọn núi nhỏ một gian miếu đổ nát tử quan quân vương nhìn về phía đế tu la bên cạnh đế tu la lắc đầu miệng thốt ra hai chữ không có tử quan quân vương minh bạch ý tứ của hắn hắn nói là gian miếu đổ nát đột nhiên xuất hiện phía trước kia không có nguy hiểm người ở trong gian miếu đổ nát kia cũng không có sát cơ với hắn hắn đối với đế tu la chính là tín nhiệm vạn phần lập tức cất bước đi lên núi đi tới trước gian miếu đổ nát cánh cửa gian miếu đổ nát này mở rộng bên trong có một vị lão đạo đang nói lẩm bẩm với một cái thần lô tử quan quân vương đi tới cửa miếu mỉm cười nói vị sư huynh này ngươi thi triển đại thần thông ngăn cản lối đi của ta không biết là có chuyện gì lão đạo kia quay lưng về phía hắn mỉm cười nói ta thương mến tài năng của ngươi cho nên mới tới gặp ngươi dự định thu ngươi làm đồ đệ ta mệnh không bao lâu nữa hiện tại đã tới tình trạng nhất định phải tìm một truyền nhân rồi. Tử quan quân vương bật cười, lắc đầu nói. Sư huynh, ngươi vừa gặp mặt đã đòi làm sư phụ ta rồi, ngươi biết ta là ai không? Lão đạo kia vẫn như cũ không xoay người lại, nói. Ngươi là tử quan quân vương. Thuở nhỏ bần hàng khởi nghiệp, sau đó đi theo một tiên thiên, phong lưu phóng khoáng, bác ái đa tài, xưa nay có danh xưng tiên sinh, tử quan quân vương mỉm cười, nói nếu ngươi đã biết ta hẳn là biết rõ muốn làm sư phụ ta cũng không đơn giản như vậy sau đầu lão đạo kia hiện ra từng đạo từng đạo quan luân ông ông chấn động trong chớp mắt đã có bảy đạo quan luân xuất hiện trước mặt tử quan quân vương ngàn vạn đạo âm không ngừng chấn động cặp mắt tử quan quân vương nhất thời hoa lên hắn đưa tay lên dụi dụi hai mắt quan sát xung quanh chỉ thấy bảy đạo tinh hà xuyên suốt thiên không chiếu rọi vũ trụ ra nhiều màu nhiều sắc ngươi dùng trí tuệ nhập đạo mà ta mở ra chính là bí cảnh trí tuệ. Ngươi còn chưa tu luyện tới một bước này, không biết ta có thể làm sư phụ của ngươi không? Lão đạo kia cũng không quay đầu lại, nói: "Tu đạo của ta, ngươi mới tính là tiến vào cánh cửa trí tuệ nhập đạo." Năm xưa tại thời kỳ phục mân đạo tôn, chính là ta đã giúp hắn sáng tạo ra ba bộ trí tuệ thiên thư, sắc mặt Tử Quan quân vương khẽ động, thất thanh nói: "Ngươi là dư nghiệp tiền triều, dư nghiệp tiền triều" thẹn không dám nhận, lão đạo kia mỉm cười, nói: "Ta cũng không phải là Phục Hy thần tộc. Phục Hy thần tộc quá kiên cường, kiên cường quá sẽ dễ gãy, khí vận quá cường thịnh sẽ dễ suy. Ta phát hiện khí vận của Phục Hy thần tộc sắp đổi, cho nên sớm thoát thân, làm kẻ tiêu giao. Bọn họ gọi ta là Tiêu giao đế. Hiện tại ta già rồi, muốn tìm một truyền nhân. Ngươi theo ta tu hành, ngàn năm sau" trong thế gian chư đế có một chỗ cho ngươi đặt chân tử quan quân vương định thần trở lại không người nói tiền bối vãn bối muốn giúp mục tiên thiên đoạt được đế vị chỉ sợ không rảnh đi theo tiền bối đợi tới lúc vãn bối giúp mục tiên thiên leo lên đế vị vãn bối liền công thành lui thân có thể đi theo tiền bối lão đạo kia trầm mặt trong chốc lát thở dài một cái dị tượng ngập trời đột nhiên biến mất lạnh nhạt nói ngươi đi đi ta có thể đợi ngươi thêm ngàn năm nhưng ngươi chưa chắc đã có thể đợi ta được ngàn năm. Trước khi đi, ta cho ngươi hai lời khuyên. Một là cẩn thận một tiên thiên, hai là không nên trách cứ chính mình, tử quan quân vương khẽ giật mình. Đột nhiên, gian miếu đổ nát và ngọn núi nhỏ kia bất chợt biến mất, mà hắn chẳng biết tại sao lại xuất hiện bên cạnh đế tu la, phản phất như chưa từng bao giờ di động qua vậy. Thần sắc đế tu la không đổi, nhẹ giọng nói. Đại năng thượng cổ, Tử quan quân vương đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu một cái, nói. Hắn muốn thu ta làm đồ đệ. Kỳ quái. Đại đế thượng cổ như thế nào lại xuất hiện vào lúc này? Bí cảnh thứ bảy, thất đạo luân hồi. Vị đế này quả thật có duyên với ta. Nếu ta tu luyện đạo của hắn, trí tuệ thông suốt, hoàn toàn có thể thành đế. Hắn cất bước đi về phía thiên hà trên thiên không đế tinh, đế tu la trầm mặt không nói lời nào, vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn một lúc sau tâm thần tử quan quân vương đột nhiên đại chấn dừng bước lại thất thanh nói ta biết rồi đế tu la cũng dừng bước lại sắc mặt không chút bận tâm sắc mặt tử quan quân vương âm tình bất định nói chư đế thượng cổ từ cuối thời đại địa kỷ sống tới hiện tại sợ rằng thọ nguyên của bọn họ đã sắp sửa tiêu hao hết rồi dáng vẻ đế tu la không chút nào khiếp sợ chỉ có tử quan quân vương là không ngừng lẩm bẩm tiếp tục nói vị tiêu giao đế này tới đây tìm ta chỉ sợ chư đế thượng cổ còn lại cũng đều đang tìm kiếm người truyền thừa sẽ không để cho y bác của chính mình biến thành hư không tiêu giao đế đã xuất hiện vậy chư đế khác cũng sẽ xuất hiện tìm kiếm người truyền thừa tốt nhất của mỗi người cũng tức là nói thế gian này sợ rằng sẽ có thêm rất nhiều tồn tại tu thành bí cảnh thứ bảy đế tu la ngươi sao lại không chút kinh hãi nào vậy đế tu la ậm ừ một tiếng nói đã biết rồi tử quan quân vương cả giận nói ngươi có biết đây chính là đại sự kiện sẽ thay đổi thế cục thiên hạ không năm xưa chư đế thượng cổ này chính là những tồn tại cùng xưng đạo hữu với phục mân đạo tôn năm xưa bọn họ thí nghiệm lục đạo luân hồi thất bại đã mở ra đủ loại bí cảnh khác nhau thôi diễn thần thông đạo pháp tới tình trạng cực cao bọn họ tại thời điểm thời đại địa kỷ kết thúc thời đại thần kỷ mở ra đã nhao nhao biến mất không thấy đâu nữa trong này khẳng định có sự kỳ hoặc gì sau khi lục đạo xác lập những tích lũy thí nghiệm thất bại năm xưa của bọn họ ngược lại sẽ trở thành ưu điểm của bọn họ có thể trợ giúp khiến cho bọn họ mở ra bí cảnh thứ bảy sắc mặt đế tu la vẫn như cũ không chút thay đổi chỉ có tử quan quân vương là không ngừng lẩm bẩm nói bọn họ có thể nói là một nhóm tồn tại nắm giữ huyền bí của bí cảnh thứ bảy nếu bọn họ thu đồ đệ vậy trên thế gian sợ rằng sẽ có thêm rất nhiều cao thủ tu thành bí cảnh thứ bảy tương lai sợ rằng sẽ có thêm rất nhiều tôn đế cường đại nghịch thiên a sắc mặt đế tu la vẫn không chút biểu tình tử quan quân vương triệt để bất đắc dĩ chỉ đành mặc kệ hắn tiếp tục đi về phía phá thiên quang dở khóc dở cười nói ngươi chính là một khúc gỗ ta thật không biết phải chuyện gì mới có thể chấn kinh được ngươi phá thiên quan chung nhạc chấn chỉnh đại quân điều binh khiển tướng chỉ chờ tin tức của tử quan quân vương một ngày này đột nhiên có thần tướng báo lại nói chủ công có mấy lão giả không biết từ đâu tới đã lẻn vào phá thiên quan ta đang quan sát tương lai chư đế bản kia của chủ công chung nhạc nghe hắn nói vậy vội vàng chạy tới tấm tương lai chư đế bản kia hắn cũng không có thu lại vẫn luôn đặt trong phá thiên quan. Tấm bản này là thứ tốt để hấp dẫn những cường giả trong đế tinh tới đây đầu nhập vào. Những năm gần đây, quả thật cũng có không ít cường giả đế tinh mộ danh tới đây, nghĩ muốn quan sát tấm bản này, được chư tướng phá thiên quan thịnh tình chiêu đãi giữ lại, vì vậy đã lưu lại phá thiên quan. Trung nhạc bước nhanh tới dưới tấm bản, quả nhiên thấy có mấy lão giả đứng ở đó, đang ngẩng đầu lên quan sát, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai nghị luận mấy câu chung nhạc kinh nghi bất định mấy lão giả này có tu vi cảnh giới gì thậm chí ngay cả chính hắn cũng không thể nhìn ra phải biết rằng hắn đã là thần hoàng tu vi tinh thâm cộng thêm tam mục thiên đồng cho dù là một tôn đế ít nhiều cũng có thể nhìn ra chút manh mối phòng ngự của phá thiên quan ta xâm nghiêm chỉ riêng đế quân đại viên mãn thôi cũng đã có tới tám vị mấy lão giả này rốt cuộc có lai lịch gì vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay xông vào đây chung nhạc tiến lên mặt mày vui vẻ mỉm cười nói các vị tiền bối đường xa tới thăm dịch mổ không thể nên tiếp còn xin thứ tội một lão giả bộ dạng cao gầy trong đó xoay người hoàng lễ ngữ khí nho nhã nói thôn phu sơn giả còn chưa thông báo đã tùy tiện tới đây quấy nhiễu mong rằng dịch tiên sinh bao dung thứ tội chung nhạc chắp tay hoàng lễ ngẩng đầu nhìn về phía tương lai chưa đế bản nói các vị tiền bối không dám nhận lại có một lão giả mỉm cười nói dịch tiên sinh lập ra bản này tất cả chúng ta đều chịu ân huệ của ngươi không cần gọi chúng ta là tiền bối mọi người thật ra đều là đạo hữu dịch quân vương sớm đã là đồng đạo của chúng ta trong lòng chung nhạc chấn động đã có suy đoán nói các vị quan sát tương lai chư đế bản này là có chuyện gì mấy lão giả liếc nhìn nhau một cái nhao nhao mỉm cười nói chúng ta mệnh không bao lâu thừa dịp còn lại chút hơi tàn muốn tìm một người truyền thừa May mà có tương lai chưa đế bản của dịch tiên sinh, có thể tiết kiệm được thời gian chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Người truyền thừa này sẽ thừa kế y bác của chúng ta, tương lai cũng sẽ báo thù cho chúng ta. Thiên tài hiếm thấy vốn không dễ tìm, nhưng dịch tiên sinh lập ra bản này, đối với chúng ta chính là công đức vô lượng. Cho nên mấy bộ xương già chúng ta mới tính là chịu ân huệ của ngươi. Trung nhạc lộ ra thần sắc kinh ngạc, rốt cuộc đã khẳng định thân phận của mấy lão giả này, ngữ khí nghiêm nghị nói. Các vị đạo hữu, nếu là chọn đồ đệ, vậy các ngươi xem ta như thế nào? Mấy lão giả kia bật cười, lắc đầu nói. Tạo nghệ của dịch tiên sinh trên bí cảnh thứ bảy và thất đạo luân hồi đã siêu việt chúng ta rồi, chúng ta làm sao dám thu dịch tiên sinh chứ? Trung nhạc vẫn có chút không cam lòng, miễn cười nói. Nếu đã như vậy, sao các vị đạo hữu không giao lưu với ta một chút? Mấy lão giả kia thoáng chần chờ một chút. Hiển nhiên Trung Nhạc thấy bọn họ không muốn thu hắn làm đồ đệ, đã lui một bước cầu chuyện khác, muốn đạt được những lĩnh ngộ liên quan tới bí cảnh thứ bảy và thất đạo luân hồi của bọn họ. Một lão giả trong đó xúc động nói. Lần này chúng ta xuất sơn, chưa chắc đã có thể tìm được đệ tử vừa lòng đẹp ý, nếu đã như vậy, cũng không ngại giao lưu một chút với dịch tiên sinh. Cho dù không tìm được đệ tử, cũng không tới mức y bác bị thất truyền, một lão bà khác cũng mỉm cười, nói. Đạt được chỗ tốt của hắn, sao có thể không có chút hồi báo mọi người ngồi xếp bằng xuống dưới tương lai chư đế bản. Lão giả hào hoa phong nhã kia mỉm cười, nói. Ở trước mặt dịch tiên sinh chơi đùa bí cảnh thứ bảy và thất đạo luân hồi, chúng ta quả thật có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Bất quá, mấy bộ xương già chúng ta ai cũng có chỗ độc đáo của mỗi người. Hôm nay không phải là biện pháp, chúng ta chỉ là hồi báo chỗ tốt cho dịch quân vương. Cho nên, lão hủ chỉ nói bảy chữ tiên sinh không cần quan tâm những thứ khác, chỉ cần nhìn thần nhân bàn cổ của chúng ta là được, hắn từ từ mở miệng, thấp giọng quát lớn. Đạo, ông, một đạo quan luôn đại phóng sau đầu hắn, càng lúc càng lớn, có một tôn thần nhân bàn cổ ngồi đã tọa tại trung ương, đây là bí cảnh đạo nhất, trung nhạc nhất thời mắt hoa thần mê, chăm chú quan sát tôn thần nhân bàn cổ này. Chỉ thấy nếu tôn thần nhân này từ trong bí cảnh đạo nhất đi vào hiện thực, chỉ sợ sẽ khổng lồ tương đương với những tôn thần nhân bàn cổ trong ba ngàn lục đạo giới kia vậy, thật sự hùng vĩ thần kỳ. Đạo, lão giả hào hoa phong nhã kia lại quát ra chữ thứ hai, ý cảnh chữ đạo này lại bất đồng với chữ đạo đầu tiên. Trong đó xen lẫn lĩnh ngộ đối với âm và dương. Đó là lĩnh ngộ đạt tới mức tận cùng. Cùng lúc đó, sau đầu hắn, đạo Quang luân thứ hai đại phóng, vần quanh bên ngoài đạo nhất luân, lúc này, Trung Nhạc đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu thần nhân bàn cổ của lão giả kia bắt đầu kết ấn ấn pháp phức tạp khiến cho đạo nhất luân và âm dương luân bắt đầu luân chuyển lẫn nhau tâm thần chung nhạc nhất thời đại chấn cơ hồ kinh hô thất thanh nhị đạo luân hồi đây là nhị đạo luân hồi hắn biết rõ lục đạo luân hồi cũng đang thôi diễn thất đạo luân hồi cũng biết trước thời phục mân đạo tôn thế gian chỉ có ngũ đạo luân hồi là do năm cái bí cảnh trong cơ thể thần ma cấu tạo thành nhưng hắn chưa từng tỉ mỉ tìm hiểu qua trước ngũ đạo luân hồi, còn có nhất đạo luân hồi, nhị đạo luân hồi hay không. Giữa luân hồi và luân hồi hình thành nên một hệ thống, đây là cơ sở để các luyện khí sĩ và thần ma tu luyện, là cơ sở mà tại thời điểm đại tội sáng tạo ra hệ thống tu luyện đồ đằng cũng đã xác định ra. Đại tội mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng, từ trong cơ thể sinh linh hậu thiên tuyển chọn năm cái bí cảnh, đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, đã tạo thành hệ thống ngũ đạo luân hồi. Nhưng bởi vì quá cơ sở, bình thường giống như là một cộng một bằng hai vậy, cho nên Chung Nhạc mới không suy tư nghiên cứu ảo diệu trụ cột của nó, sợ rằng từ cổ chí kim những thần ma đi nghiên cứu nhất đạo luân hồi, nhị đạo luân hồi cũng là lác đác không bao nhiêu. Đại bộ phận mọi người cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi cái cơ sở trong cơ sở này, mà hiện tại vị đại đế thượng cổ này đã thể hiện cho hắn thấy một bộ phận mà hắn chưa từng nghĩ tới chưa từng nghiên cứu qua chữ đạo đầu tiên của hắn chính là chất chứa nhất đạo luân hồi của bí cảnh đạo nhất mà chữ đạo thứ hai chính là tổ hợp bí cảnh đạo nhất và bí cảnh âm dương lại biến thành nhị đạo luân hồi giữa hai cái bí cảnh liên hệ hỗ trợ lẫn nhau ảnh hưởng tới sự vận chuyển của cả hai sự quấy nhiễu và gia trì lẫn nhau sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với thần thông đạo pháp tất cả đều có quy luật vô cùng kỳ diệu ở trong đó tam mục thiên đồng trên mi tâm chung nhạc mở ra không muốn bỏ qua bất kỳ thứ gì tinh tế lĩnh ngộ mấy lão giả còn lại nhìn thấy khỏa thụ nhãn trên mi tâm hắn đều khẽ di một tiếng liếc nhìn nhau một cái cũng không nói lời nào đạo vị đại đế thượng cổ kia lại mở miệng thốt ra chữ đạo thứ ba sau đó đạo quan luân thứ ba thần tài luân đại phóng ba cái bí cảnh đạo nhất âm dương thần tài tổ hợp lại hỗ trợ lẫn nhau đã tạo thành hệ thống tam đạo luân hồi huyền diệu ba cái bí cảnh liên hệ với nhau vô cùng tinh diệu bất kỳ một cái bí cảnh nào vận động cũng sẽ tạo thành tác động đối với những bí cảnh khác chính là tam đạo luân hồi đạo chữ đạo thứ tư vang lên vạn tượng luân hiện ra đã tạo thành hệ thống tứ đạo luân hồi phức tạp hơn đây quả thật là vô cùng tinh diệu khiến người tỉnh ngộ là ảo diệu mà trước giờ Trung Nhạc chưa từng nghĩ tới, chưa từng gặp qua. Đạo, ngũ hành luân xuất hiện, cùng với tứ đạo luân hồi phía trước hỗ trợ lẫn nhau, hình thành hệ thống ngũ đạo luân hồi càng huyền diệu phức tạp hơn. Ảo diệu của ngũ đạo luân hồi hoàn toàn thể hiện ra trước mắt hắn, thể hiện ra một mặt vô cùng tinh xảo. Đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng và ngũ hành đã tạo thành hệ thống bí cảnh nguyên thần hoành đại nhất, khiến cho chung nhạc nhìn thấy sự mỹ diệu mà trước đây chính mình chưa bao giờ nhìn thấy, ảo diệu xem thế là đủ rồi, đạo, huyết mạch luôn hiện ra. Bí cảnh huyết mạch câu thông nhục thân và nguyên thần với nhau, khiến cho nhục thân và nguyên thần hòa làm một thể, khí huyết tương thông, tính mạng tương liên, thể hiện ra vĩ mô và vi mô, thoáng cái đã đạt tới cực hạn, xinh đẹp lộng lẫy, trọng điểm mà chung nhạc quan tâm lại ở trên thần nhân bàn cổ. Mỗi khi có thêm một đạo luân hồi, thần nhân bàn cổ sẽ có thêm càng nhiều ấn pháp càng huyền diệu, đồng thời bí cảnh đạo nhất cũng thể hiện ra càng nhiều ảo diệu hơn. Trong lòng chung nhạc xúc động, từ thần nhân bàn cổ trong bí cảnh đạo nhất của vị đại đế thượng cổ này tới xem, những lĩnh ngộ và tu hành trước đây của hắn liên quan tới thất đạo luân hồi đều là đã đi vào đường rẽ. Bí cảnh đạo nhất và thần nhân bàn cổ là địa phương chỉnh hợp những bí cảnh khác, là đầu mối lực lượng của toàn bộ các bí cảnh. Bí cảnh thứ bảy và thất đạo luân hồi mà trước đây hắn tìm hiểu, càng chú trọng vào mối liên hệ giữa bí cảnh thứ bảy và sáu đạo luân hồi còn lại nghĩ muốn dung nhập bí cảnh thứ bảy vào trong hệ thống lục đạo luân hồi mà hiện tại sau khi nhìn thấy thần nhân bàn cổ do vị đại đế thượng cổ này thể hiện ra hắn có một loại cảm giác đẩy ra mây mù nhìn thấy thanh thiên mối liên hệ giữa bí cảnh thứ bảy và sáu bí cảnh luân hồi còn lại dĩ nhiên vô cùng quan trọng nhưng càng quan trọng hơn chính là thần nhân bàn cổ trong bí cảnh đạo nhất thần nhân bàn cổ trưởng khống được lực lượng của bí cảnh thứ bảy mới tính là nắm giữ được căn bản của thất đạo luân hồi, mới có khả năng luyện thành hệ thống đại thất đạo luân hồi, đạo, vị đại đế thượng cổ kia thốt lên chữ đạo thứ bảy. Nhưng chung nhạc trái lại không quan tâm tới bí cảnh thứ bảy của hắn, con mắt chỉ chăm chú rơi xuống trên người thần nhân bàn cổ trong bí cảnh đạo nhất của hắn, chung nhạc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã biết vì sao chư đế thượng cổ này lại cường đại như vậy, vì sao bí cảnh nguyên thần của bọn họ có thể hình thành nên ba ngàn lục đạo giới vĩ ngạn như thiên vậy biến thành từng cái từng cái thế giới thậm chí có thể khiến cho sinh linh hậu thiên sinh tồn trong đó hắn cũng đã hiểu rõ vì sao thần thông đạo pháp tiến bộ nhanh như vậy nhưng tới hôm nay đế minh thiên đế vẫn không bằng được những tồn tại thế hệ trước này hiện tại hắn đã có đáp án mặc dù thần thông đạo pháp đang tiến bộ nhưng đã có vài thứ lại không được lưu truyền xuống ví dụ như mối quan hệ giữa thần nhân bàn cổ và các bí cảnh nguyên thần. Ngày nay, tồn tại như đế minh thiên đế bậc này cũng không thể tu luyện ra thần nhân bàn cổ cường đại như vậy. Kỹ xảo tu luyện liên quan tới thần nhân bàn cổ phản phất như đã thất truyền từ sau khi thời đại địa kỷ chấm dứt, hiện tại xem ra, chúng hẳn là không có thất truyền, mà là đang được nắm giữ trong tay đám chư đế thượng cổ này. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Đám chư đế thượng cổ mang theo bí mật của thần nhân bàn cổ này đã biến mất, cũng không lưu truyền xuống những bí quyết trong đó, bảy chữ đạo chấm dứt, vị đại đế thượng cổ kia thu hồi bí cảnh của chính mình. Lại có một vị nữ đế thượng cổ mỉm cười, nói: "Dịch tiên sinh, ta cũng chỉ nói bảy chữ thôi, nàng cũng như vị đại đế thượng cổ vừa rồi vậy, mở miệng thốt lên bảy chữ đạo." Chung Nhạc tiếp tục quan sát thần nhân bàn cổ của nàng, nghiền ngẫm hấp thu ảo diệu bên trong. Vị nữ đế này cũng có lĩnh ngộ rất sâu đối với thất đạo luân hồi. Nhưng chung nhạc cũng không tận lực theo đuổi ảo diệu trong đó, chỉ lo tìm hiểu thần nhân bàn cổ của nàng. Hai vị đại đế thượng của bọn họ lĩnh ngộ đối với thần nhân bàn cổ đều rất bất đồng. Thời điểm mở ra thất đạo luân hồi, thần nhân bàn cổ cũng thể hiện ra những ảo diệu bất đồng. Một lúc sau, bảy chữ đạo của vị nữ đế này kết thúc, lại có một lão giả tóc bạc như cước khác mỉm cười, nói năm xưa Phục Mân Đạo Tôn truyền thụ cho chúng ta ảo diệu của thần nhân bàn cổ, hiện tại là lúc nên trả lại cho Phục Hy Thị rồi. Ta cũng chỉ nói bảy chữ mà thôi, mấy ngày sau, rốt cuộc mấy vị đại đế tuổi già này đều đã thể hiện lĩnh ngộ của chính mình một lần, nhau nhau đứng dậy cáo từ. Trung nhạc cũng đứng dậy, không người thi lễ với mấy lão giả này. Mấy lão giả này vội vàng hoàng lễ, miễn cười nói. Nơi này vốn dĩ là nhà của ngươi, tiên sinh không cần khách khí mời dịch tiên sinh dừng chân. Tương lai nói không chừng chúng ta còn có cơ hội gặp lại, dứt lời, bọn họ liền nhau nhau rời đi. Trung nhạc ngẩn người nhìn theo bọn họ. Âm phần huyên từ xa đi tới, lộ ra thần sắc thăm hỏi. Trung nhạc lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Là chư đế thượng cổ, đạo hữu của Phục Mân Đạo Tôn năm xưa. Bọn họ tới đây là muốn tìm truyền nhân, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói bọn họ đã già rồi không muốn lĩnh ngộ cả đời của chính mình cũng theo chân bọn họ vào trong quan tài cho nên muốn thừa dịp chính mình còn có thể hành động còn có thể chiến đấu tìm được truyền nhân y bác tiên hiền thượng cổ những tồn tại đã từng cùng với phục mân đạo tôn hậu thổ nương nương mở ra lục đạo hoàn thiện luân hồi thần thông đạo pháp đã được bọn họ đẩy lên tới độ cao trước giờ chưa từng có bọn họ có công đức thật lớn nhưng lại không thể hưởng thụ vinh quang do phần công đức này mang tới cho bọn họ bọn họ thậm chí còn vô danh không có bất kỳ danh tiếng gì thần ma và chúng sinh hậu thế không nhớ nổi bọn họ là ai bọn họ thậm chí bị bức cho không thể không mai danh ẩn tích không thể không trốn đông trốn tây mới có thể bảo toàn tính mạng của chính mình đây thật là một sự châm chọc thật lớn trong mấy ngày sau đó không ngừng có từng đám từng đám lão giả tới đây Trung Nhạc hạ lệnh để cho chư tướng dưới trướng dùng lễ đối đãi, không được phép ngăn cản những lão giả này, phá thiên quan nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Đám lão giả tới đây quan sát tương lai chư đế bản thường thường đều nguyện ý ngồi xuống, thể hiện cho hắn thấy một lần thất đạo luân hồi của chính mình. Trung Nhạc cũng đạt được rất nhiều thu hoạch, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Chư đế thượng cổ hiện thân thế gian, tương lai tất sẽ có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi mở ra bí cảnh thứ bảy không ngừng xuất hiện nói không chừng sẽ có thể tái hiện thịnh thế năm xưa khi phục mân đạo tôn mở ra lục đạo luân hồi. Thất đạo luân hồi, nói không chừng có thể được xác định bởi một đời này, cũng không lâu lắm, tử quan quân vương đi tới phá thiên quan, gặp mặt chung nhạc. Hai người khoanh chân ngồi xuống, dịch quân, hiện tại thời cơ đã tới, có thể tiến công thiên đình rồi, tử quan quân vương nói ngay vào trọng điểm. Hiện tại các đế tộc trong đế tinh bản thân khó bảo toàn, có một số đế tộc vương tộc nguyện ý liên thủ với tiên thiên cung ta, chung kết trận loạn cục này, bình định loạn thế, chung nhạc nhìn về phía tử quan quân vương, hỏi. Sư huynh, ngươi rốt cuộc giúp ta lôi kéo được bao nhiêu minh hữu? Có đáng tin cậy không? Tử quan quân vương khẽ mỉm cười, nói. Ta chẳng qua là đi nói một hai câu lợi hại với bọn họ, nói cho bọn họ biết, cứ đánh tiếp nữa, thế lực các tộc đế tinh đều sẽ suy yếu, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi bị thiên đình thông tính. Thay vì như vậy, không bằng sang bằng thiên đình trước, rồi mới tranh đoạt đế vị sau. Nói thật ra, ta một cái minh hữu cũng chưa tranh thủ tới cho ngươi, chung nhạc nghe hắn nói vậy, cười lạnh nói. Không có minh hữu, ngươi lại bảo ta đánh lên thiên đình sao? Vô số tướng sĩ dưới trướng ta sợ rằng đều sẽ chết không có chỗ chôn, tử quan quân vương nói. Minh hữu chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi đi tranh thủ. Ta hai tay không tất sắc, không binh không tướng, chỉ bằng vào cái miệng mỏng, sao có thể chỉ nói mấy câu liền khiến cho đường đường đế tộc vương tộc không giữ lại chút nào ủng hộ chúng ta. Bất luận mưu sĩ cường đại cỡ nào, cũng đều cần một cổ quân lực cường đại làm hậu thuẫn. Ta có thể làm, chính là nói cho bọn họ biết, dịch quân vương sẽ thống lĩnh đại quân tiên thiên cung một đường giết tới thiên đình, binh lâm nam thiên môn mà bọn họ phải làm, chính là tại thời điểm ngươi binh lâm nam thiên môn kéo quân tới tương trợ. Những minh hữu này có thể trở thành minh hữu hay không, cần phải xem bản thân dịch quân ngươi có thể đánh tới nam thiên môn hay không, sắc mặt chung nhạc nhất thời hòa hoãn xuống, nói. Cũng may đánh tới nam thiên môn cũng không quá khó khăn. Không tới mấy ngày, ta sẽ xuất lĩnh đại quân binh lâm nam thiên môn, ánh mắt tử quan quân vương chấp động, nói. Ta sắp tới sẽ không trở về, dự định lưu lại trong quân của ngươi. Đã lâu rồi không gặp Y Kỳ, sắp tới sẽ có thời gian cùng hắn ôn chuyện rồi, ánh mắt chung nhạc cũng khẽ chớp động, nhàn nhạt nói. Ngươi là sợ ta sẽ để cho Khương Y Kỳ ra trận chịu chết sao? Trong mắt Tử Quan quân vương lóe lên tử khí, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta biết rõ tâm tư của bệ hạ, cũng biết thủ đoạn của ngươi. Dịch quân, nếu ngươi làm hại tính mạng của Y Kỳ, ta cũng có thủ đoạn khiến cho ngươi chôn cùng hắn chung nhạc khẽ mỉm cười, nói. Thượng mệnh khó cãi. Tử quan sư huynh đừng khiến cho ta khó xử. Ngươi cũng là tuyệt đỉnh thông minh, hẳn là biết rõ bệ hạ tuyệt sẽ không cho phép một nhân tộc trở thành tồn tại đế cấp. Phiêm hoàng đã tu thành đế quân, đây là sự tình trước giờ chưa từng có. Nếu hắn lại tiến thêm một bước nữa, nhân tộc sẽ trở thành đế tộc. Lúc đó, không chỉ bệ hạ không nhịn được, những tồn tại cổ lão khác cũng sẽ không nhịn được. Tử quan sư huynh, ngươi quản lý toàn bộ hậu phương, vẫn là nên trở về tiên thiên cung thôi. Tử quan quân vương tức sùi bọt mép, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Sắc mặt chung nhạc không chút thay đổi, nói. Trước đây ngươi có thể một cước đá chết ta, hiện tại ta đã có thể một cước đá chết ngươi. Tử quan sư huynh vẫn là không nên động thủ thì tốt hơn. Tử quan quân vương dằn xuống cơn giận, phun ra một ngụm trọc khí, trầm ngâm trong chốc lát, nói. Dịch quân, ta và ngươi làm cái giao dịch a ngươi buông tha cho y kỳ ta cũng sẽ buông tha cho ngươi trong lòng chung nhạc khẽ giật mình biết rõ hắn đang thăm dò lai lịch của chính mình hơn nữa đã có được thu hoạch không nhỏ chỉ có trung tâm với bệ hạ ta mới có thể giữ được tính mạng là bệ hạ muốn tính mạng của khương y kỳ ngươi nổi nóng với ta cũng vô dụng thôi chung nhạc lạnh nhạt nói ngươi hẳn là nên đi tìm bệ hạ lý luận a tử quan quân vương mỉm cười nói hiện tại bản thân các tộc đế tinh khó bảo toàn, không rảnh tấn công tiên thiên cung ta, ta lưu lại trong quân cũng không có vấn đề gì. Sắc mặt chung nhạc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Ta còn tưởng rằng tử quan sư huynh không có bất kỳ sơ hở nào. Hiện tại xem ra, sơ hở lớn nhất của tử quan sư huynh sợ rằng vẫn là viêm hoàng A, tử quan quân vương hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Ta và Y Kỳ là giao tình từ thuở nhỏ, hắn ở trong lòng ta như cha như huynh chỉ cần có ta ở đây, ngươi và bệ hạ tuyệt đối không thể động vào viêm hoàng, chung nhạc cười ha hả, nói. Làm sao có thể chứ? Nếu không có viêm hoàng đề bạc, sao ta có được thành tựu như hôm nay? Ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không động tới một sợi lông của viêm hoàng, hai người nhìn chầm chầm lẫn nhau một hồi. Tử quan quân vương mỉm cười, nói. Ta sẽ đích thân dân thư bệ hạ, lưu lại trong quân dịch quân cũng sẽ không trái phải đều khó xử rồi hiện tại dịch quân đã có thể dốc hết đại quân sớm ngày binh lâm nam thiên môn rồi chung nhạc đứng dậy triệu tập các đại quân bộ chỉnh quân chuẩn bị phát binh mười mấy ngày sau các lộ đại quân phá thiên quan rốt cuộc xuất phát cũng không đi dọc theo thiên hà mà là xuyên qua thiên hà hạ xuống đế tinh tiến quân về phía lãnh địa của đế minh thị thiên hà chi châu mặt ẩn nhận được tin tức này sắc mặt kịch biến vội vàng phân phó dưới trướng Nói: "Mau mời Thiên Ti nương nương và Vô Kỵ tiên sinh tới đây nghị sự cho ta." Tên dịch quân vương này không hành sự theo lẽ thường mà, chung nhạc không dọc theo Thiên Hà mà đi, mà lại binh lâm đế tinh. Vậy Thiên Hà chi châu mà hắn gian gian khổ khổ kinh doanh hơn 30 năm đã không còn chút tác dụng. Nếu chung nhạc trực tiếp sang bằng đế minh thị, nhổ tận gốc chủng tộc của đế minh thiên đế, như vậy đối với hắn, đối với thiên đình đều là một đã kích thật lớn, đế minh thị bị phá chủng tộc của thiên đế bị diệt, quả thật có thể nói là lật trời rồi. Thiên đế ngay cả chủng tộc của chính mình cũng không thể bảo vệ được, làm sao bảo hộ những chủng tộc khác nương nhờ vào sự che chở của hắn. Từ đó, các tộc nương nhờ dưới cánh chim của thiên đế đều sẽ nảy sinh tâm tư dị dạng, toàn bộ tạo phản cũng là có khả năng. Còn nếu mặt ẩn dẫn binh rời khỏi thiên hà chi châu, mất đi trọng địa trọng trấn này, trực tiếp đối kháng với đại quân của Trung Nhạc, vậy thì thắng bại khó nói rõ rồi thiên ti nương nương chạy tới thiên hà chi châu nói binh quý tinh quý kỳ dịch quân vương đã chiếm được chữ kỳ hắn thiện dùng kỳ binh chỉ cần nhất chiến khắc địch sẽ có thể bẻ gãy nghiền nát một đường sang bằng cầm binh đánh trận thiếp thân là không được vô kỵ tiên sinh bình thường lắm mưu nhiều kế không biết vô kỵ tiên sinh có thủ đoạn gì hay không phong vô kỵ khẽ nhíu mày nói cầm binh đánh trận ta cũng không được lần này ta tới các tộc đế tinh, thái độ của các tộc vô cùng ám muội hẳn là đã bị tử quan đầu độc, cấp cho chỗ tốt. Nếu đã như vậy, không bằng mời bệ hạ đứng ra, cấp cho các tộc càng nhiều chỗ tốt, lôi kéo các tộc. Sau đó tập hợp binh lực các tộc, bao vây tiểu trừ đại quân của dịch quân vương trong đế tinh, mặt ẩn lắc đầu, nói. Không phải là ý hay. Hiện tại các tộc chiến hỏa ngất trời, đều đã đánh ra chân hỏa, chỉ dựa vào bệ hạ cũng khó khiến cho các tộc dập tắt can qua hơn nữa bệ hạ đích thân đứng ra sợ rằng sẽ càng khiến cho các tộc cho rằng thiên đình ta suy yếu ngược lại sẽ chào giá ngập trời hơn nữa cũng sẽ không toàn tâm toàn ý chiến đấu vì thiên đình ta quyết một trận tử chiến với dịch quân vương phong vô kỵ cười hắc hắc nói nếu đã như thế vậy thì dốc hết đại quân hội hợp với đế minh thị binh lực của chúng ta cũng không thua kém gì dịch quân vương thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều cộng thêm cửu ngũ chí tôn còn có rất nhiều tiên thiên thần ma do ta mời tới dịch quân vương chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ ta lại đi thuyết phục mấy đế tộc nữa chắc chắn sẽ khiến cho dịch quân vương mất mạng toàn quân bị diệt mặt ẩn khẽ nhíu mày vẫn không có mười phần nắm chắc còn phải mời bệ hạ phái viện binh thiên đình tới viện binh thiên đình xuất phát từ nam thiên môn ta xuất phát từ trung du thiên hà Vô kỵ tiên sinh lại mời thêm mấy đế tộc tới, cộng thêm thế lực của đế minh thị, bốn phương vây công, mới có thể phá được dịp quân vương, đám người thương nghị hoàn tất, mỗi người lập tức bắt tay vào việc. Mặc ẩn dân thư lên thiên đình, mời đế minh thiên đế phái viện binh tới. Chính mình thì dốc hết đại quân chạy tới đế minh thị, đồng thời truyền thư cho đế minh thị bài binh bố trận, chuẩn bị đón đầu thống kích đại quân phá thiên quan. Cùng lúc đó, phong vô kỵ chạy tới đế tinh, đi thuyết phục mấy đế tộc cùng nhau vây công chung nhạc. Phong vô kỵ dẫn theo mấy công tiên thiên thần ma trước chạy tới ô minh thị, trong lòng thầm nghĩ. Ô minh thị chính là thân gia với đế minh thị, là chủng tộc của đế hậu nương nương, thuyết phục bọn họ chính là dễ dàng nhất, chung nhạc xuất lĩnh đại quân phá thiên quan hàng lâm đế tinh. Vô số chiếc lâu thuyền chiến hạm xếp hàng dày đặt trên không trung, che khuất bầu trời, trên thiên dực cổ thuyền, toàn thân chung nhạc tung bay vô số văn lộ đồ đằng, đang xen thành một mạng lưới nhân quả thật lớn, vô số sợi tơ nhân quả cuốn lấy nhau, vô cùng phức tạp. Trên cổ thuyền, đám tướng lĩnh các quân bọn Thái Phùng, Lung Chất, Dực Thiên Quân, Nữ Phòng, Phủ Nhai, Đa Âm, Mục Tô Ca, Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn, Phù Lê, Âm Phó Khang, Linh Tranh, Bệ Ngạn, Xích Tùng, Kim Hà Hề, Tiên Thiên Ma Long, Khương Y Kỳ và Tử Quan Quân Vương tụ tập cùng một chỗ, đều đang quan sát nhân quả đồ đằng võng của Trung Nhạc. Trong lòng kinh tháng không thôi, ngoại trừ bọn họ ra, còn có vô số thống soái thần tộc lớn lớn nhỏ nhỏ, nhiều tới hơn ngàn người. Tiên Thiên Cung chiếm lĩnh phân nửa giang sơn của tinh vực Tử Vi, hơn ngàn thần tộc ma tộc quy phục Tiên Thiên Cung, trở thành thế lực lớn nhỏ dưới trướng chung nhạc, mạng lưới nhân quả của chung nhạc không ngừng thay đổi, vận chuyển. Những địa phương tơ nhân quả cuốn lấy nhau hình thành nên một khỏa ngôi sao. Hiện tại đã có ức vạn ngôi sao chuyển động xung quanh hắn. Chư tướng không nói một lời, đang đợi hắn thôi diễn, đưa ra quyết sách, mặt ẩn chuẩn bị xuất động, điều động đại quân, công kích ta từ phía sau. Hắn còn dân thư mời đại quân thiên đình tấn công cánh phải ta. Đế minh thị đón đầu thống kích, công kích phía trước ta. Phong vô kỵ đã xuất động, chạy tới ô minh thị, lại đi mời mấy đế tộc, công kích cánh trái ta, chung nhạc mở mắt ra, chậm rãi nói. Liên quân bốn phương sẽ có thể tiêu diệt đại quân ta chư tướng nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trong bốn cổ thế lực này, binh lực của mặt ẩn chính là mạnh nhất. Ngoại trừ thủy sư thiên đình, tứ đại thiên vương và tứ đại sư môn cùng với hoàng tộc bàn hồ, đế tộc hoàng đình, đế tộc đại đình ra, còn có bảy bộ tam ly cung, tinh đấu, thiên cương, địa sát, thiên su. Lại có cửu ngũ chí tôn tọa trấn, 95 tôn tiên thiên thần ma, có thể nói là thế lực khổng lồ nhất trong thiên hạ mà thiên đình lại phái một chi đại quân từ cánh phải công tới. Mặc dù binh lực không bằng được chi đại quân của mặt ẩn, nhưng chỉ sợ cũng không tầm thường. Nếu cộng thêm đế minh thị ở phía trước ngăn cản, phong vô kỵ lại tập kết rất nhiều đế tộc công kích cánh trái đại quân phá thiên quan, vậy trận chiến này liền sẽ nguy hiểm rồi, Thái Phùng trầm giọng hỏi. Phải làm sao phá cục, chung nhạc miễn cười, nói. Phong vô kỵ chính là phúc tinh của ta trước hãy phá địch từ con đường của vô kỵ tiên sinh này. Chư quân, thay đổi phương hướng, tấn công ô minh thị trước, trong lòng mọi người nhất thời cả kinh. Lung chất cao mày nói. Không phải là tấn công đế minh thị sao? Ô minh thị là chủng tộc của đế hậu nương nương, nội tình không tầm thường. Hơn nữa, đế hậu nương nương chính là tồn tại đế cấp, thực lực cao thâm khó dò, chỉ riêng tử quan quân vương là cặp mắt sáng lên, trong lòng thầm khen một tiếng kế hay. Trung nhạc quay sang dò hỏi. Với thực lực hiện tại của chúng ta, sang bằng ô minh thị cần mất bao lâu? Chư tướng thương nghị một phen, nói. Nếu đế hậu nương nương không nhúng tay vào, chỉ cần hai ngày sẽ có thể nhổ tận gốc ô minh thị. Bất quá, nếu đế hậu nương nương chạy tới tham chiến, vậy thì, Trung nhạc không chút để ý, miễn cười nói. Nếu đế hậu nương nương dám chạy về ô minh thị tham chiến, vậy thì cũng xử lý nàng luôn với binh lực hiện tại của chúng ta, đã có thực lực xử lý nàng. Chỉ cần đế hậu rời khỏi thiên đình, bệ hạ cũng có thể nhân cơ hội giết vào thiên đình, đánh chết đế minh thiên đế. Bất luận đế minh hay là đế hậu cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, sẽ không cho ta và bệ hạ cơ hội này. Chư quân, trong vòng hai ngày sang bằng ô minh thị, nhổ tận gốc ô minh thị cho ta, phong vô kỵ và mấy công tiên thiên thần ma kia vừa mới tiến vào ô minh thị, còn chưa kịp ngồi vững vàng, đột nhiên thanh âm sát phạt dâng lên bốn phía, sắc mặt phong vô kỵ kịch biến, vội vàng cùng các vị tộc lão ô minh thị bay thẳng lên không trung, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy từng tòa từng tòa lũy bích thành đánh thẳng tới, va chạm thẳng với thánh địa ô minh thị. Những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, đập cho từng ngọn từng ngọn thánh sơn vỡ nát. Không biết bao nhiêu cao thủ ô minh thị tao ngộ tai ương ngập đầu, lại có từng chiếc từng chiếc thuyền lớn bay tới, vô số thần ma trên thuyền thôi động pháp lực, hình thành từng đạo từng đạo thiên hà. Đại hà dân trào, cuốn thẳng về phía thánh địa ô minh thị, tẩy rửa vô số tộc nhân thành bạch quốc chồng chất, lại có vô số chiếc chiến xa phóng vọt tới, xông vào trong thánh địa ô minh thị, đại khai sát giới. Lại có từng tòa từng tòa thần cung thần điện ầm ầm đập tới, đánh vỡ thành trì ô minh thị. Bốn phía thần cung thần điện, vô số thần ma đứng thành phương trận, giết tới trời long đất lở lại có từng đàn từng đàn côn thần mẫu thần rập trời ngập đất xông vào thánh địa Ô Minh thị, giống như nước thủy triều cuốn về phía từng ngọn từng ngọn thánh sơn, từng tòa từng tòa cung điện. Giữa không trung, không biết bao nhiêu chư thiên đang đại phóng quang mang. Lực lượng chư thiên bạo phát, gia trì vào trong đại trận của các quân, thổi quét chiến trường, đại quân của dịch quân vương giết tới rồi, sắc mặt đám tộc lão Ô Minh thị kịch biến, vội vàng cao giọng quát lớn. Thôi động đế trận, Mau thôi động đế trận, đại trận đế cấp thủ hộ ô minh thị lập tức được thôi động. Vô số văn lộ đồ đằng đế cấp từ trong các ngọn thánh sơn, các tòa thánh điện từ từ dâng lên. Đại đạo đế cấp nổ vang, bảo vệ hạch tâm thánh địa ô minh thị, tế đế, đế binh, thanh âm chung nhạc vang lên. Từng kiện từng kiện đế binh gào thét lao tới, lan tỏa đế uy. Trấn thiên hà đỉnh, phù tan thần thụ, tạo hóa huyền môn cùng với bảy kiện đế binh khác ầm ầm đánh vào trong đại trận đế cấp của ô minh thị quy lực của tòa đế trận này còn chưa kịp hoàn toàn đại phóng đã bị cắt đứt thành mấy phần bên phía đại quân phá thiên quan có tới 10 kiện đế binh trong đó đại quân đế tử do mục tô ca xuất lĩnh trưởng khống hai kiện mà đám người thái phùng lung chất dực thiên quân nữ phòng và kiều đông mỗi người trưởng khống một kiện đế uy của 10 kiện đế binh hạo hạo đảng đảng trực tiếp trấn áp đại trận đế cấp thủ hộ ô minh thị khiến cho tòa đại trận đế cấp này không phát huy được nửa điểm tác dụng ngàn vạn đại quân thần ma ào ào xông lên sát nhập thánh địa ô minh thị những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát đàn áp hết thảy mọi lực lượng đề kháng đám tộc lão ô minh thị nhao nhao bay thẳng lên không trung gầm lên vết về phía chiến trường nhưng lúc này chỉ thấy một chiếc thiên dực cổ thuyền xuất hiện bên ngoài chiến trường trên cổ thuyền trung nhạc ngồi ở trung ương tướng lĩnh các quân đứng đầy hai bên chung nhạc nhẹ giọng nói chư quân hiện tại đã tới thời điểm các ngươi kiến công lập nghiệp rồi đi lấy thủ cấp của đám tộc lão kia về đây cho ta đám người thái phùng lung chất khương y kỳ đa âm phù lê phù viêm sơn nhao nhao xúc động nên đón đám tộc lão ô minh thị kia bên phía ô minh thị sắc mặt phong vô kỵ đại biến ánh mắt quét về phía chiến trường hải hùng khiếp vía Đại quân của Trung Nhạc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, trong trận chiến tranh này căn bản không có bất cứ cơ hội nào cho Ô Minh thị. Hiện tại nếu không đi, sợ rằng sẽ đi không xong nữa rồi, đế hậu nương nương chắc chắn sẽ không bàn qua ngồi xem dịch quân vương sang bằng chủng tộc của chính mình. Nói không chừng Ô Minh thị vẫn còn phần thắng, Phong Vô Kỵ vội vàng lấy ra một nén nhang, liên lạc với đế hậu nương nương, báo cho nàng biết biến cố của Ô Minh thị. Hắn còn chưa kịp nói xong, một vị tộc lão cấp đế quân đã mất mạng, bị Thái Phùng giết chết. Sau đó lại thấy kiều đông nữ quân ăn tươi một vị tộc lão đế quân ô minh thị khác, từng vị từng vị tộc lão ô minh thị lần lượt mất mạng. Cao tầng ô minh thị lần lượt bị tru diệt, trên dưới ô minh thị đại loạn, bỏ chạy tứ tán. Hiện tại trong tay chung nhạc cầm ức vạn hùng binh, dùng hữu tâm tính vô tâm, khiến cho ô minh thị căn bản không kịp cấu thành lực lượng đối kháng, đã tiến quân thần tốc, mạnh mẽ trấn áp đại trận đế cấp thủ hộ chỗ dựa duy nhất của ô minh thị cuối cùng chính là một trường giết chóc trong thiên đình sắc mặt đế hậu nương nương kịch biến tâm thần không yên vô tâm tiếp tục tu luyện với đế minh thiên đế vội vàng chạy ra đế cung tế khởi liễu cung lắp lên liễu tiễn bắn thẳng về phía ô minh thị soạt 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 nàng bắn liên tục sáu mũi liễu tiễn sáu đạo quan tiễn vô cùng thô to từ trên trời giáng xuống giống như sáu con trường long thanh sắc nhắm thẳng về phía chung nhạc trên thiên dực cổ thuyền, bắt giặc phải bắt vua trước. Nàng không dám tùy tiện rời khỏi thiên đình, nhưng đứng ở thiên đình bắn tên, uy lực cũng tuyệt không tầm thường. Công kích của tồn tại đế cấp, cho dù là phát động công kích từ trong thiên đình cũng không có bất kỳ khác biệt so với phát động công kích ngay trước mặt chung nhạc. Điểm khác biệt duy nhất là cấp cho đối thủ thời gian phản ứng, đế hậu nương nương quả nhiên không dám rời khỏi thiên đình ngay cả chủng tộc của chính mình cũng không dám che chở làm sao che chở những chủng tộc khác chung nhạc ngẩng đầu nhìn về phía sáu đạo huyền quang như rồng từ xa bắn tới kia cười ha hả cao giọng nói xích tùng tế bắt trận đồ huyền kỳ nhị lão thần binh ở đâu xích tùng ra lệnh một tiếng bác trận đồ lập tức được tế khởi hai ngàn vạn đại quân thần ma thôi động bắt trận thân hình chung nhạc xuất hiện trong trận khí tức điên cuồng đề thăng nhất thống với bắt trận đồ Cùng lúc đó, huyền kỳ nhị lão cũng tế khởi thần binh, luân hồi ma âm bạo phát, hình thành tầng tầng lớp lớp không gian luân hồi, phốc phốc phốc, từng đạo từng đạo quan tiễn nhau nhau rơi xuống, bắn thủng không gian luân hồi của huyền kỳ nhị lão, nhắm thẳng về phía chung nhạc. Chung nhạc bình thản tự nhiên, giơ tay lên. Tạo hóa huyền môn chợt bay lên, nên đón mấy mũi liễu tiễn phóng tới kia, tạo hóa huyền môn được hắn thôi động, cánh cửa mở rộng từng mũi từng mũi liễu tiễn kia soạt một tiếng bắn và trong huyền môn. Quy năng kích động dân trào, bắn thủng tầng tầng không gian tạo hóa nội bộ huyền môn, hai tiểu hài đồng tả môn hữu môn kêu lên sợ hãi. Đúng lúc này, Trung Nhạc vận khởi toàn bộ pháp lực. Chỉ thấy một cái chén xương do xương sọ luyện chế thành bay lên, xoay tròn chuyển động, nên đón một mũi liễu tiễn. Mũi liễu tiễn kia đụng lên cái chén xương, phát ra một tiếng ầm vang thật lớn, đụng cho cái chén xương ầm ầm đập vào trong thánh địa ô minh thị, đụng cho từng ngọn từng ngọn thánh sơn đổ sụp, hủy diệt, chung nhạc trên lên một tiếng, bị chấn cho khóe miệng tương máu. Lại có một sợi hắc vĩ tiên bay lên, dưới sự thôi động của hắn nên đón một mũi liễu tiễn khác. Hai bên va chạm với nhau, hai ngàn vạn tiên thiên cấm quân cấu thành bát trận đồ bị chấn cho nhất tề thổ huyết, lại có một sợi phượng vũ bay lên, nên đón mũi liễu tiễn thứ ba. Sau đó là một khỏa tà nhãn, một cái lưỡi chim, lần lượt va chạm với hai mũi liễu tiễn, khí huyết chung nhạc không ngừng chấn động, làn da toàn thân nổ tung, máu tươi giàn dụa. Sau đầu thất đạo luân hồi ông ông chuyển động, rốt cuộc ngăn cản được năm mũi liễu tiễn này. Hai ngàn vạn tiên thiên cấm quân cũng bị chấn cho khí tức ủ rũ không phấn chấn, khó có sức tái chiến, huyền kỳ nhị lão tế khởi vạn bảo đạo truy, nhưng cơ hội đập cho năm mũi liễu tiễn kia vỡ nát trải qua không gian luân hồi ma âm và tạo hóa huyền môn tầng tầng suy yếu, hắn rốt cuộc đã đón đỡ được năm đạo công kích của đế hậu nương nương, nhưng lúc này, mũi liễu tiễn thứ sáu đã phóng tới. Trung nhạc đã không thể đón đỡ. Chỉ thấy từng kiện từng kiện đế binh lan tỏa đế uy, đánh về phía mũi liễu tiễn thứ sáu kia. Mũi liễu tiễn thứ sáu nhất thời bị đánh thành bột mịn, không còn tồn tại. Nếu nương nương luyện thành thất đạo luân hồi, có mũi tên thứ bảy, sẽ có thể lấy tính mạng của ta chung nhạc ngẩng đầu nhìn lên cười ha hả hỏi lớn không biết nương nương có không trong thiên đình đế hậu nương nương hừ lạnh một tiếng nghĩ muốn bay thẳng lên không trung dết về phía ô minh thị đúng lúc này một bàn tay chợt đặt lên bờ vai của nàng đế hậu nương nương xoay người nhìn lại chỉ thấy đế minh thiên đế đã đi tới sau lưng nàng bệ hạ chủng tộc thiếp thân chỉ sợ khó có thể giữ được đế hậu nương nương rơi lệ nói dịch quân vương thật hung ác muốn tiêu diệt tộc ta nếu ta còn không đi chỉ sợ tộc ta tử đồng mục tiên thiên đang chờ chúng ta a à. đế minh thiên đế ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thiên đình lắc đầu nói hắn đang ở ngoài đó ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn đế hậu nương nương nhất thời giật mình đảo mắt quan sát bốn phía vội vàng nói nhưng đó chính là ô minh thị của thiếp thân đế minh thiên đế nhíu mày nói sau khi diệt trừ mục tiên thiên rồi, ngươi muốn xử tử dịch quân vương như thế nào cũng được. Đế hậu nương nương cắn răng một cái, xoay người đi vào trong thiên đình, không tiếp tục xem trận chiến tại ô minh thị nữa. Phong vô kỵ vốn dĩ đang đợi thời cơ, dự định xuất lĩnh mấy tôn tiên thiên thần ma bên cạnh nhân cơ hội giết chết chung nhạc, nhìn thấy một màn kia liền không khỏi khiếp sợ, vội vàng xoay người bỏ chạy, kêu lên. Chạy mau! Chạy mau! Ô minh thị đã không giữ được nữa rồi trong vòng một ngày, cái đế tộc ô minh thị to lớn này ầm ầm đổ nát, thánh địa bị triệt để công phá, từng tòa từng tòa chư thiên bị đánh vỡ nát. chung nhạc hạ lệnh cho kiều đông nữ quân, để đám công thần mẫu thần chừa ra mặt đông, khiến cho bại quân ô minh thị có thể từ mặt đông giết ra. Đám thần ma ô minh thị đã có địa phương trốn thoát, nhất thời vô tâm ham chiến, nhao nhao chạy thoát theo mặt đông. Sau đó các lộ đại quân phá thiên quan ở phía sau không ngừng tầm ăn rỗi, bao vây tiểu trừ khiến cho tử thương càng ngày càng nhiều. Tỷ phu, đột nhiên, trên chiến trường chợt vang lên một tiếng gọi lớn. Trên thiên dực cổ thuyền, đám người chung nhạc, âm phần huyên cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trên chiến trường, đám nữ nhân ô thanh khanh đang bị đại quân vây khốn, không ngừng chém giết xung quanh bọn họ. Đám người ô thanh khanh, ô khanh tuyền, ô bách hạp khổ chiến, bị thương rất nặng, hẳn là không bao lâu nữa sẽ bị giảo sát. Ô Thanh Thanh nhìn thấy chiếc cổ thuyền thật lớn huyền phù trên không trung kia, ngẩng đầu lớn tiếng quát lên. "Tỷ phu, tỷ tỷ. Còn nhớ tình xưa nghĩa cũ trước đây không?" Âm phần huyên lộ ra thần sắc không đành lòng, quay sang nói với chung nhạc. "Phu quân, Thanh Thanh xưa nay vẫn luôn giao hảo với ta, gọi ta là tỷ tỷ. Hơn nữa, giao tình với ngươi cũng không cạn. Tuy nàng là Ô Minh thị, nhưng chúng ta dù sao cũng còn có chút giao tình." chung nhạc cũng còn nhớ ô thanh khanh đây là một nữ tử hoạt bát đáng yêu là một trong những thiên nữ của ô minh thị làm việc vẫn luôn tùy tùy tiện tiện ngày thường rất hay nói đùa với chính mình luôn gọi hắn là tỷ phu nữ tử này cũng nằm trên tương lai chư đế bản thực lực vô cùng bất phàm trong đại hội chư đế tương lai lần trước ô thanh khanh cũng chạy tới hắn cũng không khỏi động lòng rắc ẩn chần chờ nói phu nhân đây là chiến trường âm phần huyên nói dù sao cũng là cố nhân có thể tha cho nàng một mạng cũng tốt trước đây nàng còn nói với ta đợi tương lai ta có hài tử nàng muốn làm mẹ nuôi của hài tử chung nhạc gật đầu đang định hạ lệnh mở một mặt lưới đột nhiên một con chúc long thật lớn xông vào chiến trường ầm một tiếng đập đám người ô thanh khanh ô khanh tuyền tan thành từng mảnh thân thể con chúc long kia cuộn tròn đã nghiền nát không biết bao nhiêu cường giả ô minh thị ngay sau đó bay lên không trung, liên tục đập nát mấy ngọn thánh sơn, cuốn người trên một ngọn quần sơn, trên lưng chở theo vô số thần ma nhân tộc, con trúc long kia mở ra cái miệng lớn, phun ra thần hỏa cuồn cuộn, thiêu đốt mấy ngàn thần ma ô minh thị phía trước thành tro bụi. Ngay sau đó thân thể lại lay động, biến thành thần nhân thân rồng đầu bò. Vô số thần ma nhân tộc nhao nhao rơi vào trong quan luân sau đầu hắn vị thần nhân thân rồng đầu bò này mạnh mẽ xuất thủ với một vị tạo vật chủ ô minh thị chém rụng đầu lâu đối phương thiêu đốt nguyên thần thành tro bụi con chúc lông này chính là khương y kỳ hắn đột nhiên dết tới khiến cho chung nhạc cũng không kịp phản ứng chỉ bất đắc dĩ thở dài một cái nói phần huyên trên chiến trường không có ai là không thể chết vị mùi mùi này của ngươi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha âm phần huyên cũng thở dài nói. Đây chính là chiến tranh. Phu quân không cần nói nữa. Nếu đã là hai phe địch ta, vậy thì sinh tử do mệnh thôi. Truyền lệnh cho các quân, xua đuổi đám tàn binh bại tướng ô Minh Thị, để cho bọn họ chạy tới đế Minh Thị, chung nhạc truyền xuống quân lệnh. Trăm ngàn tàn binh bại tướng ô Minh Thị bị xua đuổi chạy về phía phương hướng đế Minh Thị. Hắn dự định dùng bại quân ô Minh Thị để trùng kích đế Minh Thị. Chỉ cần thế trận của đế minh thị loạn một cái, vậy kết cục của đế minh thị cũng sẽ không có gì khác biệt với ô minh thị. Hơn nữa, đế minh thị bị sang bằng, lại xua đuổi bại quan đế minh thị và ô minh thị đi trùng kích mặt ẩn và viện quân thiên đình. Đế minh thị và ô minh thị một cái là chủng tộc của thiên đế, đế tử đế tôn, một cái là chủng tộc của đế hậu nương nương. Mặt ẩn và viện quân thiên đình có dám tiếp nhận bọn họ hay không? Nếu dưới tình huống đại quân chung nhạc tiếp cận, lại dám tiếp nhận tàn binh bại tướng đế minh thị và ô minh thị vậy trận hình liền sẽ bị trùng kích trận thế bất ổn sẽ cấp cho chung nhạc cơ hội công phá nếu không tiếp nhận vị tướng lĩnh thiên đình nào sẽ chịu nổi ngọn lửa phẫn nộ của đế minh thiên đế và đế hậu nương nương các lộ đại quân phá thiên quan cách bại binh ô minh thị rất gần cơ hồ là xua đuổi bọn họ lao thẳng về phía đế minh thị mà vào lúc này đại quân đế minh thị sớm đã nhận được tin tức Trung nhạc xuất lĩnh đại quân phá thiên quan tới đây tấn công. Mà mặt ẩn, viện quân thiên đình, cộng thêm phong vô kỵ kêu bạn gọi bè, đã tạo thành bốn lộ đại quân, hình thành thế bao vây tiểu trừ đối với đại quân của Trung nhạc. Cho nên đế minh thị từ sớm đã bài binh bố trận, nghiêm túc chuẩn bị. Đế minh thị dù sao cũng là thiên đế gia, căn cơ hùng hồn, trên có thiên đế, dưới có bốn kiện đế binh trấn thủ. Những năm gần đây cũng đã khai chiến với các tộc đế tinh, luyện được binh hùng tướng mạnh đế minh thị cũng có rất nhiều đế tử mặc dù không bằng mục tiên thiên có tới mấy trăm vạn đế tử nhưng mười vạn đế tử cũng là không tầm thường trong số đế tử tồn tại cấp đế quân mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng cũng không phải số ít những năm qua đế minh trở thành thiên đế thái tử của hắn cũng trở thành nhân vật cấp lão tổ tông thực lực bất phàm trong đó đại thái tử minh văn tranh chính là dẫn đầu Bản thân hắn là một vị đế quân đại viên mãn, năng chinh thiện chiến, thực lực cường đại, minh văn tranh thống suốt mấy ngàn vạn đế tộc tinh nhuệ, phần nhiều là cường giả đời con cháu. Trong đám con cháu của đế Minh Thiên đế, những đế tử độ tuổi lớn nhất cũng đều đã 4 năm vạn tuổi. Đế tử sinh đế tôn, đế tôn lại sinh ra đời đời con cháu, trong đó cao thủ cũng là vô số kể. Trong đế hoàng gia không có kẻ yếu chỉ riêng cường giả trong đám đế tử đế tôn cũng đã viễn siêu những đế tộc khác càng đừng nói tới những cao thủ đầu nhập vào đế minh thị minh văn tranh đang nghiêm túc chuẩn bị đột nhiên lại nghe bộ hạ báo lại nói vô kỵ tiên sinh dẫn theo mấy tôn tiên thiên thần ma tới đây nói có chuyện khẩn yếu cần bẩm báo mau mời chỉ trong chốc lát phong vô kỵ đã dẫn theo mấy tôn tiên thiên thần ma gấp không kịp đợi xông vào khóc lớn nói thái tử điện hạ việc lớn không tốt rồi Ô Minh thị đã bị dịch tặc phá rồi, hiện tại đang chạy về phía này, Minh Văn Tranh cười ha hả, nói: "Ta đã biết rồi. Vừa rồi bên Thiên Đình đã truyền tới tin tức, nói dịch quân vương đã xuất binh sang bằng Ô Minh thị, muốn ta sớm có phòng bị." Ô Minh thị là bị hắn đánh cho trở tay không kịp, lúc này mới nếm mùi thất bại. "Nhưng ở chỗ này của ta, hắn sẽ không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Những năm qua ta luyện binh trong đế tinh đế minh thị ta hùng binh cường tướng nhiều đếm không xuể cũng không phải là loại nhu nhược kia có thể sánh bằng phong vô kỵ thấy hắn tràn ngập lòng tin như vậy vội vàng nói đại thái tử không thể không đề phòng ta xem ý đồ của dịch quân vương hẳn là muốn xua đuổi bại binh ô minh thị tới đây dùng bọn họ để trùng kích trận hình của đế minh thị sắc mặt minh văn tranh nhất thời kịch biến thất thanh nói xua đuổi bại binh ô minh thị tới trùng kích trận hình của ta hai người còn đang nói chỉ nghe bên ngoài truyền tới trận trận thanh âm huyên náo. Minh Văn Tranh vội vàng đi ra lều lớn nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy vô số tàn binh bại tướng ô Minh Thị đã xuất hiện trước trận doanh đế Minh Thị, đang lúc xông thẳng về phía này. Minh Văn Tranh còn đang trừng mắt cứng lưỡi, phong vô kỵ ở một bên đã quả quyết nói. Kính xin đại thái tử hạ lệnh, lệnh cho tiền quân lập tức bắn chết toàn bộ bại binh ô Minh Thị đang xông tới, không chừa một tên. Như vậy mới có thể giữ được đế Minh Thị. Nếu bị bại binh của Ô Minh thị trùng kích, trận hình vừa loạn, sợ rằng chính là diệt vong không xa rồi. Bắn chết bại binh Ô Minh thị, trên trán Minh Văn tranh quát ra mồ hôi dày đặc, lẩm bẩm. Không thể làm như vậy. Ta sao có thể làm như vậy? Nếu ta thống hạ sát thủ với Ô Minh thị, đế hậu nương nương nhất định sẽ mượn cơ hội này diệt trừ ta. Nàng đã muốn diệt trừ ta rất lâu rồi. Ta không phải là con trai của nàng lại có tiền đồ hơn con trai nàng rất nhiều. Ô Minh Thị là chủng tộc của nàng, sẽ cấp cho nàng cái cớ, phong vô kỵ cả giận, quát lên. Đại Thái Tử, thời điểm trọng yếu quan đầu, ngươi còn nghĩ tới loại chuyện này. Nếu ngươi không hạ lệnh, đế Minh Thị cũng sẽ hủy trong tay ngươi thôi. Minh Văn Tranh lắc đầu, nói. Sẽ không. Sẽ không đây. Đế Minh Thị ta chính là thiên đế gia, nếu bị dịch tặc công kích, các lộ chư hầu đều sẽ tới đây cần vương đúng chúng ta lập tức rút quân lui lại giữ đế minh thị mượn đại trận đế cấp chống lại chỉ cần chống đỡ mấy ngày các lộ đại quân cần vương sẽ kịp chạy tới phong vô kỵ cả giận nói ngươi vừa lui quân chính là thất bại thảm hại minh văn tranh lắc đầu mỉm cười nói vô kỵ tiên sinh đế tộc ta có bốn kiện đế binh còn có đại trận đế cấp chỉ cần kéo dài mấy ngày mặt ẩn tiên sinh và viện quân thiên đình sẽ chạy tới, vẫn là đại quân vây kín trước sau giáp công. Dịch tặc chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ, da đầu phong vô kỵ tê dại, cơ hồ rơi lệ, trung giọng nói. Ta sợ ngươi không về được thánh địa đế minh thị, truyền lệnh của ta, tức khắc tiếp nhận bại quân ô minh thị, đại quân nhổ trại triệt thoái về phía sau, minh văn tranh truyền lệnh xuống, đại quân đế tộc phía trước lập tức rút đi trận pháp, chừa ra một lỗ hổng lớn, để cho đám tàn binh bại tướng ô minh thì tiến vào đại quân còn lại thì bắt đầu nhổ trại đại quân hậu phương đã bắt đầu triệt thoái về phía sau mà vào lúc này đám đế quân tạo vật chủ bọn thái phùng lung chất khương y kỳ phù viêm sơn phù liệt mục tô ca dẫn đầu xông lên theo lỗ hổng kia xông thẳng vào trong trận doanh đại quân đế minh thị bắt đầu đại khai sát giới một cây phù tan thần thụ từ trong trận doanh đế minh thị chậm rãi dâng lên càng lúc càng cao ngàn cành vạn nhánh điên cùng quất xuống dưới đánh nát từng đám từng đám thần ma lại có trấn thiên hà đỉnh từ trên đè xuống thiên hà từ trong đỉnh tuôn trào ra giống như nộ long quét ngang lại có một cái thần lô lao thẳng vào trong trận doanh nắp lò nhấc lên vô số công thần mẫu thần giống như thủy triều từ trong lò điên cùng tuôn ra sắc mặt minh văn tranh đại biến đại quân đế minh thị phía trước đã loạn hậu phương lại đang rút lui đại quân kẹp ở chính giữa tiến không được lui không xong đại quân phía trước điên cuồng chạy về phía sau, trận thế trung ương nhất thời cũng đại loạn theo. Hắn vừa mới tế khởi bốn kiện đế binh, nghĩ muốn trấn áp cục diện, chỉ thấy đối diện một hơi bay ra bảy kiện đế binh, ầm ầm đè xuống, đánh cho bốn kiện đế binh do hắn thôi động biến lại nguyên hình, bay ngược trở về, xong đời rồi, phong vô kỵ không ngừng dậm chân, lập tức gọi mấy tôn tiên thiên thần ma bên cạnh lại, cao giọng nói. Chạy! Chạy mau! đế minh thị đã không giữ được nữa rồi. Phía đối diện, vô số thần binh thần tướng giống như nộ trào, giống như sóng lớn, không ngừng cuồn cuộn đè xuống, những nơi đi qua cuốn sạch hết thảy mọi thứ. Trung nhạc tỏa trấn trên thiên dực cổ thuyền, ánh mắt lạnh lẽo, giỏi mắt nhìn đại quân của chính mình đẩy mạnh về phía trước. Cho dù Minh Văn Tranh nghe theo lời khuyên của Phong Vô Kỵ, cũng không thể ngăn cản được thế công của đại quân hắn, nhiều nhất chỉ là tăng thêm chút thương vong mà thôi. Binh quý thần tốc, hắn đã phát huy cái ưu điểm thần tốc này tới mức tận cùng. Đại quân của mặt ẩn còn chưa tới, viện quân thiên đình cũng đang trên đường, thừa dịp cơ hội này, trước nhổ tận gốc hai đại đế tộc, đã kích đối với thiên đình chính là không thể đo lường. Bên phía thiên đình bất luận là khí thế hay là thực lực, cũng đều sẽ suy yếu thật lớn. Các lộ đại quân phá thiên quan như lan như hổ mạnh mẽ phóng về phía trước, giết chết vô số đế tử đế tôn của đế minh thị, chém đầu vô số đế quân, tạo vật chủ, thần hoàng, thần hầu, trong đám đế tử. Minh Văn Tranh xuất lĩnh tàn binh đế Minh Thị chạy trốn, chạy về tới thánh địa đế Minh Thị, đại quân đã bị tiêu diệt bảy tám phần, bên cạnh hắn chỉ còn lại hai thành binh lực, từ xa nhìn lại, thánh địa đế Minh Thị đã trong tầm mắt. Minh Văn Tranh không khỏi thở vào nhẹ nhõm, lập tức truyền lệnh thủ quân trong thánh địa mở đại trận, để cho bọn họ tiến vào thánh địa. Đại trận đế cấp thủ hộ thánh địa vừa mới mở ra, đột nhiên phía sau tiếng sát phạt nổi lên bốn phía từng kiện từng kiện đế binh oanh kích thẳng tới, trực tiếp oanh kích lên trên đại trận do đế minh thiên đế thiết lập. Quy năng đế binh ầm ầm bạo phát, đánh cho tòa đại trận đế cấp này chia năm xẻ bảy, chấn cho rất nhiều ngọn thánh sơn trong thánh địa sụp đổ, trận pháp cấm chế tan rã không còn một mống, Minh Văn Tranh quay đầu nhìn lại, khóe mắt muốn nứt ra. Chỉ thấy phía sau đại quân chính mình, không biết bao nhiêu tạo vật chủ, đế quân xuất lĩnh đại quân thần ma giết tới. Đám huynh đệ tỷ muội đời đời con cháu của chính mình tử thương vô số. Ta thật hối hận không nghe lời khuyên của vô kỵ tiên sinh. Minh Văn Tranh hét lớn một tiếng, một mình giết tới hậu phương, lớn tiếng kêu lên. Các vị đệ đệ muội muội, các ngươi lập tức bỏ qua thánh địa, chạy tới thiên đình. Ta sẽ đoạn hậu, lại có trên dưới 100 vị đế tử giết tới, nộ khí ngất trời, cùng nhau đối địch, cao giọng nói. Đại huynh, chúng ta cùng nhau sống vai tử chiến, Minh Văn Tranh vương tay phất một cái, để bọn họ ra ngoài, than thở. Kẻ làm tướng không thể hy sinh vì nghĩa, lo lắng đế hậu sẽ mượn cơ hội giết ta, lo trước lo sau, đầu đuôi không quyết, ta đã phạm phải sai lầm lớn. Hiện tại ta liều mình liều chết đánh một trận, bù đắp lại sai lầm của ta. Các ngươi không có sai lầm, ở trước mặt phụ thần và đế hậu, các ngươi còn có thể giữ được tính mạng. Mau chạy đi, thành quan đế minh thị bị oanh phá tướng lĩnh các quân dưới trướng Trung Nhạc dẫn đầu giết tới, đại thái tử của thiên đế là của ta, Phù Lê phóng thẳng tới, cười hắc hắc, nói. Các ngươi kẻ nào cũng đừng hòng tranh với ta, Linh Tranh hiện ra chân thân cự Linh, cười sàng sặc, nói. Ta còn chưa lập đại công, Phù Lê tướng quân vẫn là nhường cho lão hủ thôi, đám người dực thiên quân, đa âm đế quân, khương y kỳ, phủ nhai đế quân và tiên thiên ma long cũng nhao nhao giết tới, quần chiến minh văn tranh, kêu lên cái đầu của đại thái tử thiên đế chính là công lao bằng trời kẻ nào giết chết hắn công lao chính là của kẻ đó minh văn tranh ra sức chém giết chống lại công kích của tướng lĩnh các quân nhưng song quyền nang địch tứ thủ càng huống chi vây công hắn đều là cao thủ cũng không lâu lắm vị đế tử này đã bị chư tướng giết chết dực thiên quân đoạt được cái đầu của hắn cười hắc hắc nói công lao này là của ta chư tướng khác nhất thời giận dữ sát nhập lãnh địa đế minh thị, đại khai sát giới, mấy vị đế tử cấp đế quân còn lại xuất lĩnh tàn quân cướp đường mà chạy. Phía sau lại có đại quân đánh tới. Đại công chúa Minh Thu Phương quay ngược trở lại, phất phất tay với đám đệ đệ muội muội của chính mình, mỉm cười nói. Các ngươi đi trước đi. Đại huynh đã chết, ta cũng phải đi theo hắn. Các ngươi gặp mặt phụ thần, hãy nói cho hắn biết, chúng ta cũng không có bôi nhọ thanh danh của hắn đám đế tử nhao nhao khóc lớn xuất lĩnh tàn quân nháo nhác bỏ chạy minh thu phương nên đón chư tướng giết tới cũng không lâu lắm đã chết trận trong loạn quân đế minh thị không có hạng người ham sống sợ chết nhị thái tử minh văn khuyết một người một đao dừng lại đoạn hậu bộ dáng uy phong lẩm lẩm nhìn về phía đại quân phá thiên quan giết tới lạnh lùng nói muốn diệt đế tộc ta phải bước qua thi thể ta trước đã trên thiên dực cổ thuyền trung nhạc thống lĩnh vô số đại quân thần ma chạy tới nhìn thấy Minh Văn Khuyết dám một thân một mình ngăn cản ức vạn đại quân của hắn, sắc mặt không khỏi khẽ động, phân phó bộ hạ, nói Đế Minh Thị nhiều hạng người trung liệt, các ngươi chừa cho hắn toàn thay. Sau khi Minh Văn Khuyết chiến tử, tàn quân và nam phụ lão ấu Đế Minh Thị bị xua đuổi bỏ chạy về phía nam thiên môn. Mà đám tàn binh bại tướng ô Minh Thị kia cũng bị đại quân phá thiên quan xua đuổi, cùng với đám người Đế Minh Thị một trước một sau nháo nhác bỏ chạy về phía nam thiên môn. Viện quân thiên đình xuất binh từ Nam Thiên Môn. Trên con đường phía trước, Trung Nhạc phái ra vô số thám báo không ngừng theo dõi phương vị của viện quân thiên đình, đuổi đám tàn binh bại tướng đế Minh Thị chạy về phía đó. Mà vào lúc này, thống soái của viện quân thiên đình đã nhận được tin tức đế Minh Thị và ô Minh Thị bị công phá, nhất thời trừng mắt há miệng, không biết phải làm sao, vội vàng tế khởi đồ đằng thần trụ, liên lạc với mặt ẩn. Mặt ẩn cũng nhận được tin tức đế Minh Thị và ô Minh Thị chiến bại, Sắc mặt âm tình bất định, vội chạy đi tìm Thiên Ti nương nương, nào ngờ Thiên Ti nương nương chẳng biết từ lúc nào đã chạy mất rồi, trên trán mặt ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Đế Minh thị và Ô Minh thị bị đánh bại quá nhanh, trong lòng hắn biết rõ mục đích của Trung Nhạc, chính là mượn tàn binh bại tướng trùng kích trận doanh phe mình. Chỉ cần trận thế thoáng buông lỏng, sẽ liền cấp cho Trung Nhạc cơ hội có thể thừa dịp. Chỉ cần cấp cho Trung Nhạc cơ hội này, đó chính là binh bại như núi đổ. Nhưng nếu giết chết đám tàn binh bại tướng đế minh thị và ô minh thị cũng lại không thích hợp. Đó dù sao cũng là chủng tộc của Thiên đế bệ hạ và đế hậu nương nương, giết chết bọn họ, tương lai cho dù giành được thắng lợi cũng hẳn phải chết, cũng sẽ bị thanh trừng. Ai nguyện ý làm loại chuyện này? Binh quý thần tốc, đại quân của trung nhạc quả thật chính là thủ đoạn như lôi đình, hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở dốc, một đường bẻ gãy nghiền nát quét ngang, liên tục tiêu diệt thánh địa hai đại đế tộc thủ đoạn thật sự đáng sợ, chung nhạc hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước, lúc này mới có thể khiến cho ức vạn đại quân phá thiên quan nhanh chóng lên đường, theo đuổi tốc độ cực hạn. Mà đại quân của mặt ẩn và viện quân thiên đình lại cần có thời gian 2-3 ngày chuẩn bị, mới có thể tập hợp ưu thế binh lực, cộng thêm thời gian hành quân, sẽ bị chậm trễ nửa tháng trời. Nửa tháng này, chính là thời gian cần thiết để chung nhạc sang bằng đế minh thị và ô minh thị, thiên ti không trông cậy được, phong vô kỵ lại càng không trông cậy được. Không thể kéo dài được nữa, lại kéo dài nữa, tàn quân đế Minh Thị và ô Minh Thị sẽ gặp mặt với viện quân thiên đình, khi đó mới chân chính là thất bại thảm hại, mặt ẩn định thần trở lại, liên lạc với lục thái tử đế Minh Thị. Mấy vị thái tử và công chúa lớn của đế Minh Thị bởi vì đoạn hậu cho tộc nhân, đã tán thân trong loạn quân, chết quan chết uổng. Hiện tại bảo hộ đế minh thị chính là lục thái tử minh văn thúc, văn thúc điện hạ Đại quân của dịch tặc cách các ngươi bao xa, mặt ẩn liên lạc với Minh Văn Thúc, hỏi. Minh Văn Thúc quay đầu nhìn lại, nói: "Ước chừng một tinh địa, một tinh địa." Mặt ẩn nhất thời giật mình, trong lòng có chút nghi hoặc. "Một tinh địa, đại quân thần ma tập kích tới cần mất chừng một canh giờ." Thời gian lâu như vậy cũng đã đủ để viện quân Thiên Đình tiếp dẫn tàn quân Đế Minh thị qua, sau đó bố trí tốt trận pháp rồi. Kỳ quái dịch quân vương sẽ không lưu lại một sơ hở rõ ràng như vậy. Vậy sơ hở này là do kẻ nào lưu lại, trong lòng hắn nhất thời nghiêm nghị, vội vàng một lần nữa tra hỏi. Tàn quân ô minh thị cách các ngươi bao xa, minh văn thúc đáp lời. Ước chừng nửa tinh địa, tay chân mặt ẩn nhất thời lạnh lẽo, khóe mắt nhảy lên một cái, rốt cuộc hiểu rõ tính toán của Trung Nhạc. Nếu viện quân thiên đình tao ngộ với tàn quân đế minh thị trước, tiếp dẫn tàn quân đế minh thị tiến vào trong quân chỉnh đốn. Tàn quân đế minh thị vừa mới tiến vào đại quân, tàn quân ô minh thị phía sau lại tới, viện quân thiên đình không thể không tiếp tục tiếp dẫn tàn quân ô minh thị tiến vào trong trận doanh. Mà vào lúc này, hổ lan chi sư của Trung Nhạc sẽ liền nhân cơ hội giết tới, nhất cử mạnh mẽ đánh bại viện quân thiên đình, khóe mắt mặt ẩn lại nhảy lên một cái, cắn răng nói. Lục Thái Tử Sau khi Lục Thái Tử gặp được viện quân thiên đình, hãy để cho nam phụ lão ấu tiến vào trong quân, tất cả những tồn tại cấp bậc thần minh các ngươi phải lưu lại, minh văn thúc thoáng ngẩn người, không hiểu ý hắn. Mặt ẩn tiếp tục nói, ta cần các ngươi phải giết ngược trở lại, đón đánh đại quân của dịch quân vương, toàn thân minh văn thúc khẽ rung lên một cái, nhất thời hiểu ra, trầm mặt trong chốc lát, khàn giọng hỏi. Tiên sinh là muốn chúng ta hy sinh, bảo toàn nam phụ lão ấu tộc ta sao, mặt ẩn gật đầu, có chút không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói các ngươi tuyển chọn tinh nhuệ đối kháng đại quân của dịch quân vương tranh thủ cho nam phụ lão ấu tộc các ngươi thời gian cũng là tranh thủ cho viện quân thiên đình thời gian chuẩn bị chỉ có làm như vậy mới có thể bảo toàn được nam phụ lão ấu cũng không tới mức bị diệt tộc cũng có thể bảo toàn viện quân thiên đình bảo toàn thiên đình cơ nhục trên mặt minh văn thúc run rẩy hỏi nếu tàn quân ô minh thì cũng chạy tới thì sao tàn quân ô minh thị ở ngay sau lưng chúng ta, bọn họ xông tới, chỉ dựa vào những đế tử chúng ta, không ngăn cản được đại quân dịch quân vương quá lâu, mặt ẩn trầm mặt trong chốc lát, hàng giọng nói. Ta cần các ngươi giết chết đám tộc nhân ô minh thị kia, cặp mắt minh văn thúc chảy ra hai hàng nước mắt, đờ đẫn nói. Cái tội này, ta tới gánh, không. Cái mà ngươi gánh chính là đại công, là đại công ngăn cơn sóng dữ, cứu lâu đài khỏi nguy cơ ngã nghiêng. Mặt ẩn nghiêm túc nói. Cặp mắt Minh Văn Thúc dần sáng lên, mỉm cười nói. Mặt tiên sinh, ngươi nói thật cho ta biết, đám đế tử chúng ta có thể còn sống sót được mấy người. Mặt ẩn lại trầm mặt trong chốc lát, nói. Không một ai có thể sống sót. Nhưng con cháu các ngươi có thể sống tiếp, như vậy là đủ rồi. Minh Văn Thúc đứng thẳng dậy, thu hồi đồ đằng thần trụ, toàn bộ nước mắt bốc hơi, nhìn về phía đám huynh đệ tỷ muội và con cháu hậu đại đã bể oải không chịu nổi xung quanh thanh âm khàn khàn nói tất cả những ai từ cảnh giới thiên thần trở lên vẫn còn sức chiến đấu một trận đi theo ta những người còn lại tiếp tục tiến lên hội hợp với viện quân thiên đình từng tôn từng tôn thiên thần chân thần thần hầu thần hoàng tạo vật chủ và đế quân đế minh thị lặng yên đứng ra một gã thần ma trẻ tuổi ngẩng đầu lên hỏi phụ vương ta cũng phải đi sao ánh mắt minh văn thúc triều mến nhìn hắn chần chờ một chút mỉm cười nói ngươi đi theo ta cha con chúng ta đã rất lâu rồi không ở cùng một chỗ ngày thường vi phụ đối với ngươi quan tâm quá ít mỗi lần ngươi tới tìm ta nói thành tựu của ngươi ta cuối cùng vẫn là mắng ngươi thật ra ta cũng rất hài lòng chỉ là không buông xuống được mặt mũi khen ngươi mà thôi hôm nay cha con chúng ta kề vai chiến đấu đúng rồi thê tử của ngươi đã mang thai rồi đúng không? Gã thần ma trẻ tuổi kia gật đầu, lộ ra thần sắc vui vẻ, nói. Đã 7 tháng rồi, tốt. Tốt, Minh Văn Thúc bật cười ha hả, nói. Quá tốt rồi. Đợi một lát ngươi theo sát ta. Ngày thường thời gian cha con chúng ta cùng ở một chỗ quá ít rồi, viện quân thiên đình đã xuất hiện trong tầm mắt. Minh Văn Thúc hạ lệnh, để đám thần ma cảnh giới thần minh hộ tống nam phụ lão ấu hội hợp với viện quân thiên đình, sau đó phấn chấn tinh thần, cao giọng quát lớn. Các ngươi sợ chết không? Rất nhiều thần ma đế minh thị hai mặt nhìn nhau. Một đạo thanh âm yếu ớt nói. Không sợ, ta sợ, Minh Văn Thúc rút bảo kiếm bên hông mình ra, lớn tiếng quát lên. Ta sợ chết. Nhưng sau lưng chúng ta chính là hài tử của chúng ta, thê tử của chúng ta. Chúng ta sợ chết, càng sợ bọn họ chết. Huynh đệ tỉ muội của ta, hậu bối của ta, con trai của ta. Đi theo ta, theo sát ta, hắn chỉ kiếm về phía trước. Không cần sợ nữa. Chúng ta giết qua, vì thê tử của chúng ta, vì hài tử của chúng ta, tranh thủ một đường sinh cơ, chúng ta là đế tộc. Cha chúng ta, tổ tông chúng ta là thiên đế cao cao tại thượng, là tồn tại vô thượng thống trị vũ trụ càng khôn. Hào khí đế tộc chúng ta ở đâu? Các ngươi theo ta chiến đấu. Đế Minh Thị không có con cháu không chiến mà hàng. Tiến lên, sĩ khí đám thần ma đế Minh Thị nhất thời tăng lên mãnh liệt, quay đầu trở lại, phóng vọt về phía đại quân của Trung Nhạc. Bọn họ tao ngộ với tàn quân ô Minh Thị. Minh Văn Thúc lạnh lùng nói. Toàn bộ thần ma ô Minh Thị cảnh giới thiên thần trở lên nghe đây, vì tranh thủ một đường sinh cơ cho hậu bối chúng ta, ta cần các ngươi cùng ta chinh chiến. Nào ngờ sĩ khí ô minh thị đã sụp đổ, mấy trăm vạn tàn quân ô minh thị mắt biết tai ngơ, kêu khóc ngất trời, chạy thẳng về phía viện quân thiên đình. Minh văn thúc cắn răng, chợt quát lên. Binh sĩ đế minh thị ta nghe lệnh. Nếu bọn họ xông vào viện quân thiên đình, vợ con già trẻ chúng ta cũng sẽ chết dưới công kích của dịch quân vương. Viện quân thiên đình không dám giết bọn họ, vậy chúng ta sẽ giết bọn họ, tách bọn họ ra. Đám thần ma Đế Minh thị nhất thời ngẩn người, có chút không thể tin vào lỗ tai của chính mình. Lúc này, Minh Văn Thúc đã dẫn đầu xông lên, giết về phía tàn quân Ô Minh thị. Đám thần ma còn lại chỉ đành kiên trì theo hắn giết về phía trước, Đế Minh thị và Ô Minh thị vốn là thân gia, hai nhà xưa nay giao hảo, ai cũng không hề nghĩ tới trận chiến này sẽ dưới tình hình như thế bạo phát. Bên tai Minh Văn Thúc vang lên từng tiếng từng tiếng oán trách, từng tiếng từng tiếng chất vấn. Nhưng hắn đã không kịp biện giải, chỉ có thể không ngừng thôi động pháp lực thần thông, tế khởi thần kiếm của chính mình, giết chết đám đồng đạo ô minh thị kia. Hắn không thể lưu tình, lưu tình chính là tàn nhẫn với đế minh thị, thậm chí sẽ bị diệt tộc, khắp nơi đều là tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế, khắp nơi đều là thanh âm oán trách. Đám tàn quân ô minh thị rốt cuộc cũng bị bọn họ tách ra, đám người trong cơn sợ hãi bỏ chạy tứ tán, Minh Văn thúc chỉnh đốn đại quân, thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn về phía các lộ đại quân phá thiên quang đang lúc chỉnh tề ngăn nắp tiến nhanh về phía trước so sánh với đại quân phá thiên quang đám quân đội đế minh thì bọn họ lộ ra bé nhỏ không đáng kể đây chính là châu chấu đá xe nhưng bất luận thế nào cũng phải chống đỡ một hồi minh văn thúc cúi đầu nhìn về phía con trai ở bên cạnh trên khuôn mặt nhún máu lộ ra một tia tư tươi cười Người nói trong bụng con dâu là nam hài hay là nữ hài ta hy vọng là nam hài Sinh nữ hài quá bị thua thiệt, sau này phải gả ra ngoài. Con trai hắn lộ ra nụ cười chất phát, gãi gãi đầu, nói. Ta vẫn luôn muốn dùng thần nhãn nhìn một chút xem nội tử mang thai là nam hay nữ. Chỉ là nàng không quá cam tâm tình nguyện, nói là phải đợi tới lúc sinh ra mới sẽ kinh hỉ Nói không chừng sẽ là sinh đôi. Nếu có thể là một nam một nữ vậy thì càng tốt. Nếu có thể được tận mắt nhìn thấy hài tử của ta sinh ra thì tốt rồi. Minh Văn thúc mỉm cười, nói Ngươi quá tham lam rồi Quân đội của dịch quân vương đã tới Hài tử, theo sát ta Ta muốn thời điểm ta chết vẫn còn có thể nhìn thấy ngươi Con trai hắn gật đầu, mỉm cười nói Kiếp sau, ta vẫn sẽ làm con trai của ngài Minh Văn Thúc hít mạnh một hơi thật dài Tế khởi đế binh, thôi động thần kiếm, lạnh lùng nói Chư quân đế minh thị, đi theo ta Trên thiên dực cổ thuyền, Trung nhạc nhìn về phía đại quân đế minh thị giống như thiêu thân lao đầu vào lửa kia, sắc mặt không khỏi một lần nữa khẽ động, tán thưởng. Đế minh thị không hổ là chủng tộc thiên đế, cương liệt, dũng mãnh, quả cảm, không sợ sinh tử, có can đảm hiến thân vì chủng tộc. Khó trách năm xưa đế minh có thể trở thành thiên đế. Con cháu của hắn cũng không cô phụ thanh danh của hắn, chư tướng nhao nhao gật đầu, cảm khái ngàn vạn. Đế minh thiên đế có thể ngồi lên vị trí thiên đế, quả thật có chỗ hơn người. Mà con cháu hậu đại của hắn cũng có chỗ hơn người, sắc mặt chung nhạc bình tĩnh, nói. Hạng người trung can nghĩa đảm, nhất định phải được kính trọng. Chư quân, tiễn bọn họ lên đường đi thôi, không nên để bọn họ nhận phải quá nhiều thống khổ. Tế mười kiện đế binh, đối mặt với hổ lan chi sư của phá thiên quang, đám thần ma đế minh thì biết rõ chính mình có thể chiến thắng đối phương chỉ là hy vọng xa vời, nhưng hắn cũng không ngờ được chính mình lại bại vong nhanh như vậy quy năng mười kiện đế binh oanh kích thẳng tới khoảnh khắc này minh văn thúc chỉ kịp quay đầu lại nhìn về phía viện quân thiên đình nơi đó viện quân thiên đình đang tiếp dẫn nam phụ lão ấu đế minh thị tiến vào trận doanh hắn lộ ra nụ cười hòa ái nắm lấy bả vai nhi tử chính mình hài tử đừng sợ cha ở bên cạnh ngươi oanh 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 uy năng 10 kiện đế binh bạo phát, hoàn toàn bao phủ bọn họ, quét sạch dư uy phía trước, tiếp tục tiến lên, phù lê đứng ở đầu thuyền, cao giọng quát lớn. Lập tức có tạo vật chủ, đế quân ra khỏi hàng, quét dọn trấn áp dư uy dư ba do đế binh tạo thành trên con đường phía trước, đại quân chỉnh tề ngăn nắp tiếp tục lên đường, chung nhạc quay sang ý bảo Kim Hà Hề. Kim Hà Hề lập tức đứng dậy, thanh âm vang vọng. Kim ô bộ. Bông tập doanh địch, không được để cho doanh địch hợp lại âm phần huyên cũng đứng dậy quát lớn thủy sư âm khang thị đi tới phía sau kim ô bộ dùng pháo quang mở đường đa âm đế quân ôm lấy tỳ bà cao giọng nói lũy bích thành tế thành trùng kích thanh âm phù kỳ chi vang vọng tinh hồng bộ tế trọng binh mở đường phủ nhai đế quân trầm giọng quát lớn ngự thiên bộ tế ngự thiên phi bảo dực thiên bộ phi kỵ quân đi theo cánh trái kim ô bộ cùng kim ô bộ tiến công xé rách cánh trái doanh địch phi long bộ phi long quân đi theo cánh phải kim ô bộ xé rách cánh phải doanh địch tọa trấn đại doanh trung quân viện quân thiên đình chính là thống soái ngũ xa quân bộ xa bậc phụ cốc chủ bác cốc cốc tuế thu kỳ chủ tam kỳ bạch phượng kỳ và thống soái tứ tượng quân tương tả vũ thống lĩnh tứ đại binh bộ trong đó ngũ xa chia làm năm đại doanh dùng chiến xa làm chủ Bác cốc chia làm tám cánh quân, dùng trận pháp làm chủ. Tam kỳ phân làm tả kỳ, hữu kỳ và tọa kỳ, dùng kỳ trận làm chủ. Tứ tượng quân chia làm đông thứ tượng, đông thượng tượng, tây thứ tượng, tây thượng tượng, dùng cự yêu trong bí cảnh thiên yêu làm chủ, tổng cộng ức vạn hùng binh. Môn hộ tam kỳ trong tứ đại quân bộ mở rộng, nên tiếp nam phụ lão ấu đế minh thị. Còn chưa đợi tới lúc nam phụ lão ấu đế minh thị hoàn toàn tiến vào trong kỳ trận, đại quân phá thiên quang cũng đã giết tới bí cảnh nguyên thần của bạch phượng kỳ chợt khẽ chấn động vội vàng lấy ra một cây đồ đằng thần trụ chính là mặt ẩn liên lạc với nàng trầm giọng nói bạch kỳ chủ đại quân ta đã ở lân cận ít ngày nữa sẽ có thể chạy tới ta chỉ có một yêu cầu đó chính là mời bạch kỳ chủ cốc cốc chủ xa thống soái tương thống soái ngăn cản dịch quân vương một bước không lùi một bước không lùi còn có thể diệt trừ dịch quân vương nếu lùi, bại vong sẽ không xa, trong lòng Bạch Phượng Kỳ nghiêm nghị, báo cho thống soái tam quân còn lại, nói. Mặt tiên sinh muốn chúng ta một bước không lùi, đợi đại quân hắn tới, xa bậc phụ lập tức truyền lệnh xuống, cao giọng nói. Truyền lệnh xuống. Tử thủ trận địa, một bước không lùi, cốc tuế thu cũng quát lớn. Nên chiến đại quân tiên thiên cung, kẻ thối lui, chém, chống đỡ cho ta, tương tả vũ lớn tiếng quát lên đại quân mặt ẩn sắp tới rồi ầm ầm tốc độ của kim ô bộ nhanh nhất trước cuộc quanh động va chạm với đại quân tam kỳ hai bên vừa mới tiếp xúc huyết nhục song phương đã tung bay cường giả kim ô thị hiện ra chân thân biến thành đại nhật kim ô kéo theo từng khỏa từng khỏa thái dương cùng cuộn đập vào đại doanh tam kỳ trong biển lửa từng con từng con hỏa long chui vào chui ra mang theo từng mảnh từng mảnh huyết nhục Ngoài ra còn có vô số con kim ô trong biển lửa nhao nhao tấn công, chém giết thảm liệt, từng cây từng cây đại kỳ từ trong biển lửa dâng lên, che khuất bầu trời, bao phủ đám thái dương kia. Mặt cờ càng lúc càng lớn. Đại quân Tam Kỳ ẩn giấu trong kỳ hải, mượn trận pháp thoát ẩn phát hiện, giảo sát cường giả kim ô thị, bắn chết từng con từng con kim ô. Vào lúc này, dực thiên bộ do dực thiên quân xuất lĩnh giết tới, cắt vào trận doanh Tam Kỳ. Dực thiên quân thét dài, Tế khởi đế binh, sát nhập cánh trái, trấn áp môn hộ của đại quân Tam Kỳ. Còn bên kia chính là Phi Long quân do Lung Chất xuất lĩnh, sát nhập cánh phải, cũng tế khởi đế binh, trấn áp môn hộ, sáu huynh đệ của Mục Tiên Thiên kẻ nào cũng đều có đế binh, chính là tài phú tích lũy từ thời điểm cuộc chiến đoạt đế lần trước. Bất quá, lần trước bọn họ là giúp đế Minh đoạt đế, mà lần này lại là vì diệt trừ đế Minh, giúp Mục Tiên Thiên đoạt đế ba chi đại quân bọn họ chiếm cứ ba tòa môn hộ của đại doanh Tam Kỳ. Hai bên trái phải lập tức có thiên quân vạn mã của trận doanh ngũ xa xông ra. Từng chiếc từng chiếc chiến xa ầm ầm giết tới, đúng lúc này, thiên hà minh mông đột nhiên dân trào, thủy sư âm khang thị do âm phó khang xuất lĩnh giết tới, ngăn cản đại quân của ngũ xa quân bộ. Lại có tinh hồng bảo và nhân hoàng quân giết tới, hợp lực vây công ngũ xa quân bộ, bác cốc quân lập tức bày trận, dùng trận pháp đối kháng, nghĩ muốn cuốn thủy sư âm khang thị vào trong trận. Vào lúc này, hai vị đế quân Thái Phùng và Kiều Đông đã xuất lĩnh đại quân dưới trướng mỗi người giết tới, chống lại đại quân Bác Cốc, lại có tứ tượng quân thôi động từng con từng con cự thú cổ lão mà khổng lồ. Đây là yêu nô do thiên đình nuôi dưỡng, đều là con cháu của yêu đế. Từng con từng con đại vật khổng lồ lực lượng mạnh mẽ vô cùng, sát nhập vào trong loạn quân, hất văng từng đám từng đám thần ma. Mỗi bàn chân to đạp xuống, lại có hơn 10 gã thần ma bị đạp thành thịt nát. Đa âm đế quân và phủ nhai đế quân lập tức xuất lĩnh đại quân, tế khởi lũy bích thành và ngự thiên phi bảo trùng kích tới, đụng cho từng con từng con yêu thần khổng lồ huyết nhục mơ hồ. Từ trong lũy bích thành và ngự thiên phi bảo, vô số thần binh và thần thông bay ra, hung hăng nện lên trên người đám cự yêu thân đầy giáp trụ này, giết tới máu chảy thành sông, tứ đại quân bộ triển khai trận thế. Trên không trung nhất thời xuất hiện bốn đạo tinh hà rực rỡ, giống như một vị đại đế tu thành bốn đạo luân hồi vậy. Trong đó, tinh hà tam kỳ quân ảm đạm, đã bị công nhập vào, nhưng ba đạo tinh hà còn lại thì không có bất kỳ tổn hại nào. Nhưng lúc này, từng kiện từng kiện đế binh chợt bay vào trong bốn đạo tinh hà, trấn áp xu thế tinh hà vận chuyển. Trận chiến này nếu so với trận chiến sang bằng hai đại đế tộc đế minh thị và ô minh thị thì khó khăn hơn rất nhiều. Hai đại đế tộc này, một cái không có phòng bị, một cái đã bị ô minh thị làm loạn thế trận, mất đi tiên cơ, dễ dàng công phá. Mà tứ đại quân bộ của thiên đình lại là hùng binh đã trải qua chiến trận tẩy lễ, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, kim hà hề điều binh khiển tướng, lại phái ra bệ ngạn, nữ phòng, mục tô ca, tiên thiên ma long mỗi người xuất lĩnh một chi đại quân sát nhập chiến trường, công kích đại quân tam kỳ. Sau khi điều phối ra những binh lực này, bên cạnh Trung Nhạc chỉ còn lại có 2.000 vạn tiên thiên cấm quân. Ý đồ của mặt ẩn là để cho tứ đại quân bộ này cuốn lấy ta, sau đó bao vây, diệt trừ ta. Bất quá, sao có thể để cho hắn được như ý chứ? Chung nhạc đứng dậy, nói với Kim Hà Hề. Mặt ẩn làm sao biết, đạo ám sát, ta chính là sở trường nhất. Hà Hề, chiến trường giao cho ngươi chỉ huy. Xích Tùng, tế bắt trận đồ, tiên thiên cấm quân tế khởi bắt trận đồ. Trung nhạc đăng lâm trận đồ, tu vi cảnh giới thẳng tắp đề thăng, đạt tới cấp đế quân. Sau đầu hắn, bảy đạo quan luân đại phóng, mở ra bí cảnh không gian. Ông một tiếng cắt vào trong hư không, thân hình hắn chấn động, cùng với hai ngàn vạn tiên thiên cấm quân đồng thời biến mất không thấy đâu nữa. Kim Hà hề điều động trận thế các quân, dùng thuật Kim Ô bắt kích tiến công, xé rách chiến trường. Trong chiến trường, Bạch Phượng Kỳ đang giao thủ với Dực Thiên Quân, đột nhiên cảm giác được một cổ sát cơ khó hiểu, trong lòng nhất thời nghiêm nghị vội vàng tế khởi đại kỳ quét về phía sau, đại kỳ của nàng mặc dù không bằng được đế binh, nhưng trải qua Tam kỳ quân tế luyện và triều bái mấy vạn năm, uy năng đã chênh lệch không xa. Cộng thêm nàng chính là đế quân đại viên mãn, lực lượng mục kích này thật sự mạnh mẽ, quét vỡ nát không gian không cùng sau lưng, Tam kỳ quân có Tam kỳ, nàng tế khởi tọa kỳ, còn có hữu kỳ và tả kỳ chống lại công kích của Dực Thiên quân. Dực Thiên quân cho dù đã sử dụng tới đế binh nhưng nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được nàng. Nữ tử này quả thật cực kỳ cường hãn. đúng lúc này, một cái đại ấn từ sâu trong không gian đánh ra, ấn lên trên tọa kỳ. Tấm tọa kỳ uy năng dân trào kia nhất thời không còn khí tức, uy năng tiêu tán. Chính là thiên ấn, kiện thiên ấn này cũng không phải là thần thông của Trung Nhạc, mà là bảo vật thiên đạo do hắn tập hợp lực lượng của tất cả cường giả phá thiên quan chế luyện ra. Uy năng của đại ấn không thua kém gì đế binh, mà phương diện thần kỳ còn vượt qua đế binh rất nhiều. Chung nhạc một ấn trấn trụ tọa kỳ, đao quang lóe lên, đồng thời kéo cả bạch phượng kỳ và dực thiên quân vào trong thất đạo luân hồi. Hai vị đế quân đại viên mãn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên địa dị biến, trên không trung đã có thêm sáu đạo tinh hà, nguy rồi, sắc mặt bạch phượng kỳ đại biến, tế khởi tam kỳ soạt soạt phá vỡ từng đạo từng đạo tinh hà viễn độn bỏ chạy. Nhưng lúc này, vô số đạo đao quang lóe sáng, từ trên trời giáng xuống, chém thẳng về phía nàng bạch phượng kỳ quát lớn một tiếng tế khởi tam kỳ chống lại đao quang bị chấn cho liên tục thổ huyết dực thiên quân biến thành một tôn thần nhân đầu chim thân người cặp cánh bay thẳng tới hợp lực với đám đao quang kia vây công bạch phượng kỳ ba tấm đại kỳ của bạch phượng kỳ bị thần đao trảm đạo chém cho càng lúc càng rách nát toàn thân nàng cũng phủ đầy vết thương trong lòng càng thêm hoảng loạn trong lúc bất chợt dực thiên quân nhìn ra tiện nghi tế khởi đế binh Kiện đế bên kia là một hạt châu, phốc một tiếng đánh vào mi tâm của nàng, bạch phượng kỳ thét lên một tiếng. Khỏa linh châu kia từ sau gáy nàng bay ra. Bạch phượng kỳ lắc mình biến thành chân thân, là một con bạch phượng, vỗ cánh bay đi. Chỉ thấy khỏa linh châu kia vù vù chuyển động, một đường truy đuổi theo. Tốc độ phi hành của con bạch phượng mặc dù cực nhanh, nhưng từ trong động khẩu trên mi tâm và sau óc nàng cũng không ngừng có thần huyết và tinh khí sói mòn nhao nhao rơi vào trong khỏa linh châu kia. Con bạch phượng do bạch phượng kỳ biến thành vỗ cánh bay đi, lại càng bay càng chậm. Cuối cùng, một thân thần huyết và tinh khí sói mòn sạch sẽ, nhục thân khô quắc, chỉ còn lại lớp da trống rỗng. Dực thiên quân cười ha hả, thu hồi khỏa linh châu. Chỉ thấy khỏa linh châu kia bị tinh huyết của vị đế quân đại viên mãn bạch phượng kỳ này nhụm thành đỏ thắm, chung nhạc tản đi đại lục đạo luân hồi, mang theo tiên thiên cấm quân biến mất không thấy đâu nữa. Tam Kỳ Quân đã không còn vị chủ soái Bạch Phượng Kỳ này, đạo tinh hà do đại trận cấu thành nhất thời đổ sụp, bị đại quân do đám người Dực Thiên Quân xuất lĩnh trùng kích, phân cắt thành từng khối từng khối bao vây tiểu trừ, thống soái ngũ xa quân xa bậc phụ giá ngự chiến xa trùng kích khắp nơi, ỷ vào tốc độ chiến xa nhanh, không chính diện va chạm với thủy sư Âm Khang thị, Tinh Hồng Bảo và Nhân Hoàng Quân. Âm Phó Khang Tế khởi trấn thiên hà đỉnh, toàn lực trấn áp, cũng không thể khiến cho tốc độ của xa bậc phụ chậm lại ngũ xa một đường xung phong, trùng kích ngang dọc trên chiến trường, vô cùng khó dây dưa. Đột nhiên, xa bậc phụ trên lên một tiếng, bị một cái đại ấn đột nhiên xuất hiện đập cho cả người lẫn xe lăn lông lốc, lăn tròn không biết bao nhiêu vòng. Các tướng lãnh bọn âm phó khang, phù lê, phù viêm sơn, hương y kỳ lập tức giết tới. Trấn thiên hà đỉnh treo cao, trấn trụ xa bậc phụ, xa bậc phụ tế khởi bảo xa, cực nhanh phóng đi, đang sắp chạy khỏi sự trấn áp của trấn thiên hà đỉnh, đột nhiên lại có một cái đại ấn đập tới, cả người lẫn xe bị đập văng, con mẹ nó. Dịch quân vương, ngươi lại dám ám toán ta. Có dám cùng ta quan minh chính đại chiến đấu một trận hay không? Sa bậc phụ ổn định lại chiến xa, đã bị đám người âm phó khang vây quanh, trong mắt sát cơ mãnh liệt, cười lạnh nói. Ta cho dù có chết, cũng phải kéo theo mấy kẻ đệm lưng. Tới đây, đám người vây công, giết tới thiên hôn địa ám. Sa bậc phụ quả thật cường hoành, mặc dù đám người âm phó khang đại chiếm thượng phong, cũng bị hắn giết tới mình đầy thương tích. Thương thế của sa bậc phụ quả thật càng nặng hơn, nhưng đúng là có khả năng bị hắn lôi theo mấy người đệm lưng, nhất là phù lê và khương y kỳ vừa mới tu thành đế quân không bao lâu, không thể chính diện chống lại một vị đế quân đại viên mãn như hắn được. Sa bậc phụ nổi nóng, đang định liều mình đánh một trận, đột nhiên trong tầng tầng không gian liên tục chém ra 13 đạo đao quang, dịch quân vương. Con mẹ nó, ngươi lại ám toán ta, xa bậc phụ đứng trên bảo xa, thét dài một tiếng, nhục thân và linh hồn đột nhiên chia ra thành mấy chục mảnh, chết quan chết ủng tại chỗ, chung nhạc giết chết xa bậc phụ, lập tức giết về phía cốc tuế thu. Trong lòng cốc tuế thu đột nhiên sợ hãi, cảm ứng được chung nhạc giết tới, lúc này, hắn đang bị hai vị đế quân Thái Phùng và Kiều Đông giết tới mình đầy thương tích, hiện tại đã ốc không mang nổi mình ốc. Trong tay hai vị đế quân đều có đế binh, hắn bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vào lúc này, Trung Nhạc đột nhiên dùng thất đạo luân hồi cắt vào chiến trường, một đao chém gãy hai chân hắn, cốc tuế thu thép lên một tiếng, đang định khôi phục lại hai chân, đế binh của hai vị đế quân Kiều Đông và Thái Phùng đã cùng nhau đè xuống, ép hắn tới vỡ nát, các hài nhi, ăn sạch bát cốc quân cho ta thân thể kiều đông đế quân lay động vô số khỏa trứng trùng bay ra rơi vào trong loạn quân biến thành từng đàn côn thần ong ong bay lên giết về phía bát cốc quân mà tương tả vũ thì giá ngự tứ tượng quân thôi động cự thú lúc này đang chống đỡ đa âm và phủ nhai tương tả vũ cảm ứng được đám người bạch phượng kỳ xa bậc phụ cốc tuế thu đã chết trong lòng hoảng loạn thân thể vội vàng lay động hiện ra chân thân bản thể hắn là một con tứ tượng một thân bốn đầu đều là đầu voi quỷ dị chính là bốn cái đầu voi mỗi cái đều có một phần thân trên tổng cộng có mười cái chân bốn cái thân trên dùng chung một cái thân dưới con bạch tượng bốn đầu này vô cùng khổng lồ còn khổng lồ hơn những yêu thú khác không biết bao nhiêu lần thân thể cự tượng lóe lên vô số cự thú nhao nhao bay lên rơi xuống trên lưng nó bạch tượng chấn động mười cái chân xông thẳng ra ngoài những nơi nó đi qua, cho dù là đa âm đế quân cũng bị nó hất bay, không thể chống lại. Hắn một lòng mưu cầu chạy trốn, phủ nhai đế quân chặn đường cũng bị hắn đụng bay ra ngoài, liên tục ho ra máu. Đúng lúc này, chỉ thấy phía trước bảy đạo quan luân chuyển động, chợt biến thành bảy đạo tinh hà hoành ngang phía trước hắn. Bệ ngạn giết tới, ngăn cản đường đi của hắn. Tương tả vũ nhìn thấy bệ ngạn đã tu thành thất đạo luân hồi, nhất thời hải hùng khiếp viết tu vi của hắn mặc dù càng mạnh hơn bệ ngạn nhưng cũng không dám chống lại bệ ngạn vội vàng chuyển hướng tìm đường khác đào tẩu bệ ngạn lập tức truy sát theo tương tả vũ hốt hoảng chạy trốn phía trước chợt truyền tới một tiếng gầm lớn tương tả vũ có biết linh tranh của cự linh thì không tương tả vũ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy linh tranh biến thành cự nhân vô song so với hắn còn khổng lồ hơn trong lòng nhất thời giật mình vội vàng một lần nữa chuyển hướng Cự linh thị nổi danh với nhục thân cường hoành, mặc dù hắn là hậu nhân của yêu đế, trên phương diện thân thể có chỗ độc đáo, nhưng cũng không dám liều mạng chống đỡ đế quân của cự linh thị. Tương tả vũ, có biết ta là ai không? Tiên thiên ma long từ xa giết tới, quát lớn. Ngươi hãy nghe ta tự giới thiệu, có thơ làm chứng. Tương tả vũ thấy hắn là một tôn tiên thiên ma thần, nhất thời hải hùng khiếp vía, một lần nữa chuyển hướng. Chỉ thấy một vị thần nữ mặc báo văn chặn đường, Miễn cười nói. Tương lão đệ chạy đi đâu, nữ phòng, tương tả vũ rung lên cầm cập, phóng người bay lên. Chỉ thấy chung nhạc giá ngự bắt trận đồ dếp tới, vội vàng dừng lại, bỏ chạy xuống phía dưới. Nào ngờ ở phía dưới chính là dực thiên quân đã chờ sẵn. Tương tả vũ lại rung lên cầm cập, quan sát bốn phía. Chỉ thấy kiều đông nữ quân đi tới, lại có đám người thái phùng, lung chất, phù lê, âm phó khang, hương y kỳ dếp tới sắc mặt vàng như đất, mười chân vội vàng quỳ xuống, bốn đầu giả tỏi, kêu lên. Dịch quân vương tha mạng. Chúng ta nguyện ý quy hàng, chung nhạc nhất thời kinh ngạc, miễn cười nói. Ngươi là con trai của yêu đế, cha ngươi là tọa kỵ của thiên nguyên thiên đế, ở trong thiên đình danh vọng cực cao, cũng nguyện ý hàng ta sao, tương tả vũ nói. Tiên phụ đã qua đời, hiện tại ta chính là yêu hoàng của yêu tộc. Nếu ta quy hàng, yêu tộc của tinh vực tử vi sẽ liền quy hàng kính xin dịch quân vương lưu một thân hữu dụng của ta chung nhạc gật đầu mời huyền kỳ nhị lão tới nói kính xin hai vị lão ca chế tạo ra bốn cái khoen mũi đeo lên cho hắn tránh cho hắn lại phản loạn về phần tứ tượng quân của hắn giải giáp phân nửa giao cho các quân ngự sử phân nửa còn lại cứ quy bản thân hắn thống ngự huyền kỳ nhị lão gật đầu xưng vân chung nhạc lại hòa nhã nói Tương đế quân, nếu ngươi là đồng liêu với đám người Bạch Phượng Kỳ, vậy hãy đi chiêu hàng đại quân thần ma dưới trướng bọn họ, tránh cho lại tạo thêm vết chóc. Tương tả vũ chỉ đành đứng dậy, chiêu hàng ba đại quân bộ còn lại, cao giọng nói. Dịch quân vương nhân từ, còn xin chư quân hãy quy hàng đi. Kẻ đầu hàng không giết, không hàng thì sẽ hồn phi phách tán. Bán mạng cho thiên đế gia là bán mạng, bán mạng cho dịch quân vương cũng là bán mạng, sao lại không tự bảo vệ chính mình. Các vị đều là khổ tu không dễ, hiện tại tiên thiên cung chiếm cứ chính thống, thảo phạt thiên đế vô đạo, chính là thời điểm nghịch thiên cải mệnh, tương lai chúng ta đều sẽ là công thần theo đế lập nghiệp, hắn thân là chủ soái một quân, đích thân chiêu hàng, tự nhiên có không biết bao nhiêu thần ma nhao nhao buông đao xuống ngựa, quỳ xuống đất xin hàng. Tương tả vũ nhìn thấy còn có chút kẻ ngoan cố tử chiến không hàng, liền cao giọng nói. Các ngươi còn do dự cái gì? ta thân là chủ soái cũng đã hàng rồi, hết thảy tiếng xấu đều do ta gánh, các ngươi có đầu hàng thì bọn họ cũng chỉ chửi ta mà thôi, không chửi tới trên đầu các ngươi, lại có không ít tướng lĩnh thiên đình thầm than một tiếng, nhao nhao quỳ xuống đầu hàng. Về phần những kẻ tử trung còn lại, cho dù tương tả vũ chiêu hàng thế nào cũng vô dụng. Trung nhạc lập tức hạ lệnh, khiến cho đại quân tiểu sát. Sau đó đại quân chỉnh đốn một phen. Các thần ma quy hàng phải dung luyện linh hồn của chính mình với chư thiên, lưu lại lạc ấn trong lục đạo luân hồi, sau đó mới tiến vào các quân hiệu lực. Nếu bọn họ phản loạn, sau khi chết đi, linh hồn tiến vào lục đạo luân hồi trong chư thiên, chắc chắn sẽ bị dằn vặt khó có thể tưởng tượng. Đây là thủ đoạn khống chế, tránh cho có kẻ giả hàng. Mục tiên thiên cũng là dựa vào loại thủ đoạn này để khống chế tiên thiên tấm quân của Trung Nhạc. Lúc này, Phù Kỳ Chi tiến lên, không người nói. Chủ công, hiện tại nhiều ngày liền buông tập, đại chiến mấy ngày liền, các tướng sĩ không được nghỉ ngơi, tướng sĩ các quân cũng đều đã uể oải không chịu nổi, không tiện tái chiến. Nếu lại tiến hành đại chiến, thương vong cũng sẽ tăng lên. Trung Nhạc đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn về phía những tướng lĩnh khác. Đám người nhao nhao gật đầu. Thái Phùng cũng nói. Đại quân của mặt ẩn sắp sửa chạy tới. Binh lực của hắn cường thịnh, còn mạnh hơn tứ đại quân bộ thiên đình này rất nhiều, tất sẽ có một trận huyết chiến. Dịch quân vương, chúng ta quả thật không nên tiếp tục tiến quân nữa. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi hồi phục, nếu quá liều lĩnh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi kết quả bại vong. Trung nhạc trầm ngâm trong chốc lát, quay sang hỏi tử quan quân vương. Sư huynh, người xác định ta binh lâm thiên đình, sẽ có các lộ đế tộc tới tương trợ sao? Ánh mắt tử quan quân vương chấp động, mỉm cười nói dịch quân hãy yên tâm ngươi binh lâm thiên đình chính là khúc nhạc dạo dẫn động thế cục thiên hạ tất nhiên sẽ có quần hùng chạy tới hội hợp vấn đỉnh thiên đình kẻ nào cũng ngồi không yên chung nhạc nhất thời phấn chấn tinh thần cười hắc hắc nói chư quân muốn nghỉ ngơi đợi tới nam thiên môn rồi nghỉ ngơi đại quân tiến lên tới bên ngoài nam thiên môn chúng ta sẽ ăn thịt uống rượu khởi quân Tướng lĩnh các quân chỉ đành một lần nữa chỉnh đốn đại quân xuất phát về phía nam thiên môn, mà ở phía sau đại quân của mặt ẩn chỉ cách bọn họ năm tinh địa, các cao cắn chặt sau đuôi đại quân trung nhạc. Trung nhạc quyết định thật nhanh, lệnh cho tướng lĩnh các quân thôi động đế binh, quanh phá không gian sau lưng, tạo ra một mảnh địa phương hỗn loạn, tràn ngập dư uy đế binh. Đại quân một đường tiến lên, không ngừng chế tạo ra khu vực hỗn loạn sau lưng, kéo chậm bước chân của đại quân mặt ẩn mặt ẩn lập tức mời cửu ngũ chí tôn tới. 95 tôn tiên thiên thần ma liên thủ, lao đi dư uy đế binh, khôi phục lại không gian. Mặc dù cũng bị kéo chậm bước chân một chút, nhưng tốc độ cũng không chậm, trên mặt mặt ẩn tràn đầy lo lắng, nói với đám người lâu chính sư. Dịch quân vương thật bất phàm. Dưới tình huống này, vậy mà cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại tứ đại quân bộ. Hiện tại nếu hắn binh lâm nam thiên môn, sợ rằng khí vận của thiên đế sẽ hao tổn lớn, thống trị bất ổn, trên mặt đám người lâu chính sư tràn đầy lo lắng. Bàn kê nói, kế sách hiện tại, chỉ có mời năm tôn đế linh bàn hồ thị ta hàng lâm, tru diệt dịch, dịch quân vương bên ngoài nam thiên môn, mặt ẩn lắc lắc đầu, nói, mời năm tôn đế linh hàng lâm, cần huyết tế bao nhiêu sinh linh đây? Huyết tế nhiều sinh linh như vậy, sợ rằng sẽ kiếp số tầng tầng. Tộc trưởng Bàn Kê cẩn thận có tai ương diệt tộc a, trong lòng Bàn Kê nghiêm nghị. Huyết tế quá nhiều, kiếp số cũng nặng, đây là thường thức. Nếu tiêu diệt Ức Vạn Sinh Linh để huyết tế, tất sẽ có kiếp số diệt tộc, Diệt Quân Vương xuất lĩnh Đại Quân Tiên Thiên Cung binh Lâm Thiên Đình, hiện tại đã ngăn cản không được nữa rồi. Trừ Phi, mặt ẩn liếc nhìn Cửu Ngũ Chí Tôn một cái, không tiếp tục nói hết. Thực lực của Cửu Ngũ Chí Tôn này cao tuyệt, Trừ Phi bọn họ trực tiếp xuất thủ giết về phía đại quân của Trung Nhạc, may ra sẽ có thể ngăn cản được Trung Nhạc. Nhưng nếu làm như vậy, sợ rằng cửu ngũ chí tôn đều sẽ tử thương thảm trọng, không biết còn mấy người có thể sống sót. Đã hao tổn cửu ngũ chí tôn, danh vọng của thiên đế sẽ suy sụp càng nhanh hơn. Trong thiên đình còn có 36 tôn tiên thiên thần ma, để bọn họ chạy tới, cũng có thể tạm thời ngăn cản được dịch quân vương. Chỉ là đám tiên thiên thần ma này đều là thế lực của Bích Lạc Cung. Bích Lạc Cung sẽ để cho những tiên thiên thần ma này chịu chết sao? Mặt ẩn lắc đầu. Hiện tại mặc dù thiên đình vẫn là thế lực cường đại nhất, nhưng đã có chút lực bất tòng tâm, khí vận thịnh cực mà suy, hiện tại đã tới thời khắc khí vận long đông. Mặc dù hắn trưởng quản khí vận thiên thư, nhưng hiện tại cũng có chút không thể làm gì. Nếu đối thủ không phải là Trung Nhạc, mà là những người khác, hắn sớm đã có thể bình ổn trận phản loạn này. Nhưng giao phong với Trung Nhạc, hắn cảm giác được chính mình đã triệt triệt để để thua rồi. Trung nhạc binh lâm thiên đình đã không thể ngăn cản, hiện tại tranh chấp chân chính đã không còn là trung nhạc có thể đánh hạ thiên đình hay không rồi, mà đã trở thành tranh đấu giữa thiên đế và đế hậu với một tiên thiên rồi. Nếu thiên đế và đế hậu có thể đánh bại một tiên thiên, đại quân của trung nhạc như rắn mất đầu, tự nhiên chim tan thú tán. Trung nhạc hoặc là chạy trốn hoặc là quy hàng làm một chư hầu. Còn nếu thiên đế và đế hậu thua rồi, đó chính là thời điểm loạn thế chân chính hàng lâm, khi đó mới là thời khắc tranh đoạt đế vị thảm thiết nhất. Chư đế bọn Thanh Hà, Kim Thiên, Kim Ô, Dương Hầu, Ương Tôn, Trường Sinh sẽ có thể dương lên ngọn cờ thay trời hành đạo, báo thù cho đế minh thiên đế cùng nhau vây công mục tiên thiên, hiện tại thế lực của thiên đình lớn nhất, cho nên thiên đình là bia ngắm cho mọi người, nhưng nếu thiên đế chiến bại, kẻ nào chiếm cứ thiên đình, kẻ đó chính là bia ngắm, thật muốn để cho dịch quân vương đánh vào thiên đình, để cho hắn trở thành cái bia này mặt ẩn hận tới mức hàm răng ngứa ngáy nhưng lại không thể làm gì được thiên ti nương nương lần trước sau khi mất tích đã không hiện thân nữa hiển nhiên nữ tử này có mưu đồ khác mục đích rất không đơn thuần đoán chừng là khiến cho hắn đấu với chung nhạc lưỡng bại câu thương không thể trông cậy được phong vô kỵ thì trí lực thua kém một bậc bị chung nhạc khắc chế gắt gao cũng không trông cậy được hiện tại hắn phát hiện chính mình chỉ có thể trông cậy vào đế minh thiên đế và đế hậu nương nương đánh bại mục tiên thiên. Chuyện này đối với hắn không thể không nói là một sự đã kích thật lớn, trí tuệ không địch lại thần thông. Đã bị dịch quân vương nói ứng nghiệm rồi, hắn thầm than một tiếng. Đúng lúc này, có thần tướng vào báo lại, nói. Mặt tiên sinh, bên ngoài có một thần nhân tới, nói là cố nhân của tiên sinh, tới đây bái phỏng, trong lòng mặt ẩn khẽ động, lệnh cho thần tướng mời vào, trong lòng thầm nghĩ. Ta đang lúc hành quân, binh tiến cấp tốc, chuẩn bị đại chiến với dịch quân vương, thời điểm này kẻ nào lại tới tìm ta, trong chốc lát, chỉ thấy thần tướng kia dẫn theo một gã nam tử trẻ tuổi đi vào. Gã nam tử trẻ tuổi này là một thần hoàng nhân tộc, phong thần sâu sắc, vô cùng tuấn mỹ, mang tới cho người khác một loại cảm giác mây cuộn mây tan nhẹ nhàng thoải mái. Hắn nhìn thấy mặt ẩn, cười ha hả một tiếng, không người thi lễ, nói mặt sư huynh vân sư huynh mặt ẩn vừa mừng vừa sợ vội vàng chắp tay hoàng lễ lệnh cho đám người lui xuống mời gã nam tử trẻ tuổi kia ngồi xuống tha thiết nói sư huynh ngươi xem như đã tới rồi ta sắp sửa bị dịch quân vương bước tới tuyệt cảnh trí tuệ của ngươi cao hơn ta gấp trăm lần có ngươi tương trợ ta nhất định có thể đánh bại được hắn gã nam tử trẻ tuổi này chính là tướng công của thiên ti nương nương kẻ nắm giữ lục đạo thiên thư, Vân Quyển Thư. Vân Quyển Thư nghe hắn nói vậy, miễn cười nói. Mặt sư huynh, lần này ta tới đây cũng không phải là giúp ngươi, mà là chỉ điểm cho ngươi một con đường sống. Ta vẫn luôn quan tâm trận chiến giữa ngươi và dịch quân vương, hiện tại không sai biệt lắm đã tới thời điểm phân ra thắng bại sinh tử rồi. Ngươi cũng nên tìm một đường lui cho chính mình rồi, sắc mặt mặt ẩn kịch biến, cười lạnh nói. Vân sư huynh cho rằng ta sẽ bại sao? Cho dù ta bại, thiên đế bệ hạ và đế hậu nương nương cũng sẽ không bại. Bọn họ không bại, ta sẽ không tính là thất bại. Vân quyển thư minh bạch ý của hắn, miễn cười nói. Ngươi trước khoan nóng nảy. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy thiên đế và một tiên thiên kẻ nào xuất sắc hơn? Thiên đế sẽ là đối thủ của một tiên thiên sao? Mặc ẩn lắc đầu, nói. Một tiên thiên quả thật xuất sắc hơn thiên đế. Thiên đế quả thật không phải là đối thủ của một tiên thiên. Nhưng đối thủ của một tiên thiên không chỉ có thiên đế, còn có đế hậu nương nương nữa, Vân Quyển Thư lạnh nhạt nói. Ngươi hồ đồ rồi. Vị trí thiên đế chỉ có một, kẻ ngồi trên vị trí này cũng chỉ có một. Đế Minh tranh đấu với một tiên thiên, sao lại liên quan tới đế hậu nương nương? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ tới mạnh ai nấy bay. Bọn họ bởi vì lợi ích ở cùng một chỗ nếu không còn lợi ích, sẽ liền tách ra. Nếu ngươi cũng biết đế minh không bằng một tiên thiên, liền hẳn biết rõ, đế minh thiên đế tuyệt đối đấu không lại một tiên thiên. Một tiên thiên càng thích hợp làm thiên đế hơn hắn. Cho nên, đế minh tất bại trong tay một tiên thiên, mặt ẩn mỉm cười, nói. Ta minh bạch ý của ngươi. Ngươi không phải là nói một tiên thiên có hai thân thần ma, thực lực của đế minh thiên đế không bằng hắn mà thôi chuyện này đã không còn là bí mật đế minh thiên đế sớm đã nghe nói qua đế minh thiên đế cũng có bối cảnh biết được bí mật của hắn hiện tại đã phái người đi phá vỡ thánh địa tiên thiên huyền tẫn của hắn ngươi có còn cảm thấy đế minh thiên đế không phải là đối thủ của một tiên thiên nữa không vân quyển thư lắc đầu nói ngươi quá xem thường mục tiên thiên rồi chẳng những ngươi và đế minh ngay cả dịch quân vương cũng đã xem thường mục tiên thiên ta hỏi ngươi sư tôn của mục tiên thiên là ai? Mặt ẩn thoáng ngẩn người, nói. Ta từng nghe nói qua, sư tôn của mục tiên thiên là một tồn tại cổ lão vô cùng đáng sợ, cho dù là sư tôn của đế minh thiên đế, cũng cực kỳ kiên kỵ hắn. Sư tôn của mục tiên là tiên thiên hắc đế, chính là hắc ám thần vương của thời đại hắc ám, vân quyển thư không nhanh không chậm nói. Ngươi cảm thấy vị tồn tại cổ lão đã phong ấn phục hy, biến thành nhân tộc là kẻ như thế nào? hắn có thể diệt được phục hy thị phong ấn hết thảy thần huyết phục hy biến một hoàng tộc cổ lão đã thống trị thời đại địa kỷ mấy mười vạn năm thành nhân tộc hiện tại tâm cơ thủ đoạn của hắn như thế nào trong lòng mặt ẩn đại chấn thanh âm khàn khàn nói kẻ phong ấn phục hy thần tộc chính là tiên thiên hắc đế sao vân quyển thư tiếp tục nói tuy nói năm xưa tổ bối chúng ta cùng đường bí lối không chỉ có quan hệ với tiên thiên hắc đế còn liên lụy tới những tồn tại càng đáng sợ hơn nhưng tiên thiên hắc đế có thể làm ra những sự tình mà người khác không cách nào làm ra, đại biểu cho tâm cơ và thủ đoạn của hắn đều viễn siêu chư đế. Bằng không, hắn cũng không có khả năng biến phục hy thành nhân tộc, biến một hoàng tộc cổ lão thành chủng tộc thấp kém nhất. Ngươi cảm thấy đệ tử do hắn một tay đào tạo ra sẽ bị đế minh thiên đế dễ dàng đánh bại sao? Gia đầu mặt ẩn nhất thời tê dại, thử dò xét hỏi. Ý của ngươi là, cái mà ngươi nhìn thấy của một tiên thiên, là cái mà hắn muốn cho ngươi thấy. Ngươi nhìn thấy thánh địa tiên thiên huyền tẩn của hắn. Ngươi nhìn thấy chân thân thần đạo và chân thân ma đạo của hắn. Cũng chỉ là cái mà hắn cố ý để cho ngươi nhìn thấy. Để cho ngươi cảm thấy mà thôi. Ánh mắt vân quyển thư âm u, nói. Hoàng tộc Phục Hy năm xưa trưởng khống ba đại thiên thư hoàn chỉnh còn thất bại thảm hại. Chúng ta chỉ bất quá trưởng khống ba đại thiên thư tàn thiên. Liền tự cho rằng đã nhìn thấu mục tiên thiên. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? mặt ẩn nhất thời trầm mặt. Nghe được lời nói của Vân Quyển Thư, hắn cũng cảm thấy có chút không có khả năng. Từ khi đế minh thiên đế đặt mục tiêu thủ thắng trên thánh địa tiên thiên huyền tẩn, hắn đã định trước là sẽ thất bại trong tay mục tiên thiên rồi. Tòa thánh địa huyền tẩn kia sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho hắn bại vong. Vân Quyển Thư lộ ra nụ cười, nói. Cho nên ta cảm thấy, ngươi hẳn là chuẩn bị cho chính mình một đường lui đi. Vân Sư Huynh chính là thuyết khách của dịch quân vương, khiến cho ta đầu nhập vào hắn sao, mặt ẩn cười lạnh một tiếng, nói. Hắn trợ giúp một tiên thiên, nâng đỡ khôi lỗi viêm hoàng khương y kỳ, dùng cái tên nhân hoàng thống trị nhân tộc. Ta tuyệt đối không có khả năng đầu nhập vào hắn. Cho dù có chết, ta cũng tuyệt sẽ không làm chó săn cho một tiên thiên, dịch tiên sinh có ẩn tình khác. Sau này ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi về lai lịch của hắn, Vân Quyển Thư cười hít mắt, nói. Ta không phải muốn ngươi đầu nhập vào hắn, mà là liên thủ với ta, cùng nhau đối kháng hắn, ánh mắt mặt ẩn sáng lên, hỏi. Người muốn đối phó hắn, Vân Quyển Thư lắc đầu, nói. Đối kháng hắn chính là trợ giúp hắn, chế tạo địch thủ cường đại cho hắn, một tiên thiên sẽ không động tới hắn, sẽ trọng dụng hắn, hắn sẽ càng an toàn. Một mình ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu có người hỗ trợ, sẽ có thể đối kháng được hắn, lúc đó hắn mới tính là an toàn, trong lòng mặt ẩn đại chấn, khó có thể tin nổi nhìn hắn. Vân Quyển Thư khẽ mỉm cười, đứng lên nói. Ta đi trước. Ngươi chuẩn bị tốt kế thoát thân, phải sớm không được trễ, tránh cho luân hãm vào trong cuộc chiến thiên đình. Nếu đợi tới lúc đế minh và một tiên thiên nhất quyết sinh tử, ngươi sẽ đi không xong, mặt ẩn nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, lẩm bẩm. Phải sớm không được trễ, phải sớm không được trễ. Sao hắn lại muốn trợ giúp dịch quân vương? Lẽ nào, Lẽ nào, toàn thân hắn đại chấn, nhưng rất nhanh đã an định tâm thần, trong lòng thầm nghĩ. Trước khi quyết chiến Thiên Đình bắt đầu, ta nhất định phải thoát thân rời khỏi. Ngoài Nam Thiên Môn, vô số thần ma trong Thiên Đình ngơ ngác nhìn về phía xa xa. Tức vạn hùng binh, lâu thuyền, chiến xa, phi bảo, lũy bích, cự thú, thần ma, đế binh, trọng khí đang chỉnh tề ngăn nắp tiếp cận Nam Thiên Môn, để nhất trí tướng đương đại Tiên thiên cung dịch quân vương rốt cuộc đã xuất lĩnh đại quân giết tới thiên đình. Thiên đình có 36 quân bộ, hiện tại đã hao tổn 14 quân bộ, còn có quân lực 5 đại quân bộ đang ở chỗ của mặt ẩn. Trong thiên đình chỉ còn lại có 17 quân bộ, số lượng đại quân vẫn là viễn siêu đại quân của Trung Nhạc. Bất quá, 17 quân bộ này rất nhiều đều là góp cho đủ số mà thôi. Ví dụ như nghi thức quân, chỉ là một đám con cháu hậu duệ quý tộc thần tộc bề ngoài tuấn Mỹ thân mặt kim giáp, tại thời điểm thiên đế ra ngoài dạo chơi thể hiện bộ mặt của quân đội. Còn có thiên xá quân, là quân đội phụ trách trị an trong thiên đình, đề phòng đạo tặc và thần ma quấy rối. Ngự nữ quân là tư quân của đế hậu nương nương, là một chi quân đội do cung nữ sai sử trong hậu cung cấu thành, toàn bộ đều là nữ tử, chân chính có chiến lực, chỉ có tứ thiếu vệ, tứ phụ quân, thất công quân, thiên thương quân, huyền qua quân, diêu quan quân, khai dương quân, ngọc hành quân, thiên quyền quân, thiên cơ quân thiên tuyền quân thiên xu quân bắc đẩu quân tam đài quân và thiên lý viện văn xương viện thiên ức viện thái ức viện tam sư viện đế tọa viện trong đó thiên lý viện văn xương viện thiên ức viện thái ức viện tam sư viện đế tọa viện cũng không phải là quân đội mà là nơi làm việc của văn thần võ tướng có thể làm quan trong thiên đình tự nhiên đều là cao thủ trong thần ma bởi vậy sáu viện này tụ tập rất nhiều thần ma đỉnh cao nhất cho nên cũng là một cổ thế lực thật lớn. Chỉ là, hiện tại Trung Nhạc Binh Lâm Thiên Đình, nhân tâm đại biến, rốt cuộc có bao nhiêu thần ma chịu tử chiến đến cùng vì đế minh thiên đế, vậy thì rất khó nói. Cảm giác binh vây bốn phía và cảm giác phát binh tấn công đối phương là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chủ công có lệnh, hạ trại, tế quan. Đột nhiên, thiên binh thiên tướng trong thiên đình nghe được phía đối diện nam thiên môn vang lên một tiếng thét ra lệnh. Bọn họ đang lúc kinh ngạc, chỉ thấy từng cây từng cây thần một thật lớn được tế khởi, sau đó 10 kiện đế binh bay lên không trung, trấn áp thế trận, tránh cho bị địch nhân tập kích. Ngay sau đó, từng cây từng cây thần một thung đâm vào sâu trong không gian, vần quanh đại quân một vòng, lại có vô số thần ma lấy ra ống trúc, nhao nhao xốc lên. Chỉ thấy trong ống trúc bay ra từng vần từng vần thái dương, được tế khởi lên, chiếu rọi không gian, lại có mấy trăm vạn thần ma nhao nhao mở ra bí cảnh nguyên thần. Từ trong bí cảnh, từng khối từng khối đại vật khổng lồ bay ra, có đoạn ngắn thành trì, có cung điện to lớn, có phạt thành xa, có cột trụ, có thành lâu, ở giữa không trung tổ hợp lại, không ngừng mở rộng, cũng không lâu lắm đã biến thành một tòa thành trì thật lớn xuất hiện bên ngoài Nam Thiên Môn. Trong thành, vô số tòa cung điện trùng trùng điệp điệp, giống như một tiểu thiên đình vậy. Chính là phá thiên quang, sắc mặt đám thiên binh thiên tướng thiên đình không khỏi chấn động, biến sắc đám thần binh thần tướng dưới trướng chung nhạc vậy mà luyện chế phá thiên quan thành bảo vật, tùy thân mang theo, ngay tại chỗ xây thành. Trong thời gian ngắn ngủi, một tòa hùng quan huyển lệ đã xuất hiện bên ngoài Nam Thiên Môn, trùng kích mang tới cho bọn họ có thể tưởng tượng. Các đại quân bộ thiên đình lập tức điều binh khiển tướng, chạy tới Nam Thiên Môn, đóng hạ trọng binh, nhưng cũng không dám chủ động giết ra Nam Thiên Môn. Đám tướng lĩnh các quân chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện, bái kiến đế Minh Thiên Đế, tầm ỉ hét lên mặt ẩn là chuyện gì xảy ra. Liên tục bị đánh bại không nói, hiện tại vậy mà để cho dịch tặc giết tới thiên đình luôn rồi, mặt ẩn chỉ là một tên tiện dân nhân tộc, mưu đồ gây rối. Kính xin bệ hạ hàng chỉ, trước giết mặt ẩn bêu đầu thị chúng, mặt ẩn tổn binh hại tướng, muôn lần chết cũng không có gì đáng tiếc. Kính xin bệ hạ hàng chỉ tru diệt gian thần, chư tướng đang lúc tranh cãi ầm ĩ đột nhiên lại có thần tướng khẩn cấp báo lại, nói đại quân thanh hà đế có chút dị động đang kéo tới thiên đình chư tướng hai mặt nhìn nhau tiếp theo lại có thần tướng xông vào trong điện cao giọng nói ương tôn đế hạ lệnh trung ương thị dốc hết đại quân mang tới ba kiện đế binh đánh ra danh nghĩa dẹp phản loạn nói bên cạnh bệ hạ có gian thần muốn kéo quân tới thiên đình bảo vệ xã tắc sắc mặt chư tướng đại biến nhao nhao quát mắng hai đế này chính là rắp tâm bất lương a bên cạnh bệ hạ ở đâu ra gian thần. Rõ ràng là bọn họ có ý đồ với giang sơn xả tắc, báo. Trường sinh đế dốc hết đại quân, dọc theo thiên hà kéo tới, nói cung đình bệ hạ quá loạn, bệ hạ bị tiểu nhân mê muội trầm mê nữ sắc, muốn tới dẹp yên cung đình, báo. Lật lục thị, thủy long thị, bá hoàng thị cấu thành liên quân, nói là bệ hạ có nguy nan bọn họ muốn tới cần vương, kính xin bệ hạ mở rộng đông thiên môn, để cho bọn họ nhập trú đông thiên môn, báo. Thiên nguyên thị, ly liên, liên thị, công lô thị cấu thành liên quân, tới đây cần vương, nghĩ muốn nhập trú tây thiên môn, báo. Kim thiên đế dốc hết đại quân, tới đây cần vương, khốn kiếp. Sắp lật trời rồi, văn võ bá quan thiên đình vừa sợ vừa giận. Tam công tam phụ nhau nhau vỗ án gầm lên, nổi giận quát mắng đám thế gia đại việt này đại nghịch bất đạo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trong lòng thì lại lo sợ bất an, tường đổ mọi người cùng chống đỡ. Trung nhạc binh lâm nam thiên môn, đã đẩy uy nghiêm của thiên đế xuống tới số không. Thời điểm này, nếu chư đế và các đại đế tộc không xuất hiện kiếm một chút cảm giác tồn tại, vậy trận tranh đoạt đế vị này sẽ không có phần của bọn họ nữa rồi. Cho nên quần hùng đế tin nhau nhau phái binh tới đây, hình thành xu thế quần hổ vây long, thiên đình trở thành cá thịt trong mắt bọn họ, đế minh thiên đế nửa cười nửa không, nhìn xuống đám quần thần nộ khí ngất trời phía dưới đám văn thần võ tướng này hiện tại hiên ngang lẫm liệt như vậy nhưng trong lòng bọn họ kẻ nào mà không có tâm tư dị dạng chư quân bình tĩnh chớ nóng nảy đế minh thiên đế nhẹ giọng nói tặc đảng bất quá chỉ là một đám ô hợp chỉ cần diệt trừ đầu lĩnh tặc đảng sẽ lập tức giải tán thiên hạ vẫn sẽ thái bình chư quân phát tán tin tức nửa năm sau trẫm và một tiên thiên sẽ quyết một trận tử chiến trên thiên hà nửa năm sau đế minh thiên đế sẽ nhất quyết sinh tử với một tiên thiên tin tức này rất nhanh truyền ra thiên đình không chỉ chung nhạc đạt được tin tức này các lộ quần hùng khác cũng nhận được tin tức này trong lúc nhất thời các tộc đế tin liền một mảnh xôn xao tin tức này thật sự quá rung động rồi hai đế quyết đấu một người là đương kim thiên đế một người là tiên thiên thần ma thành đế song phương khai chiến cho tới bây giờ sớm đã tới tình trạng thủy hỏa bất dung rồi Hiện tại đế minh thiên đế đã bị buộc lên tuyệt lộ, không thể không nhất quyết sinh tử với một tiên thiên, cũng có thể nhìn ra được đế minh thiên đế quả thật không còn bao nhiêu đòn sát thủ có thể dùng rồi. Nửa năm sau, đế minh thiên đế sẽ có thể mở ra bí cảnh thứ bảy sao, ngoài nam thiên môn, trong phá thiên quan, chung nhạc lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đế minh thiên đế bị hắn phá mất cơ hội mượn áp lực của một tiên thiên mở ra bí cảnh thứ bảy. Cơ hội này bị phá, không phải là mấy chục năm sẽ có thể bù đắp được. Nhất là đế minh thiên đế cũng không phải là một người muốn mở ra bí cảnh thứ bảy, mà là hai người, còn phải cộng thêm một vị đế hậu nương nương nữa. Đế minh và đế hậu thật sự nắm chắc trong vòng nửa năm có thể mở ra bí cảnh thứ bảy sao? Tử quan sư huynh, bệ hạ đang ở đâu? Trung nhạc dò hỏi. Có nhận được tin tức chưa? Tử quan quân vương gật đầu, nói. Bệ hạ đã nhận được tin tức. Ngươi yên tâm, hắn cũng mong đợi trận chiến này rất lâu rồi nếu đế minh thiên đế đã ước chiến vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua chỉ là ta vẫn có chút lo lắng đế minh thiên đế trước giờ luôn ẩn nhẫn sao lần này lại hào khí như vậy tại thời điểm này lại đưa ra lời quyết chiến với bệ hạ chung nhạc trầm ngâm thử dò xét hỏi thân tiên thiên đế quân của bệ hạ đã xuất quan chưa nếu đế minh và đế hậu liên thủ không có chân thân thần đạo sợ rằng hắn khó có thể ứng phó được, tử quan quân vương cũng khẽ nhíu mày. Chân thân ma đạo của một tiên thiên thành đế, chân thân thần đạo bị chân thân ma đạo giam cầm, không tu thành đế cảnh không thể xuất quan. Bất quá, đại quyết chiến bậc này, sao có thể khiến cho chân thân thần đạo tiếp tục tu luyện được, mặt ẩn đã tới rồi, chung nhạc tế khởi thiên dực cổ thuyền, miễn cười nói. Tử quan sư huynh có dám cùng ta đi xem trận thế mặt ẩn một chút không? tử quan quân vương leo lên cổ thuyền cười hắc hắc nói ngươi thân là thống soái tam quân cũng dám can đảm thân lâm mạo hiểm ta có gì lại không dám chung nhạc thoáng nhìn về phía đế tu la không nói một lời đứng sau lưng hắn không khỏi có chút đau đầu lập tức thôi động cổ thuyền từ từ lái ra phá thiên quan chỉ thấy cách phá thiên quan ước chừng năm tinh địa đại quân của mặt ẩn bày bố trận thế sau đó xây dựng đại doanh mặc dù không nhanh chóng như doanh địa phá thiên quan vậy nhưng tốc độ cũng cực nhanh, mặt ẩn trận pháp xâm nghiêm, không có bất kỳ cơ hội nào có thể thừa dịp. Tử quan quân vương tán tháng một tiếng, truyền âm cho đế Tu La, nói Vừa rồi có phải dịch quân vương đã động sát tâm với ta không? Đế Tu La khẽ gật đầu một cái. Tử quan quân vương ngoài mặt mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ Quả nhiên đã động sát cơ với ta. Nếu một mình ta đi ra với hắn, nhất định sẽ bị hắn ném cho mặt ẩn, để cho ta chết trong tay mặt ẩn chung nhạc đi tới địa phương bốn tinh địa tiếp tục tiến lên dự định tinh tế kiểm tra trận thế của mặt ẩn đột nhiên phía đối diện từng tôn từng tôn tiên thiên thần ma từ từ dâng lên nhục thân càng lúc càng khổng lồ khí tức cũng càng lúc càng khủng bố đám khí tức kia giống như hàng rào ngăn cản thiên dực cổ thuyền lại thiên dực cổ thuyền giống như đụng lên vách tường vô hình vậy phát ra một tiếng ầm vang thật lớn thực lực hùng hồn bậc này cửu ngũ chí tôn không tầm thường a à, chung nhạc không khỏi tán thán thôi động cổ thuyền vậy mà cắt ra vách tường khí tức của cửu ngũ chí tôn tiếp tục tiến lên sắc mặt cửu ngũ chí tôn tựa hồ không hề bận tâm đang định động thủ đột nhiên nhìn thấy đế tu la trên đầu thuyền đều thoáng ngẩn người nhao nhao không người thi lễ cũng không lại ngăn cản thiên dực cổ thuyền nữa không nhìn ra lai lịch của đế tu la sư huynh thật không nhỏ a à, chung nhạc mỉm cười nói ngay cả cửu ngũ chí tôn cũng phải thi lễ với ngươi sắc mặt đế tu la vẫn như cũ không chút biểu tình cũng không nói một lời tử quan quân vương cười ha hả nói hắn chính là loại tính tình này dịch quân đừng trách hắn đúng lúc này mặt ẩn dẫn người cưỡi một chiếc lâu thuyền từ trong trận doanh từ từ chạy ra đứng ở phía đối diện nhìn lại chung nhạc dừng thiên dực cổ thuyền lại không người thi lễ nói mặt tiên sinh dịch tiên sinh mặt ẩn chấp tay hoàng lễ, mỉm cười nói. Dịch tiên sinh xem trận thế của ta như thế nào, chung nhạc tán thưởng. Ngang dọc thiên mạch, như la như lưới, tầng tầng lớp lớp, sâu như đại vực, bạo như núi lửa, tĩnh lặng như nhạc, động như ma thần ngàn tay, một sợi tóc động mà toàn thân động, khí tượng phi phàm. Chỉ là khí vận thiên đình đã hết, cho dù là ngươi cũng không thể vãn hồi, không thể làm gì. Tương lai những trận này, những pháp này của ngươi đều sẽ tan thành mây khói dưới góc sắc của đại quân ta, không còn tồn tại." Chư tướng dưới trướng mặt ẩn giận dữ, nhao nhao muốn giết tới. Mặt ẩn giơ tay lên ngăn bọn họ lại, mỉm cười nói: "Năm Tôn Đế Linh cũng không lưu được Dịch Quân Vương, các ngươi có nổi giận tới đâu cũng không thể làm gì được hắn." "Dịch Quân Vương, ngươi tới xem trận thế của ta, ta để cho ngươi xem là được." "Bất quá, nửa năm sau một Tiên Thiên bỏ mình, ngươi sẽ biết ai mới là kẻ thắng cuối cùng ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi một cái bảo tọa nếu ngươi tới hàng ta sẽ có thể ngồi dưới trướng ta chung nhạc cười ha hả nói mặt tiên sinh có một tấm bia đá đã dựng lên mấy lần rồi không biết nửa năm sau còn có thể nhìn thấy tấm bia đá kia nữa không mặt ẩn cũng cười ha hả sai người dựng tấm bia đá lên nói nếu ngươi không hàng dưới tấm bia đá này chính là nơi đầu ngươi lìa khỏi cổ hai người đối nhãn một hồi Trung nhạc cười khẽ một tiếng, điều khiển cổ thuyền trở về phá thiên quan, mặt ẩn liên tục cười lạnh, đột nhiên hạ lệnh, quát lớn. Giờ trại về phía trước, lại tiến tới một tinh địa, đám người lâu chính sư, đình đạo cực bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Dịch quân vương đang ở phía trước, nếu lại tiến tới một tinh địa, cách phá thiên quan chỉ còn có bốn tinh địa rồi. Nếu dịch quân vương tới công, hắn xây phá thiên quan bên ngoài nam thiên môn còn không sợ, ta sợ hắn cái gì, mặt ẩn quát lớn. Ta chính là tiến gần một chút, đám người lâu chính sư chỉ đành hạ lệnh xuống, để cho đại quân dời doanh địa về phía trước. Trôi qua mười mấy ngày, doanh địa đã xây xong, lúc này các lộ đại quân mới chạy tới, nhập trú trong đại doanh. Mặt ẩn lại hạ lệnh. Lại tiến tới một tinh địa nữa, hạ trại, sắc mặt đám người lâu chính sư như đất, vội vàng tới gặp mặt ẩn tra hỏi. Mặt ẩn mỉm cười, nói, đây là kế phòng thủ nghiêm ngặt ta từng bước một bước tới khiến cho hắn không có cơ hội ngồi yên đại quân chỉ đành một lần nữa dời trại càng tiếp cận phá thiên quan ngay sau đó mặt ẩn lại một lần nữa hạ lệnh lại dời trại một lần nữa cách phá thiên quan chỉ có hai tinh địa sau khi xây dựng đại doanh xong mặt ẩn lại hạ lệnh lại tiến tới một tinh địa nữa sau khi đại doanh hạ xong đã là thời gian một tháng trôi qua mặt ẩn lại muốn hạ lệnh dời trại đám người lâu chính sư vội vàng khuyên can nói lại tiến tới nửa tinh địa nữa nếu dịch quân vương tới công chúng ta cũng không có cơ hội chuẩn bị lưu lại một tinh địa cũng tiện có thời gian phản ứng mặt ẩn mỉm cười nói ta muốn bức hắn không thể không dọn phá thiên quan đi cho nên mới muốn cách hắn chỉ nửa tinh địa mà thôi phía sau có đại quân của ta phía trước có đại quân thiên đình từng bước uy áp khiến cho hắn không thể không dọn đi. Bất quá, nếu các ngươi đã khiếp đảm, vậy thì thôi vậy, đại quân thiên đình chỉ cách phá thiên quan có một tinh địa, đám người lâu chính sư đều luôn hải hùng khiếp phía, ngày đêm giám sát phía đối diện. Mặt ẩn thì lại hoàn toàn không chút lo lắng, ở trong quân đội tìm một đám thần nữ, ngày đêm ca múa, vô cùng khoái hoạt, trong lúc bất tri bất giác, kỳ hạn nửa năm đã sắp tới. Một ngày này, mặt ẩn lại uống say, ông mấy nàng thần nữ ngủ thật say đám người lâu chính sư đều âm thầm lắc đầu mặt tiên sinh cũng không khỏi quá thiếu trách nhiệm rồi a à. quyết chiến sắp tới sao lại có thể ăn chơi sa đọa như vậy đợi tới lúc mấy nàng thần nữ kia tỉnh lại chỉ thấy mặt ẩn đã không còn nằm bên cạnh hơn nữa có một nàng thần nữ đã mất một bộ xiêm y không khỏi bắt đầu oán tháng đây chỉ là việc nhỏ không ai đặt trong lòng nhưng cuối cùng cũng không thể tìm được mặt ẩn đám người lâu chính sư tận lực tìm kiếm mặt ẩn nhưng thủy chung cũng không tìm được lúc này mới trở nên hoảng loạn lật ngược từng tòa từng tòa đại doanh lên một lần cũng không thể tìm được mặt ẩn sau gáy tất cả mọi người toàn là mồ hôi lạnh đại tướng trấn thủ lối vào đại doanh bẩm báo nói khởi bẩm lâu thống soái cách đây không lâu có một nàng thần nữ bảo là muốn đi thiên đình thăm hỏi thân hữu đã rời đi hơn một ngày rồi mọi người nhất thời tỉnh ngộ nàng thần nữ này tất nhiên là mặt tiên sinh. Hắn đánh cắp sim y của thần nữ, giả trang thành thần nữ bỏ chạy rồi, lâu chính sư định thần trở lại, nói. Trước không nên kinh hoảng. Vợ con của mặt tiên sinh đều đang ở trong thiên đình, hắn kiên quyết sẽ không từ bỏ vợ con của chính mình. Mau đi thiên đình, canh chừng vợ con già trẻ của hắn, cũng không lâu lắm, trong thiên đình có tin tức truyền ra, cung điện nơi vợ con già trẻ của mặt ẩn đang ở đã trống rỗng hôm qua có một gã thần tướng tới tiếp bọn họ đi, nói là trong thiên đình không quá yên ổn, đã đón vào trong đế cung rồi, tay chân đám người nhất thời lạnh lẽo. Đám người lâu chính sư, bàn kê ngơ ngác nhìn phá thiên quan gần trong gan tất, đều ngây người như tượng, không biết phải làm sao. Mấy ngày nay, các đại quân bộ thiên đình thường xuyên điều động, bị điều phối tới tứ đại thiên môn đi kềm chế các lộ quân đội cần vương, đã sơ xuất việc giám thị vợ con già trẻ mặt ẩn, đã bị hắn chui cái chỗ trống hiện tại đại quân của chúng ta tiến không được, lui không xong. Có muốn đuổi theo truy sát mặt tặc cũng không thể nữa rồi. lâu chính sư lẩm bẩm, nếu tiến tới, chính là trực tiếp va chạm với đại quân của trung nhạc. nếu lui lại, trung nhạc khẳng định sẽ thừa cơ tấn công, dùng thế bẻ gãy nghiền nát đánh bại bọn họ. năng lực lâm trận điều binh, bọn họ kẻ nào cũng không bằng được mặt ẩn. mặt ẩn bởi vì chính mình chạy thoát một mạng, đã cấm bọn họ lại chỗ này, phụ thân chúng ta hiện tại đi đế tinh sao? Một chiếc thuyền nhỏ yên lặng tĩnh mịch lái ra khỏi thiên đình, bay về phía đế tinh. Trong chiếc thuyền này có ẩn chứa không gian, vợ con già trẻ một nhà mặt ẩn chính là ẩn nấp trong đó. Đám người có chút lo lắng sợ hãi. Đứa con nhỏ của hắn ngẩng đầu lên, hỏi. Trong đế tinh có chỗ cho nhân tộc ta sinh tồn sao? Mặt ẩn nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn, mỉm cười nói. Trong đế tinh tạm thời vẫn chưa có chỗ cho nhân tộc chúng ta sinh tồn, cho nên ta muốn đi tranh thủ một địa phương an cư lập nghiệp. Các ngươi có thể bình an, ta mới có thể an tâm, mới có thể đi tranh thủ cho nhân tộc chúng ta một địa phương có thể sinh tồn." Ánh mắt tiểu hài tử kia sáng lấp lánh. "Đám thần tộc kia sẽ không ăn chúng ta chứ?" Ta nghe mẫu thân nói, thần tộc bên ngoài rất thích ăn người. Cha đã nhìn thấy thần tộc ăn thịt người, lúc này mới quyết định xuất sơn. Cha nhất định là đại anh hùng mặt ẩn lắc đầu mỉm cười nói anh hùng cậu hùng ai có thể phân rõ lần này ta đã làm cậu hùng một lần rồi lão mẫu của hắn run run rẩy rẩy nói ẩn nhi con mắt của ta đã mù rồi bất quá thần thức vẫn còn ta cảm ứng được phía trước có một vị thần ma đang ngăn cản con đường của chúng ta trong lòng mặt ẩn giật mình vội vàng đi ra chiếc thuyền nhìn về phía trước chỉ thấy một chiếc thiên dực cổ thuyền lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, trên cổ thuyền có một người bày một bàn rượu, một mình độc ẩm, vị thần ma này thật mạnh, lão mẫu mắt mù của hắn hải hùng khiếp vía, nắm lấy tay của hắn, nói Là do thiên đình phái tới truy sát chúng ta sao? Đợi một lát ngươi chạy trước đi. Ta già rồi, còn sống cũng vô dụng, cũng không sống thêm mấy năm nữa, để ta liều mạng ngăn cản hắn, mặt ẩn nhẹ nhàng giải thoát bàn tay nàng, an ủi. Mẫu thân yên tâm. Phía trước là cố nhân của ta, không phải tới giết chúng ta. Hắn phóng người bay lên, đi tới trên thiên dực cổ thuyền, ngồi đối diện với chung nhạc. Hắn đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy xung quanh không có bất kỳ phục binh nào, chung nhạc cũng không dẫn theo bất kỳ một người nào bảo vệ chính mình. Tiên sinh gan dạ hơn người, một mình tới đây cản đường ta, mặt ẩn cầm bình rượu lên, tự rót rượu cho chính mình, mỉm cười nói. Dịch tiên sinh là tới giết ta sao? chung nhạc lắc đầu nói tay ta chưa bao giờ dính qua máu của nhân tộc cho tới bây giờ vẫn luôn sạch sạch sẽ sẻ, sẻ ta tới tiễn ngươi mặc ẩn uống rượu quay đầu lại nhìn về phía thiên đình xúc động nói phiến giang sơn này thật tốt a à? ta đã triệt để thất bại rồi đã bại bởi ngươi trí tuệ không địch lại thần thông hắc hắc ngươi không dùng thần thông thắng ta mà là dùng trí tuệ thắng ta trí tuệ không địch lại trí tuệ ta thua rồi ngươi có thể tìm được ta là vì ngươi cũng nhận được nhân quả thiên thư a ngươi bệnh ra tơ nhân quả của ta cho nên nắm giữ được hướng đi của ta chung nhạc lắc đầu mỉm cười nói ta chẳng những bệnh ra tơ nhân quả của ngươi tơ nhân quả của toàn bộ đại tướng có danh tiếng dưới trướng ngươi cũng hết thảy trong sự khống chế của ta nhất cử nhất động của bọn họ đều không thể gạt được ta bất quá Ta cũng chưa từng học qua nhân quả thiên thư, ta chỉ là thôi diễn ra đạo nhân quả của chính mình, từ trong ngàn vạn sợi tơ nhân quả tìm kiếm dấu vết tơ nhện mà thôi, sắc mặt mặt ẩn khẽ động, than thở. Khó trách ta nhiều lần không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi hẳn là nên tìm Thiên Ti nương nương, trong tay nàng có nhân quả thiên thư tàn thiên, những thứ ghi chép trong đó không chỉ có thôi diễn nhân quả, còn ghi lại rất nhiều thứ càng thần diệu hơn. Đừng đi. Đi theo ta a. À. Trung Nhạc đột nhiên nói, mặt ẩn khẽ giật mình, thất thanh nói: "Ngươi muốn ta đi theo ngươi, ngươi có còn nhớ không? Ta đã bao nhiêu lần suýt chút nữa giết chết ngươi rồi." Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói: "Cho nên ta mới thưởng thức ngươi. Ngươi ba lần bốn lượt suýt chút nữa giết chết ta là bản lĩnh của ngươi. Nếu ngươi vừa lên liền bị ta giết chết, sao ta còn thưởng thức ngươi? Đi theo ta a." À? Chúng ta đều là nhân tộc. Nếu đã là nhân tộc, hẳn là nên chiếu cố lẫn nhau." Mặt ẩn trầm mặt, thở dài một cái. "Nếu ngươi không bán mạng cho một tiên thiên, kẻ đầu tiên mà ta tìm nơi nương tựa chính là ngươi. Nhưng chỉ cần một ngày ngươi bán mạng cho một tiên thiên, vậy ta liền một ngày không thể đầu nhập vào ngươi." Dịch Tiên Sinh, kẻ đánh bại ta tàn nhẫn nhất chính là ngươi, nhưng khiến cho ta kính phục nhất cũng chính là ngươi. Ngươi đã tới chậm ta đã đáp ứng vân quyển thư sẽ đầu nhập vào hắn, tiếp tục đối nghịch với ngươi. Hắn nhìn chầm chầm khuôn mặt chung nhạc, chỉ thấy chung nhạc vừa nghe được ba chữ vân quyển thư, liền lộ ra biểu tình ngơ ngẩn, trong lòng không khỏi chấn động. Nếu vân quyển thư đã lôi kéo ngươi, vậy ta sẽ không lưu ngươi nữa. Chung nhạc nâng ly đưa tiễn, nói. chút tiên sinh tiền đồ như gấm, mặt ẩn có chút hốt hoảng đứng dậy, một chân đá trúng chân bàn suýt chút nữa vấp ngã. Hắn vội vàng nâng ly, hai người uống một hơi cạn sạch mặt ẩn chân cao chân thấp đi ra thiên dực cổ thuyền quay trở lại thuyền nhỏ quay đầu nhìn lại chung nhạc đã thôi động thiên dực cổ thuyền đi xa phục hy hắn thật sự là phục hy trong đầu mặt ẩn ầm ầm oanh động người nhà bên cạnh hắn đều nghi hoặc không thôi chỉ thấy mặt tiên sinh nổi danh thiên hạ đột nhiên rơi lệ nức nở nói mẫu thân hài nhi phiêu bạc thiên hạ cho tới bây giờ trái tim này rốt cuộc đã có sở thuộc rồi đã có thể cắm rễ rồi cặp mắt lão mẫu hắn cái gì cũng đều không nhìn thấy run run rẩy rẩy nói ta cũng cảm thấy lòng ngươi đột nhiên bình tĩnh lại trái tim ngươi đã bình tĩnh trở lại sau này ta có đi rồi cũng có thể yên lòng cuộc hẹn quyết chiến giữa hai vị đại đế đã sắp sửa tới ngày bắt đầu mấy ngày nay bên cạnh thiên hà đã tụ tập không biết bao nhiêu cao thủ đều đang mong đợi trận chiến đỉnh cao này Đế Minh Thiên Đế có thể mở ra bí cảnh thứ bảy hay không? Mục Tiên Thiên có thể chiến thắng Đế Minh Thiên Đế hay không? Đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trong phá thiên quan, Trung Nhạc lấy họa bích ba hoa, đoá thánh dược bạn sinh với nguyên nha thần vương kia ra. Đoạn thời gian trước hắn liên tục chinh phạt chinh chiến, gần đây mới có thời gian đi nghiên cứu đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Mục đích của hắn là từ trên người đệ tử Nguyên Nha Thần Vương nghiên cứu ra đạo lý tuyên cổ bất biến của Đại Đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên nhưng đám đệ tử này đều không đạt được chân truyền của nguyên nha thần vương muốn từ trong thiên biến vạn hóa tìm hiểu ra đạo lý bất biến cực kỳ khó khăn quan hồn của đại bộ phận các đệ tử nguyên nha thần vương đều bị hắn thu vào trong lục đạo luân hồi của chính mình lấy ra ký ức của đám đệ tử này cũng không khó khăn nhưng lĩnh ngộ ra đại đạo tiên thiên sơn xuyên lại quá gian khổ rồi thời gian nửa năm này chung nhạc thu hoạch cực kỳ ít ỏi họa bích ba hoa là thánh dược bạn sinh với nguyên nha thần vương Nguyên Nha Thần Vương là tinh của Tiên Thiên Đạo Sơn, trời sinh đã có thể trưởng khống đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên. Vậy trong thánh dược bạn sinh với hắn nhất định có dấu vết đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên lưu lại, chung nhạc tỉ mỉ quan sát đóa thánh dược này. Chỉ thấy đóa hoa này vô cùng kỳ lạ, thiên biến vạn hóa, khi thì hoa nở giống như tinh không, tinh quang rực rỡ, tinh hà lưu chuyển, khi thì lại phản phất như bức tranh thần nữ, nàng thần nữ trong tranh tư thái duyên dáng, vô cùng mê hoặc, cơ hồ không nhìn ra có gì khác biệt so với chân nhân nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha